Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 3. Chương 52 đừng giống người tỷ giống nhau. Là chơi không nổi đi. Một người Trương Thành tiểu đệ đứng ở chiếu bạc trước quay đầu nói, xem hắn kia một bộ quần áo, thêm lên không đến 100 khối, này đánh cuộc một phen liền 500 khối, cũng không phải là ai ngờ chơi là có thể chơi. Chính là, tên này tiểu đệ bạn gái giúp vào trên người hắn, một đại nam nhân, lại không có tiền, lại nhát gan. Không biết có cái gì có thể làm nữ nhân dựa vào. Quang một thân cậy mạnh, chính là cái lao khổ mệnh bái. Một khác danh Trương Thành tiểu đệ mở miệng, ta nói Tử Uyển, người tỷ sao liền tìm như vậy một cái lão công, không bằng làm chúng ta thành ca cho người tỷ giới thiệu một kẻ có tiền ra thất lại tốt, so này không biết cường nhiều ít lần. Các ngươi thiếu tại đây nói bậy, ta tỷ phu chỉ là không thích như vậy trường hợp. Tử Uyển liếc liếc mắt một cái Trương Thành hai gã tiểu đệ. Ha ha. Ai có chí nấy sao? Trương Thành cười khẽ hai tiếng, Tiểu Uyển, đứng ở kia nhiều không thú vị, ta mới vừa cho ngươi mua một vạn lợi thế, bằng không ngươi cũng tới chơi hai thanh. Không cần, Tiểu Uyển xua tay cự tuyệt. Ta nói Tiểu Uyển, ngươi lão như vậy rụt rè làm gì? Trương Thành tiểu đệ mở miệng, chúng ta thành ca đối với ngươi là cái dạng gì, chính ngươi hẳn là minh bạch, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ngươi tỷ giống nhau, về sau tìm cái phế vật đương lão công a? Ngươi nói ai đâu? Nói chuyện chú ý điểm, Tử Uyển vẻ mặt cảnh cáo nhìn Trương Thành tiểu đệ. Trương Huyền đứng ở kia, nghe này đó học sinh đối chính mình châm chọc mỉa mai, trong lòng chỉ là cảm thấy có ý tứ, hắn trước kia cũng trải qua quá thời đại này, thực lý giải bọn họ ý tưởng, không có gì ý xấu, chỉ là đơn thuần tưởng làm thấp đi người khác, cho chính mình tìm điểm mặt mũi mà thôi, nếu thật là cái loại này xã hội nhân vật nổi tiếng, hoặc là cái gì thương nghiệp đầu sỏ giữa cố ý chửi bới Trương Huyền, kia Trương Huyền cũng sẽ không dễ dàng liền tính. Trương Huyền tuy rằng ở tuổi thượng so này đó sinh viên không lớn mấy tuổi, nhưng tại tâm thái thành thục trình độ thượng, ném bọn họ không biết nhiều ít lần. Lắc lắc đầu, Trương Huyền lo chính mình đi đến một bên, nhìn còn lại trên bàn đánh bạc trò chơi. Tử Uyển, người này tỷ phu, cũng có chút quá uất ức đi. Trương Thành tiểu đệ tại đây mở miệng. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tử Uyển trợn mắt trừng mắt tên này Trương Thành tiểu đệ, nàng rất rõ ràng, tỷ phu là không nghĩ cùng những người này so đo. Trương Huyền tuy rằng là Lâm gia tới cửa con rể, nhưng hắn vài lần cách làm, đều bị Tử Uyển xem ở trong mắt. Tử Uyển biết, người nam nhân này cũng không phải người khác trong miệng kẻ bất lực, hắn chỉ là không yêu cùng người tính toán chi ly mà thôi. Nhưng một khi chọc giận hắn, hậu quả là phi thường nghiêm trọng, lần trước ở Tắc Tiếp Nước Hương, Vương Vĩ chính là một cái thức tốt ví dụ. Trương Thành tiểu đệ thấy Tử Uyển thật sự sinh khí, bĩu môi, không dám nói nữa, rốt cuộc đây là chính mình về sau đại tẩu a. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu lại đem chính mình lợi thế áp đi ra ngoài, lại đánh cuộc hai thanh, liền nghe được bên cạnh vang lên một trận tiêm tế chửi bậy thanh. Đồ đê tiện, ngươi đâm ai đâu? Trương Thành tiểu đệ quay đầu vừa thấy, chính mình bạn gái không biết khi nào cùng một người trung niên nữ tính mặt đối mặt mắng lên, mà vừa mới kia thanh đồ đê tiện, chính là xuất từ chính mình bạn gái, ông Ni chi khẩu. Ta nói tiểu cô nương, người ta đều cúi đầu đi đường, trong lúc vô ý đụng tới, người này miệng. Cũng có chút quá không sạch sẽ đi. Trung niên nữ tính thân xuyên một cái màu tím váy dài, trên cổ mang một cái bạch kim vòng cổ, nhìn qua rất có khí chất, lúc này trên mặt cũng mang theo tức giận. Liền nói người đâu, thế nào đồ đê tiện, chạy nhanh cho ta xin lỗi. Ông Ni duỗi tay chỉ vào trung niên nữ tính, khí thế kiêu ngạo. Bên này khắc khẩu, cũng hấp dẫn Trương Thành mấy người chú ý, nguyên bản chơi chính vui vẻ Trương Khiết cùng Tôn Lam cũng thu hồi lợi thế, hướng phát sinh khắc khẩu địa phương đi tới. Trương Thành cau mày, hỏi, sao lại thế này? Thành ca, tiện nhân này đi đường không có mắt, đụng phải ta còn không xin lỗi. Ông Ni vẻ mặt khó chịu. Bang, một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên, trung niên nữ tính một cái tát hung hăng trừ ở ông Ni trên mặt, ấn ra đỏ bừng năm ngón tay ấn, trung niên nữ tính nhướng nhướng chân mày, miệng tiện. A, ông Ni phát ra một trận chói tai tiếng thét chói tai, khuôn mặt vặn vẹo nhìn trung niên nữ tính, người đánh ta. Ngươi cái tiện nhân cũng dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Nói, ông Ni liền chiều trung niên nữ tính trên người đánh tới. Được rồi, Trương Thành một phen kéo lại ông Ni, ý bảo nàng đứng ở một bên đi, mà Trương Thành chính mình đi lên cùng trung niên nữ tính giao thiệp, như vậy trực tiếp đánh người, chỉ sợ không hảo đi. U, tiểu đệ đệ, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi này bằng hữu miệng không sạch sẽ nga. Trung niên nữ tính che miệng cười duyên một tiếng. Một đầu hơi cuốn tóc dài nhẹ nhàng run rẩy, tuy là năm mau 40, nhưng lại từ nương bán lão,
vẫn còn phong vận, cũng có thể coi như là cái vưu vật. Vậy ngươi cũng không thể động thủ, hôm nay, cần thiết cho chúng ta một công đạo. Trương Thành đem chính mình người hộ ở sau người, ông Ni giờ phút này đã bổ nhào vào chính mình bạn trai trong lòng ngực khóc ra tới, Toàn Cường nhìn chính mình bạn gái này nức nở bộ dáng, liền giận sôi máu. Thành ca, hôm nay cần thiết đến làm tiện nhân này trả giá đại giới. Đối, Trương Thành một khác danh tiểu đệ Dương Phong cùng này bạn gái Phục Thiến cũng dùng sức gật đầu. Trung niên nữ tính mắt mang coi khinh quét mắt trước mặt này vài tên sinh viên, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở các ngươi, hiện tại đi còn kịp, từ từ, đã có thể không cơ hội nga. Chê cười, chúng ta Thành ca chính là Thanh Diệp xã người, các ngươi còn có thể đem chúng ta thế nào không thành. Toàn Cường ôm chính mình khóc thút thít bạn gái, trực tiếp nâng ra Thanh Diệp xã danh hào. Thanh Diệp, trung niên nữ tính nghe thế tên, trên mặt sửng sốt một chút, giây tiếp theo, lại lần nữa phát ra cười duyên thanh, cười hoa chi loạn chiến, núi non thay nhau nổi lên, Thanh Diệp. Thanh Diệp khi nào tìm này đó tiểu bằng hữu tới tạp bãi. Ân, trung niên nữ tính trong miệng ân tự rơi xuống, ở Trương Thành bọn họ chung quanh, động tác nhất trí vây lại đây mười mấy tên thân xuyên màu đen tây trang tráng hán. Tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Thành mấy người. Nguyên bản vừa mới còn kiêu ngạo ông Ni vừa thấy này trận trượng, hai chân mềm nhũn, nếu không phải giúp vào Toàn Cường thân thượng, nói không chừng trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Thanh Diệp xã là phái các ngươi tới tìm phiền toái, vẫn là cho các ngươi tới toi mạng. Trung niên nữ tính vươn chính mình tay phải, nhìn chính mình ngón tay thon dài, tiểu đệ đệ nhóm, tỷ tỷ vừa mới đã cho các ngươi cơ hội, hiện tại, các ngươi mấy cái quỳ xuống. Cấp tỷ tỷ ta khái cái vang đầu, tỷ tỷ liền tha các ngươi rời đi, thế nào? Trương Thành mấy người bọn họ, hoàn toàn bị này mấy chục danh hắc y tráng hán toàn bộ vây quanh, này trận trượng, ai đều có thể nhìn ra tới hôm nay việc này không thể thiện hiểu rõ. Trương Thành bên người vừa mới còn kiêu ngạo bốn người, giờ phút này trên mặt toàn là sợ hãi, nơi nào còn có một chút bừa bãi bộ dáng. Trương Khiết, Từ Huyền, Tôn Lam tam nữ đứng chung một chỗ, cũng là sắc mặt nôn nóng. Nghĩ nên như thế nào ứng đối trước mắt sự. Trương Thành mày hung hăng nhăn lại, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Thanh Diệp đối nghịch. Các ngươi Thanh Diệp, trung niên nữ tính khinh thường cười, tiểu đệ đệ, các ngươi muốn thật sự có thể đại biểu Thanh Diệp, kia này Thanh Diệp, cũng sẽ không tồn tại thời gian dài như vậy. Còn nữa nói, ngươi cảm thấy, Thanh Diệp sẽ vì các ngươi một đám tiểu thí hài, tới tìm ta phiền toái. Ta cho các ngươi một phút suy xét thời gian, hoặc là quỳ, hoặc là đoạn rớt các ngươi tứ chi, chính mình tưởng. Chương 53 cái gì kêu tàn nhẫn. Vừa nghe đoạn tứ chi, Dương Phong cùng Toàn Cường, đều hai chân mềm nhũn, có loại không đứng được cảm giác. Toàn Cường thanh âm đều có chút phát run nói, ngươi. Ngươi không cần quá phận a, biết ta Thành ca là ai sao? Hắn là Thành đại tập đoàn lão tổng nhi tử, các ngươi động hắn, nhất định không hảo trái cây ăn. Thành đại tập đoàn, cái kia tam lưu xí nghiệp. Trung niên nữ tính không sao cả cười cười, tiểu đệ đệ, hôm nay chính là cha ngươi đứng ở này, không khái mấy cái đầu, cũng đừng nghĩ đi, một phút qua, đây chính là các ngươi chính mình tuyển u, phế đi bọn họ. Trung niên nữ tính vung tay lên, này mười mấy tên tây trang đại hán triều Trương Thành đám người đi qua, nhéo nắm tay, khớp xương phát ra tiếng vang, thanh âm này ngừng ở Toàn Cường mấy người trong tai, thật giống như là chính mình xương cốt đoạn rất thanh âm. Sòng bạc phòng vệ sinh cửa, Trương Huyền dẫn theo quần. Mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến trong đại sảnh tụ ước chừng có hơn 40 hào ăn mặc Âu phục đại hán. Tấm tắc, Trương Huyền tìm Trương sofa ngồi xuống, còn có người ở sòng bạc gây chuyện đâu. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe được trong đám người vang lên Từ Huyền tiếng thét chói tai. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, mọi nơi tìm tòi một vòng, quả nhiên không có nhìn thấy Từ Huyền thân ảnh, hắn không lại chần chờ, đi nhanh chiều đám kia tây trang tráng hán nơi địa phương đi đến. Này nhóm người rộn ràng nhốn nháo vây đến cùng nhau, Trương Huyền trong lúc nhất thời cũng chen không vào, nghe trong đám người Từ Huyền tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên, Trương Huyền trong lòng nôn nóng, phát ra một tiếng giống to. Đều mẹ nó cấp lão tử dừng tay. Này một tiếng giống to, từ Trương Huyền trong miệng phát ra, lại làm người cảm giác giống như sấm sét ở bên tai nổ vang, thứ màng tai sinh đau. Này rộn ràng nhốn nháo đám người, bởi vì Trương Huyền một tiếng giống to. Thế nhưng đều theo bản năng dừng lại động tác, đơn giản là, này tiếng hô chung, thật sự quá có khí thế, giống như là thượng vị giả đối hạ vị giả áp bách giống nhau, làm người không thể không đi phục tùng. Trương Huyền thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tả hữu hai tay khởi công, đẩy ra tễ ở trước mặt tráng hán, vọt tới trong đám người.
Trương Huyền nhìn đến, Trương Thành kia hai gã tiểu đệ, đã nằm ở trên mặt đất, trên quần áo đều bị dẫm chính là dấu chân, trên mặt cũng là xanh tím một khối, Trương Thành mắt trái đen nhánh một mảnh, nghĩ đến là ăn một cái trọng quyền. Trương Thành hai gã tiểu đệ bạn gái, quần áo có chút rách nát, vai cổ chỗ quần áo đều bị xé mở điều điều khẩu tử, Tự Huyền ba người, ôm đoàn ngồi xổm cùng nhau, trên người quần áo có chút nếp nhăn, cũng may tam nữ đem trên người bộ vị mấu chốt đều hộ thực khẩn, không có bị người chiếm được cái gì tiện nghi. Nữ hài nức nở tiếng vang lên, nghe được Trương Huyền trong cơn giận dữ. Tự Huyền ba người giống như cảm giác được bên người người đều tan đi, các nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang theo nước mắt, đương nhìn đến Trương Huyền kia trong nháy mắt, Tự Huyền giống như là tìm được dựa vào giống nhau, khóc thút thít bổ nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Trương Huyền nhìn đến, Tự Huyền đầu tóc đều toàn bộ tán loạn, sạch sẽ áo thun trắng cũng bị chảo đến nhăn bèo nhèo. Trương Khiết cùng Tôn Lam hai nàng đồng dạng, quần áo đều mang theo nếp nhăn. U, lại tới một cái xen vào việc người khác, trung niên nữ tính nhìn đến Trương Huyền, nhẹ nhàng cười. Hảo, có ta ở đây. Trương Huyền cùng không nghe được trung niên nữ tính nói giống nhau, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tự Huyền phía sau lưng, bằng phẳng nàng cảm xúc. Có thể là bởi vì Trương Huyền xuất hiện, làm Tự Huyền có dựa vào, nàng nức nở thanh càng ngày càng nhỏ. Tiểu Huyền, nói cho ta, vừa mới đều ai chạm vào ngươi. Trương Huyền thanh âm thực nhẹ, sợ kinh đến Tự Huyền giống nhau. Tự Huyền chậm rãi đem chôn ở Trương Huyền trong lòng ngực đầu nâng lên, trên mặt che kín nước mắt, thật dài lông mi thượng còn bí mật mang theo nước mắt. Tỷ phu, ta không biết, ta, sợ hãi, Tự Huyền thanh âm thực nhẹ, còn đang run rẩy. Vừa mới thật là đem nàng sợ hãi, nàng rất khó tưởng tượng, nếu không phải Trương Huyền đột nhiên dám đến, chính mình hiện tại sẽ là bộ dáng gì. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Huyền nhẹ nhàng vuốt ve Tự Huyền nhu thuận tóc đẹp, tỷ phu giúp ngươi tìm ra. Trương Huyền hướng đứng ở một bên Trương Khiết phất phất tay, Trương Khiết tuy rằng cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng nàng so Tự Huyền cùng Tôn Lam phải kiên cường không ít. Giúp ta chiếu cố hảo nàng. Trương Huyền bắt lấy Tự Huyền hai vai, đem nàng giao cho Trương Khiết trong lòng ngực, theo sau xoay người, nhìn quét một vòng, mở miệng nói, ai mới vừa động thủ. Trương Huyền thanh âm không lớn, ngữ khí thực trọng, giống như là ở chất vấn giống nhau. Tiểu đệ đệ, người giống như còn không làm rõ ràng thế cục a. Trung niên nữ tính lười biếng duỗi thân vòng eo, hiện tại hẳn là không phải ngươi chất vấn chúng ta thời điểm. Ai động tay, Trương Huyền xem cũng chưa nhìn chúng nam nữ tính liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt tỏa định ở khoảng cách Tự Huyền gần nhất tên kia tây trang đại hán trên người. Ở Trương Huyền trong ánh mắt, mang theo tàn nhẫn, mang theo một loại túc sát, còn mang theo một loại đối đãi sinh mệnh miệt thị, có bao nhiêu quân phiệt đại cá sấu, ở Trương Huyền dưới ánh mắt, đều sẽ sợ tới mức thân thể phát run, quỳ xuống đất xin tha, này hắc y tráng hán, căn bản vô pháp nhìn thẳng Trương Huyền ánh mắt. Tên này âu phục tráng hán theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngay sau đó phản ứng lại đây. Loại này bị người ánh mắt dọa lui một màn, làm hắn cảm giác phá lệ mất mặt, hướng Trương Huyền giống to ra tới, chính là lão tử động tay, người có thể như thế nào? A, à, âu phục tráng hán nói còn chưa dứt lời, liền phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, cái này kêu thanh thê lương, đâm vào người màng tai đau. Âu phục tráng hán hai tay, bị Trương Huyền sinh sôi bẻ gãy, hai căn sắc bén gai xương từ nhỏ cánh tay làn ra chỗ thứ chỗ, máu tươi phun âu phục tráng hán một thân, một màn này. Tuy là này đó thường xuyên sống mái với nhau tráng hán cũng theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, nhát gan Tôn Lam càng là phát ra một tiếng thét chói tai. Trương Huyền tay mới vừa buông ra, bị bẻ gãy cánh tay âu phục tráng hán liền ngã ngồi đến trên mặt đất, đau hít hà một hơi, đầy đất lăn lộn. Kia vẫn luôn đều cái gì đều biểu hiện không sao cả trung niên nữ tính cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Trương Huyền bẻ gãy một người cánh tay. Giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau, đem ánh mắt nhìn về phía một khác danh âu phục tráng hán, còn có ai động tay? Ngươi! Lại một người âu phục tráng hán thấy Trương Huyền hướng chính mình xem ra, sợ tới mức vội vàng đem cúi đầu, vừa mới một màn, đã đưa bọn họ dọa phá mật, bọn họ khi nào gặp qua như vậy một màn, sinh sôi bẻ gãy cánh tay. Ngươi động thủ sao? Trương Huyền ngữ khí thực nhẹ hỏi. Tên này thấp hèn đầu âu phục tráng hán dùng sức lắc đầu. Ta không tin, Trương Huyền khóe miệng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay bắt lấy đối phương cánh tay, dùng sức một bẻ. A, à, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Trương Huyền buông tay, đi hướng tiếp theo người. Một bên Tôn Lam thật sự không có nhịn xuống, phát ra nôn một tiếng,
liền bò đến trên mặt đất nôn khan một trận. Trương Thành hai gã tiểu đệ, cùng với hai gã tiểu đệ bạn gái, hiện tại xem cũng không dám đi xem Trương Huyền, bọn họ chính là nhớ rõ ràng, chính mình vừa mới là như thế nào trào phúng Trương Huyền, này nơi nào là người a, này rõ ràng chính là cái ma quỷ. Chính mình thế nhưng, nói loại người này, là kẻ bất lực. Nếu hắn đều là kẻ bất lực, kia chính mình là cái gì? Đứng ở một bên trung niên nữ tính hiện tại liền cảm giác, trước mặt người nam nhân này, giống như là một tòa núi lớn giống nhau, không ngừng cho chính mình phóng thích áp lực. Nếu tùy ý hắn tại như vậy đi xuống, chính mình nhất định sẽ bị áp suy sụp, nàng chịu không nổi như vậy không khí, hét lớn một tiếng, đủ rồi. Chương 54 Chu gia thiếu gia. A, à, lại hét thảm một tiếng, Trương Huyền căn bản làm lơ trung niên nữ tính, lại lần nữa bẻ gãy một người cánh tay, ở trước mặt hắn, này đó âu phục tráng hán liền tính muốn tránh, lại có thể nào né tránh. Đối hắn ra tay, ai dám, những người này đã bị Trương Huyền dọa phá gan. Tiểu tử, người thực cuồng, nhưng người có biết hay không, người ở nhà ai địa bàn nháo sự. Trung niên nữ tính bị Trương Huyền động tác khí ngực phập phồng, nhưng ánh mắt rồi lại mâu thuẫn không dám nhìn tới hắn, sợ người này đem mục tiêu kế tiếp đặt ở trên người mình. Đang chuẩn bị đi hướng tiếp theo người Trương Huyền đột nhiên xoay người, đối trung niên nữ tính mắng một hàm răng trắng. Trung niên nữ tính bị Trương Huyền này động tác hoảng sợ, lại liên tục lui về phía sau vài bước. Trương Thành hai cái tiểu đệ liền bò bên cạnh, trơ mắt nhìn Trương Huyền một người liền tạo thành lớn như vậy uy hiếp lực, không chỉ có sợ tới mức trung niên nữ tính lui về phía sau, càng là làm đám kia âu phục tráng hán liền động cũng không dám động, lại nghĩ đến chính mình phía trước lời nói việc làm, nói cái gì nhân gia là người nhu nhược, là phế vật, hiện tại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Trương Huyền mỉm cười nhìn trung niên nữ tính, mở miệng hỏi, ai địa bàn? Chu gia. Trung niên nữ tính mở miệng, ở phun ra này hai chữ thời điểm, nàng trong mắt mang theo cường đại tự tin. Mọi người đều biết, Ngân Châu thị long đầu xí nghiệp, đó là Lâm thị, này sáng tạo giả Lâm Chính Nam ở Ngân Châu thương giới có không thể lay động địa vị, mà chỉ ở sau Lâm thị, chính là Chu gia. Có người càng là trong lén lút nói qua, Lâm gia nếu không phải chịu Lâm Chính Nam phúc trạch, đã sớm bị Chu gia thay thế. Chu thị tập đoàn, chính là ngủ đông ở Ngân Châu thị một đầu mãnh hổ, tuy không thế nào lộ diện, nhưng ai cũng không dám trêu chọc. Chu gia, một bên Trương Thành nghe thế hai chữ, thân thể hơi hơi phát run, hắn tuy rằng gia thế không tồi, còn vào đại học trong nhà liền cấp xứng bảo mã BMW, nhưng điểm này đáy cùng Chu gia so sánh với, giống như là một con kiến ở voi trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Trương Thành đột nhiên nghĩ đến vừa mới này trung niên nữ tính lời nói, chẳng sợ chính mình phụ thân hôm nay tại đây, cũng đến khái cái đầu mới có thể đi ra ngoài, nàng chưa nói mạnh miệng. Ở Ngân Châu, ai dám chọc Chu gia? Chẳng sợ Lâm gia những người đó, phỏng chừng nhìn thấy Chu gia cũng sẽ làm chút trường hợp công phu, sẽ không trực tiếp trêu chọc. Chính mình hôm nay, thế nhưng ở Chu gia địa bàn nháo sự. Khó trách đối phương căn bản không để bụng chính mình ra xí nghiệp, khó trách đối phương cũng không để bụng Thanh Diệp xã, đây chính là Chu gia a. Ngân Châu thì ít có hai tòa núi lớn chi nhất. Trương Thành trong lòng sợ hãi, hắn sợ hãi bởi vì chuyện này, làm Chu gia giận chó đánh mèo đến chính mình phụ thân. Chu gia loại này quái vật khổng lồ, chỉ cần động động ngón tay, chính mình ra xí nghiệp liền sẽ bị nhổ tận gốc, vĩnh vô xoay người ngày. Chu gia, ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, chính mình cùng này họ Chu, thật đúng là có duyên a. Tiểu tử, sợ, nâng ra Chu gia sau, trung niên nữ tính có vẻ tự tin đủ không ít, trừng mắt Trương Huyền, nếu hôm nay, ngươi thành thành thật thật cho ta nhận cái sai, xem ở ngươi như vậy có tâm huyết phân thượng, ta làm ngươi mang ngươi bằng hữu rời đi. Bằng không, Chu gia bãi, cũng không phải là ngươi nói tạp liền tạp. Trương Khiết đứng ở Trương Huyền bên người, duỗi tay lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng nói, tỷ phu, Chu gia ở Ngân Châu rất có thế lực, chọc không được. Không có việc gì, Trương Huyền hướng Trương Khiết mỉm cười một chút, Ngân Châu, không có ta chọc không được. Câu này không có ta chọc không được, làm Trương Khiết sắp sửa xuất khẩu nói, sinh sôi nuốt tiến bụng. Trương Huyền nhấc chân. Dạo bước chiều trung niên nữ tính trước người đi đến, có thể nhìn thấy, ở Trương Huyền đi đường trong quá trình, trung niên nữ tính kia tự tin trong ánh mắt nhiều một mạt hoảng loạn. Trương Huyền ở khoảng cách trung niên nữ tính còn có 3 mét thời điểm dừng lại bước chân, nói cho ta, nếu hôm nay ta không nhận sai, hậu quả là cái gì? Hậu quả chính là, các ngươi mọi người, đều đem thừa nhận Chu gia lửa giận. Trung niên nữ tính tiếng nói vừa dứt, Trương Thành cùng Trương Khiết hai người. Đều không tự giác đánh cái dùng mình, có thể nhìn ra,
Chu gia ở bọn họ trong lòng, rốt cuộc là cái dạng gì địa vị, kia chính là, chỉ ở sau Lâm thị gia tộc a. Hoa tỷ, Chu thiếu tới. Một người thân xuyên hầu ứng phục tuổi trẻ nam tính đi đến trung niên nữ tính bên cạnh, cung kính nói. Thiếu gia tới, trung niên nữ tính trên mặt lộ ra một tia vui sướng, hảo, thỉnh thiếu gia lại đây. Mà Trương Thành đám người, nghe được Chu thị thiếu gia tới tin tức sau, kia một khuôn mặt, mặt xám như cho tàn, đặc biệt là Trương Thành, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, xong rồi. Chu thị thiếu gia là cái dạng gì người, Trương Thành từng ở bằng hữu giới thiệu hạ gặp qua một mặt, gần kia một mặt, khiến cho hắn ký ức vưu thâm, kia tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật, Trương Thành nhớ rõ, lúc ấy có một cái gia thế cùng chính mình không sai biệt lắm phú nhị đại, liền bởi vì không cẩn thận nói sai một câu, chọc giận Chu gia thiếu gia, đương trường bị người đánh gãy hai chân, mà cái kia phú nhị đại phụ thân, ngày hôm sau liền tuyên bố phá sản, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Ở Trương Thành trong mắt, Chu gia cái kia thiếu gia Chu Tự, là tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, tính tình táo bạo, hôm nay chính mình ở hắn bãi nháo sự, lại bị hắn gặp được, sẽ xử lý như thế nào? Trương Thành hiện tại chỉ hy vọng, việc này không liên lụy đến chính mình người nhà liền hảo, nếu không chính mình ra kia thành đại tập đoàn, cũng nên tuyên bố phá sản. Hắn sao, ai dám nháo sự a? Một đạo tùy tiện bừa bãi thanh âm ở đám người ngoại vang lên, có phải hay không không muốn sống nữa? Tới chúng ta Chu ra địa bàn nháo sự, thật hắn sao tìm chết? Người này hùng hùng hổ hổ, thanh âm không chút nào che giấu. Trương Thành đem đầu thấp hèn, sợ tới mức thân thể phát run, Trương Thành kia hai tiểu đệ càng là vô dụng, nhìn đến chính mình đại ca cũng không dám hé răng, hai người bọn họ càng là đem miệng bế gắt gao. Đám người tản ra, Chu Tự thân xuyên màu sắc và hoa văn áo sơ mi, mỗi tay ôm danh quyến rũ mỹ nữ, chiều bên này đi tới. Hoa tỷ bài trừ đám người, đi qua đi, mặt mang cung kính đối Chu Tự gật đầu, thiếu gia, người đã đến rồi, chính là những người này ở đây tử nháo sự. Bọn họ nói là Thanh Diệp xã người, còn có một cái là thành đại tập đoàn lão tổng nhi tử. Thanh Diệp, cái gì chó má Thanh Diệp, ai cho bọn hắn lá gan ở ta Chu gia địa bàn nháo sự. Chu Tự vẻ mặt khinh thường, còn có kia cái gì thành đại tập đoàn, nào căn lông chim a, tìm người đi xem, này công ty nếu không tưởng khai cũng đừng tránh ra. Chu Tự nói, làm Trương Thành trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến, chính mình lần này, không riêng ăn mệt, còn liên lụy trong nhà, Thanh Diệp. Còn có chính mình ra tập đoàn, ở Chu gia trước mặt, lại tính cái gì? Hoa tỷ lại lần nữa mở miệng, thiếu gia, còn có người, đem chúng ta người cấp phế đi mấy cái. Ai, đụng đến ta người, ăn gan hùm mật gấu, hôm nay đem hắn cho ta trầm trong sông đi, Chu Tự vẻ mặt khó chịu. Hiện tại, Trương Huyền đám người bị mấy chục danh tây trang tráng hán vây quanh, Chu Tự cũng nhìn không tới bọn họ. Chu Tự này một câu trầm trong sông đi. Sợ tới mức Trương Thành hai gã tiểu đệ hạ bộ đều có chút ướt át, ông Ni cùng Phục Thiến hai nàng càng là ngăn không được chảy ra nước mắt, trên mặt trang toàn bộ khóc hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 55 Người tưởng đem ai trầm hà. Trương Khiết cùng Tôn Lam, đồng dạng trên mặt che kín sợ sắc, nhưng thật ra Tử Huyền, lúc này chấn định không ít. Đối mặt Chu gia này đó tay đấm, Tử Huyền sợ hãi. Bởi vì nàng rất có thể ở này đó tay đấm trong tay có hại, nhưng nhìn thấy Chu Tự, Tự Huyền khẳng định, Chu Tự không dám động nàng, cũng sẽ cho chính mình một cái mặt mũi, buông tha chính mình bằng hữu. Trầm Hà, ngươi tưởng đem ai Trầm Hà? Trương Huyền thanh âm ở trong đám người vang lên. Trương Thành hai gã tiểu đệ nhìn mắt Trương Huyền, trong lòng niệm một câu không biết sống chết lúc sau, lại vội vàng đem cúi đầu. Đám người ngoại Chu Tự nghe thế thanh âm, cảm giác có chút quen thuộc. Rồi lại nhất thời nghĩ không ra ở đâu nghe qua, trực tiếp lớn tiếng đáp lại nói, lão tử chính là làm ngươi Trầm Hà. Đều mẹ nó cấp lão tử tránh ra, làm lão tử nhìn xem là nào căn lông chim tại đây kêu gào. Chu Tự không kiên nhẫn phất phất tay, đứng ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn tầm mắt đám người, vì hắn nhường ra một con đường. Đám người tản ra, Trương Huyền đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt, có thể không hề trở ngại thấy Chu Tự. Mà Chu Tự... giờ này khắc này cũng thấy được Trương Huyền. Xác định làm ta Trầm Hà, Trương Huyền nhếch môi, nhìn trước mặt Chu gia thiếu gia. Chu Tự kiêu ngạo gương mặt, ở nhìn đến Trương Huyền kia một khắc, nháy mắt thu liễm lên, hắn bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, nói chuyện đều có điểm nói lắp, nguyên. Nguyên lai là ngài a. Chu Tự hiện tại, hận không thể cho chính mình một cái tát, khó trách vừa mới nghe thanh âm này như vậy quen tai, thế nhưng là này tôn đại thần. Chính mình mẹ nó sao liền như vậy không có mắt đâu.
quỳ xuống, Trương Huyền đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đứng ở kia Chu Tự, căn bản không có một tia chần chờ, thình thịch một tiếng, quỳ tới rồi trên mặt đất. Một màn này phát sinh, làm ở đây mọi người, mở to hai mắt nhìn, mỗi người ánh mắt giữa, đều tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc, này cũng bao gồm Tử Huyền. Tuy nói Tử Huyền biết Trương Huyền khẳng định sẽ không sợ Chu Tự, nhưng Trương Huyền một tiếng quát chói tai, khiến cho Chu Tự không có chần chờ quỳ xuống, này. Hoa tỷ há to miệng, kia đấy đà thân thể có vẻ có chút cứng đờ, thiếu gia, người đây là. Câm miệng, Chu Tự trực tiếp mở miệng răn dậy, mau quỳ xuống. Xin lỗi. Làm Chu gia thiếu gia, Chu Tự không có khả năng không hảo mặt mũi, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình cái gọi là thể diện, ở trước mắt người nam nhân này trước mặt, cái gì đều không phải, đối phương chỉ cần một chiếc điện thoại, là có thể phá hủy chính mình sở hữu cuồng vọng tư bản. Hoa tỷ xem Chu Tự bộ dáng, hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn, giờ khắc này, cho dù Hoa tỷ có tất cả khó hiểu, tất cả không muốn, cũng đến thành thành thật thật nghe lời, chậm rãi quỳ xuống, đối với Trương Huyền, đối. Thực xin lỗi. Như vậy một màn, làm vừa mới đã tâm như cho tàn Trương Thành không biết nên nói cái gì đó, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là Tử Huyền cái này tỷ phu, rốt cuộc là người nào, một câu, sợ tới mức Chu gia thiếu gia làm trò nhiều người như vậy mặt quỳ xuống. Trương Khiết cùng Tôn Lam hai nàng, trong mắt thả ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng xem cái không ngừng. Không cần cùng ta xin lỗi, cùng các nàng nói. Trương Huyền hướng bên phải lui hai bước, đem Tử Huyền tam nữ thân ảnh, lộ ở Chu Tự tầm mắt giữa. Chu gia coi Lâm gia vì lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Lâm gia thành viên thân phận, Chu Tự tự nhiên là điều tra quá, cho nên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở kia Tử Huyền. Từ cô nương. Xem ra ngươi nhận thức a. Trương Huyền cười cười, người của ngươi, vừa mới khi dễ nàng, này bút chướng, nên như thế nào tính? Cái gì? Chu Tự đồng tử nháy mắt mở rộng, trên mặt mang theo kinh sắc, ngay sau đó, hắn vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hoa tỷ, ngươi làm người động tay. Thiếu gia, ta, Hoa tỷ vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích. Bang, Chu Tự một cái tát chiều đến Hoa tỷ trên mặt, phế vật. Làm ngươi quản cái sòng bạc, ngươi liền Ngân Châu số ít mấy cái đại nhân vật đều không quen biết, vị này từ cô nương, chính là Lâm thị Lâm tổng muội muội, ngươi liền Lâm gia người, đều dám đánh. Chu Tự khí cả người phát run, hắn phía trước, là đối Lâm Thanh Hạm xử quá trá, nhưng thương nghiệp thượng đồ vật, liền tính lại ghê tởm thủ đoạn, cũng không tính quá giới, nhưng hiện tại, đánh người, đó chính là một cái khác tính chất. Lâm Thanh Hạm muội muội, Chu Tự nói, như là một cái sấm sét ở trong đám người nổ vang, mặc kệ là Hoa tỷ, vẫn là Trương Thành đám người, cảm giác chính mình hiện tại đầu óc đều không thể tự hỏi, trống rỗng, này ở trước mắt phát sinh sự. Nghe được tin tức, đều quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Đường đường Chu gia thiếu gia, nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt đầu tiên liền bị thét ra lệnh quỳ xuống, mà bọn họ trong mắt bình thường nữ hài, thế nhưng là bổn thị thương nghiệp đầu sỏ Lâm Thanh Hạm muội muội. Trương Thành hiện tại tưởng tượng, chính mình ngày thường lão khai cái bảo mã BMW X5 ở Tử Huyền trước mặt khoe ra, liền cảm giác mặt thiêu hồng hồng, quả thực mất mặt ném về đến nhà. Từ từ. Trương Thành đột nhiên nghĩ tới một cái khác mấu chốt vấn đề. Tử Huyền là Lâm Thanh Hạm muội muội, kia trước mặt người nam nhân này, lại là Tử Huyền tỷ phu, chẳng lẽ, hắn là Lâm Thanh Hạm trượng phu, chính mình vừa mới, vẫn luôn đang nói Lâm Thanh Hạm trượng phu là cái phế vật. Chính mình dựa vào cái gì? Trương Thành cảm giác, chính mình thật giống như là một cái nhảy nhót vai hề, vẫn luôn ở đối phương trước mặt nhảy nhót, mà đối phương liền cùng chế giễu giống nhau nhìn chính mình. Trương Thành nhìn thoáng qua, chính mình hai gã tiểu đệ, giờ phút này cũng cùng chính mình là giống nhau biểu tình, đều cảm giác mất mặt ném đến trong xương cốt đi. Sự tình giải quyết như thế nào, chính ngươi nhìn làm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng phương pháp giải quyết, bằng không hậu quả, chính ngươi hẳn là biết đến. Trương Huyền đối Chu Tự nhe răng cười. Chu Tự nhìn đến nụ cười này, không ngọn nguồn đánh cái dùng mình, kinh sợ gật đầu, minh bạch, ta minh bạch. Trương Huyền đi ra phía trước. Thân thủ vỗ vỗ Chu Tự mặt, nhớ kỹ, đừng làm ta thất vọng. Nhất định, nhất định, Chu Tự bồi vẻ mặt cười nịnh. Tiểu Huyền, mang lên người bằng hữu, chúng ta đi thôi. Trương Huyền đối Tiểu Huyền phất phất tay. Ân, Tiểu Huyền dùng sức gật gật đầu, lôi kéo Trương Khiết cùng Tôn Lam cánh tay, đi theo Trương Huyền chiều đám người ngoại đi đến. Trương Thành mấy người, cũng vội vàng bò lên thân, chạy chậm đuổi kịp Trương Huyền bước chân. Vừa mới đã xảy ra như vậy sự. Mấy người cũng không có gì chơi hứng thú,
thậm chí trong tay lợi thế cũng chưa đổi thành tiền mặt, liền ra sòng bạc. Thẳng đến Trương Huyền bọn họ đi rồi, Hoa tỷ còn lăng ở nơi đó, run lên hai chân, triển lãm nàng nội tâm chung sợ hãi. Hảo a ngươi cái Tử Uyển, rõ ràng là phú nhị đại, còn cất giấu, hố ta nhiều ít bữa cơm, hôm nay bữa tối ngươi thỉnh. Trương Khiết vừa ra khỏi cửa, liền trên lầu Tử Uyển cổ, sắc mặt hung tợn uy hiếp nói. Tử Uyển bất đắc dĩ cười một chút, hảo, ta thỉnh, muốn ăn gì ngươi nói. Kia cần thiết ăn quý a, hôm nay muốn tẩy nhà giàu. Trương Khiết căn bản không có do dự, nói thẳng ra mấy cái nổi danh khách sạn lớn, làm Tôn Lam tuyển. Tôn Lam sắc mặt có chút câu nệ, ngươi, các ngươi tuyển đi, ta đều được. Dựa, đều là hảo tỉ muội, hôm nay cần thiết ngươi tới tuyển. Trương Khiết bắt lấy Tôn Lam cánh tay, không chọn đều không được. Ta, Tôn Lam mở miệng, lại nửa ngày cũng chưa hé răng. Các ngươi đều là bằng hữu, hữu nghị thứ này, cùng thân phận không quan hệ, mau tuyển đi, mọi người đều đói bụng đâu. Trương Huyền hướng Tôn Lam hơi hơi mỉm cười, đồng thời lại hướng Trương Thành bọn họ phất tay, còn có các ngươi mấy cái, mẹ nó ăn cơm đều không tích cực, người đều chết đói, mau tới đây ngẫm lại ăn gì. Tỷ phu, chúng ta, Trương Thành mấy người sắc mặt cổ quái đi đến Trương Huyền trước mặt, nói chuyện phương thức trở nên câu nệ rất nhiều. Được rồi, Trương Huyền biết bọn họ trong lòng tưởng gì, không sao cả chắp tay bái bái, đều đại lão ra, sao cùng cái đàn bà giống nhau nét mực, mau tuyển địa phương ăn cơm. Ân, hảo, tỷ phu, cảm ơn ngươi. Trương Thành gật đầu, chân thành nói. Chương 56 ta lão công. Cơm chiều, nói là muốn tể Tử Uyển, cuối cùng mấy người vẫn là tuyển một người đều tiêu phí 30 quán ăn khuya mãnh xoa một đốn, cơm gian nói chuyện phiếm vui sướng, cũng không có vì cái gì vấn đề mà làm quan hệ trở nên mới lạ. Sau khi ăn xong, Trương Huyền trực tiếp cùng Tử Uyển các nàng cáo từ, hướng về nhà đi đến. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trương Huyền về đến nhà thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi, Trương Huyền đứng ở biệt thự ngoại, nhìn phòng trong đen nhánh một mảnh, không có một chiếc đèn sáng lên, có chút kỳ quái, chẳng lẽ Lâm Tổng sớm như vậy liền ngủ. Trương Huyền mở ra cửa phòng, vào nhà nhìn quét liếc mắt một cái, hắn nhìn đến, phòng trong hết thảy đều cùng chính mình rời đi khi giống nhau, Lâm Thanh Hạm căn bản là không trở về. Kỳ quái! Trương Huyền móc di động ra, cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại, chậm chạp không người tiếp nghe. Trương Huyền suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cấp Milan, Milan tỏ vẻ nàng cùng Lâm Thanh Hạm không ở một khối. Vậy ngươi biết lão bà của ta đi đâu sao? Hình như là có cái tụ hội đi, buổi chiều thời điểm Tống Đào gọi điện thoại, nói lão đồng học lại tụ tụ, hắn hẳn là cũng kêu Thanh Hạm. Milan ở trong điện thoại hồi ức nói. Ân, đã biết, Trương Huyền gật gật đầu, cắt đứt điện thoại, hướng ngoài cửa đi đến. Ở Lâm Thỉnh Hạm bên người, Trương Huyền cũng an bài nhân thủ bảo hộ. Chẳng qua vô pháp làm mọi mặt chu đáo, cho nên có chút thời điểm, Lâm Thanh Hạm đi đâu, Trương Huyền cũng vô pháp biết, rốt cuộc Trương Huyền hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai phải đối Lâm Thanh Hạm bất lợi, mà người của hắn, nói trắng ra là, tùy tiện đi ra ngoài một cái, kia ở toàn bộ quốc tế thượng, đều là có uy tín danh dự nhân vật, không thể dễ dàng lộ diện, ngược lại là Trương Huyền bản nhân, biết hắn danh hào người rất nhiều. Nhưng gặp qua người của hắn, lại là thiếu chi lại thiếu. Gặp qua Trương Huyền, hơn nữa biết Trương Huyền chân chính thân phận người, trừ bỏ hắn nhất tin cậy bằng hữu ngoại, cũng chỉ có hắn địch nhân, mà người sau, đã không có mấy cái có thể sống trên đời. Trương Huyền thông qua chính mình mạng lưới tình báo, dùng 3 phút thời gian, tra được Tống Đào bảng số xe, lại ở 10 phút trong vòng, căn cứ Tống Đào bảng số xe, tỏa định Tống Đào xe hiện tại ngừng ở địa phương nào. Trương Huyền không có trực tiếp làm người căn cứ Lâm Thanh Hạm bảng số xe tra tìm. Hắn sợ những cái đó âm thầm muốn đối Lâm Thanh Hạm bất lợi người phát hiện cái gì, rút dây động rừng. Tống Đào xe ngừng ở một nhà tư nhân hội sở chung, Trương Huyền đi vào này thời điểm, cũng thấy được Lâm Thanh Hạm kia chiếc màu đỏ chạy băng băng, xác định Lâm Thanh Hạm liền ở chỗ này. Tìm được Lâm Thanh Hạm, lại xác định Lâm Thanh Hạm không có việc gì, Trương Huyền cũng liền không nóng nảy, đơn giản đứng ở bãi đỗ xe chung, chờ Lâm Thanh Hạm tụ hội tan cuộc. Loại này tư nhân hội sở, ở Ngân Châu thì có rất nhiều. Nói trắng ra là, chính là một tràng biệt thự cải trang thành, hội sở nội có yến hội thính, karaoke, bàn du thất, là nhiều người tụ hội thực tốt lựa chọn. Tới rồi 10 giờ rưỡi tả hữu, hội sở trước cửa vang lên một trận ầm ĩ thanh, Trương Huyền đứng ở bãi đỗ xe nhìn ra xa liếc mắt một cái, nhìn đến 7-8 danh cả trai lẫn gái chính nói cười cười từ hội sở trước cửa đi ra, xem bọn họ thần thái động tác, hẳn là đều uống lên chút rượu. Soái ca, có hỏa sao?
Một đạo nũng nịu thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy một người dáng người gợi cảm, ăn mặc nóng bỏng, lưu trữ màu đỏ tóc quan mỹ nữ đứng ở chính mình phía sau. Xin lỗi, không có. Trương Huyền lắc lắc đầu. Nữ nhân này thượng thân hỏa bạo, vòng eo tinh tế, hiện tại ăn mặc lộ tề trang, váy ngắn, kia hai điều thon dài bạch chân lộ ở trong không khí, nếu đi ở trên đường, hoặc là hộp đêm chung, tuyệt đối đưa tới vô số ong bướm. Nhưng Trương Huyền ánh mắt lại không tại đây nữ nhân trên người dừng lại vượt qua một giây, hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở hội sở trước cửa, chờ nữ nhân kia xuất hiện. Khanh khách, hỏa bạo mỹ nữ cười duyên một tiếng, soái ca, tại đây chờ bằng hữu. Ân, chờ ta lão bà. Trương Huyền gật đầu, xem cũng chưa xem một cái. Vẫn là cái hảo nam nhân đâu, giống ngươi như vậy nam nhân, hiện tại cũng thật không nhiều lắm đâu. Hỏa bạo mỹ nữ vươn ngọc bích, sờ đến Trương Huyền trên vai. Soái ca, một người tại đây, không nhàm chán sao? Không nhàm chán, Trương Huyền bả vai uốn éo, ném ra nữ nhân cánh tay. Hừ, hỏa bạo mỹ nữ duyên dáng gọi to một tiếng, thật là khó hiểu phong tình nam nhân. Nói xong, hỏa bạo mỹ nữ vừa đi nhanh rời đi, ở nàng xoay người đồng thời, lộ ra một bộ thực hiện được tươi cười, đồng thời trộm đối hắc ám chỗ bảy cái ok thủ thế. Ở nơi đó, một người tay cầm camera, chính chọn lựa ảnh chụp, từ ảnh chụp chung. Tuy rằng nhìn không tới Trương Huyền chính mặt, nhưng quen thuộc Trương Huyền người, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ảnh chụp lấy đặc thù góc độ hướng người triển lãm, hỏa bạo mỹ nữ thân thể đang gắt gao dán ở Trương Huyền trên người. Nhiếp ảnh ra cười gian lấy ra điện thoại, bắt thông một cái dãy số, Tống Thiếu, thu phục, hắn quả nhiên xuất hiện, ảnh chụp hiện tại chia ngươi. Không vội, Tống Đào một bên cầm điện thoại, vừa đi đến hội sở trước cửa, nhìn đứng ở bãi đỗ xe thượng Trương Huyền. Khóe môi treo lên một mặt cười lạnh, mấy ngày nay, nhiều chụp chút ảnh chụp, chỉ cần chừng mực đủ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Minh bạch, hắc hắc, chụp ảnh người cười gian nói. Trương Huyền nhìn chăm chú vào hội sở trước cửa, thẳng đến cái kia giống thiên sứ giống nhau nữ nhân xuất hiện, hắn đi qua. Lâm Thanh Hạ mới vừa đi đến hội sở cửa, liền nhìn đến Trương Huyền thân ảnh, Trương Huyền chậm rãi đi đến Lâm Thanh Hạ trước người. Lâm Thanh Hạ khẽ nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Gặp ngươi như vậy vãn không về nhà, có điểm lo lắng, tới đón ngươi. Trương Huyền lộ ra hiểu ý tươi cười. Tiếp ta, Lâm Thanh Hạm biểu tình ngẩn ra, nhăn lại mày chậm rãi giãn ra, Trương Huyền một cái nho nhỏ động tác, một câu đơn giản nói, làm nàng cảm giác trong lòng có cổ dòng nước ấm ở chảy xuôi. Hảo, kia đi thôi, xe ở phía trước, ta uống lên chút rượu, ngươi khai. Ân, Trương Huyền gật đầu, từ Lâm Thanh Hạm trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Hai người sóng vai chiều bãi đỗ xe đi đến. Thanh Hạm, này ai a, chưa thấy qua a. Ở hai người phía sau, một đạo hơi mang nghi hoặc giọng nữ vang lên. Ta lão công, Lâm Thanh Hạm quay đầu lại, lớn tiếng trả lời, mắt đẹp giữa, ngậm một mặt ý cười. Trương Huyền khóe miệng liệt khai, nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng, thế Lâm Thanh Hạm mở ra ghế phụ cửa xe, đem nàng đón đi vào, tại đây hai chạy băng băng phía sau, một chiếc không chớp mắt đại chúng Zeta chậm rãi đi theo. Lâm Thanh Hạm đêm nay uống lên chút rượu, mặt đẹp ửng đỏ, đỉnh đầu ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu vào nàng tinh xảo khuôn mặt thượng, vì nàng bằng thêm vài phần nghịch ngợm, như là dưới ánh trăng tinh linh giống nhau. Nàng rúc vào trên ghế phụ, thân thể chắc nghiêng, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn đến Trương Huyền sườn mặt. Trương Huyền lưu trữ một đầu giỏi giang tóc ngắn, ngũ quan rõ ràng, gương mặt tuấn giật, trên má hắn có phong xương tàn lưu dấu vết. Lúc trước Lâm Thanh Hạm chỉ cần nghĩ đến này nam nhân là chính mình lão công, liền sẽ từ đáy lòng diễn sinh ra chán ghét, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, loại cảm giác này dần dần đạm đi, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ có thể tiếp thu người nam nhân này ngẫu nhiên xuất hiện ở chính mình bên người, tựa như đêm nay, kia một câu tiếp ngươi về nhà. Lâm Thanh Hạm đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có nghe được lời như vậy, giống như từ chính mình trưởng thành, mụ mụ đi rồi lúc sau, liền rốt cuộc không ai đối chính mình nói qua. Hắn là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái. Chương 57 sát Lâm Thanh Hạm. Đêm nay ánh trăng, có chút sáng ngời, dưới ánh trăng, lửa đỏ chạy băng băng nhẹ nhàng chạy ở trên đường, hướng trong nhà đi, dường như biểu thị, một viên lửa nóng tâm, đang ở hướng về cảng đi trước, cuối cùng ngừng ở nơi đó. Bên trong xe, phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Này đêm phong nhi thổi, thổi đến tâm ngứa, ta tình lang. Đêm lặng yên qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền giống thường lui tới giống nhau, thế Lâm Thanh Hạm rót trà, quét tước vệ sinh, theo sau ra cửa.
Trương Huyền ngồi ở Xuân Đằng viện Phúc Lợi Mộc chế đỉnh hóng gió chung, lẩm bẩm tự nói, mẹ, ta tìm được nàng, ta đã từng hướng ngài lập được thề, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ không cho phép có người xúc phạm tới nàng. Ngài biết không, ta cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, nếu ngài còn ở, cũng nhất định sẽ vì ta vui vẻ đi. Nàng bởi vì gia đình nguyên nhân, tính cách có chút lạnh như băng, nhưng nàng tâm địa thực hảo, ngài muốn ở, nhất định sẽ cùng nàng ở chung thực vui sướng. Một trận gió nhẹ phất quá, mang theo mùa hè nóng bức. Trương Huyền lão thổ di động tiếng chuông chói tai vang lên. Uy, lão đại, gần nhất Ngân Châu cảnh sát cơ hồ toàn phương vị giám thị cái kia Thanh Diệp xã, muốn ở ai cũng không biết dưới tình huống xử lý bọn họ lão đại, có điểm khó khăn, bất quá hôm nay đảo có một cơ hội. Trong điện thoại vang lên soái khí thanh niên thanh âm. Nói thẳng, Trương Huyền duỗi tay đào đào lỗ tai. Nghe được, hôm nay Thanh Diệp xã hội ở Bát Thiên Lâu bãi yến, hình như là địa phương hai cái xã đoàn đàm phán, đến lúc đó Thanh Diệp xã lão đại cũng sẽ đi, này hẳn là một cái cơ hội. Hành, ta đã biết, Trương Huyền cắt đứt điện thoại, ở trên di động tuần tra một chút Bát Thiên Lâu vị trí, giả thiết cái đi bộ hướng dẫn sau, chiều quá đi đến. Trương Huyền vừa mới ra viện Phúc Lợi. Di động tiếng chuông lại vang, Trương Huyền nhìn mắt di động điện báo người, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiếp khởi điện thoại. Uy, mỹ nữ cảnh sát, có việc gì sao a? Ngươi ở đâu? Hàn Ôn Nhu dồn dập thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Trương Huyền trợn trắng mắt, không phải cho ngươi đã phát sao, viện Phúc Lợi a? Cho ngươi nửa giờ thời gian, đến cục cảnh sát tới gặp ta. Hàn Ôn Nhu ở trong điện thoại mệnh lệnh nói. Ta nói cảnh sát. Ta giống như không phải tội phạm đi. Ít nói nhảm, ngươi lần trước tham dự kia chàng dùng binh khí đánh nhau còn không có kết án, nếu ngươi không nghĩ đêm nay ở cục cảnh sát vượt qua, liền thành thành thật thật nghe lời, nửa giờ, hiện tại bắt đầu tính giờ. Đô, đô, nghe trong điện thoại vội âm, Trương Huyền vẻ mặt dở khóc dở cười, gặp được như vậy một cái nữ cảnh, thật không hiểu nên nói cái gì hảo. Hiện tại Trương Huyền vô pháp bại lộ thân phận, này nữ cảnh khăng khăng muốn làm chính mình nói. Kia thật đúng là có thể cho chính mình mang đến không ít phiền toái. Trương Huyền nghĩ nghĩ, tắt đi Bát Tiên Lâu hướng dẫn, đánh chiếc xe, hướng cục cảnh sát đi. Ngân Châu cục cảnh sát trước cửa, một người cảnh sát vừa thấy đến Trương Huyền, trên mặt lập tức lộ ra khâm phục biểu tình, anh em, tới. Này cảnh sát bộ dáng, thật giống như cùng một cái về nhà người chào hỏi giống nhau. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Hàn đội ở văn phòng, người trực tiếp đi thôi. Trong văn phòng chỉ có Hàn đội một người u. Kia cảnh sát cấp Trương Huyền làm cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hàn Ôn Nhu ngồi ở hình điều tra và giải quyết công thất chung, nhìn trong tay văn kiện, mùa hạ áo sơ mi mặc ở trên người nàng, không giống như là một kiện cảnh phục, đảo như là một loại nhân vật sắm vai, cho người ta một loại khó có thể miêu tả dụ hoặc. Hàn Ôn Nhu cau mày. Văn phòng cửa phòng bị gõ vang, Trương Huyền đi đến. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau Hàn Ôn Nhu mắt lé nhìn hạ Trương Huyền, nhẹ thở nói, tiến vào, đem cửa đóng lại. Nga! Âm một tiếng, hình điều tra và giải quyết công thất đại môn đóng lại, ngồi ở văn phòng ngoại đại sảnh làm công cảnh sát nhóm, đều nhìn nhau cười, kia tươi cười chung có cộng đồng ý tứ. Văn phòng chung, Hàn Ôn Nhu đem trên tay văn kiện chiều trên bàn một ném, đối với Trương Huyền nói, chính mình nhìn xem đi. Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc cầm lấy văn kiện. Nhìn lướt qua, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho hắn trong lòng sinh ra lửa giận. Cảnh sát ở gần nửa tháng thời gian nội, cộng bắt giữ 3 đợt đào phạm, cộng 16 người, theo này 16 người cung cấp lời khai nói, bọn họ sở dĩ tới Ngân Châu, là vì một sự kiện. Sát Lâm Thanh Hạm. Các ngươi Lâm gia, là hào môn, người thường căn bản tiếp xúc không đến, các ngươi hào môn chi gian ân oán gút mắt, chúng ta quản không được, nhưng hiện tại này đề cập tới rồi ngầm xã đoàn. Chúng ta không thể không quản, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết đến toàn nói ra, những người này rốt cuộc vì cái gì muốn giết ngươi lão bà, còn có, lần trước những người đó, vì cái gì phải đối ngươi động thủ. Hàn Ôn Nhu đứng lên, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ta không biết, Trương Huyền lắc lắc đầu. Trương Huyền, Hàn Ôn Nhu đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi tay thật mạnh chụp ở trước mặt trên bàn, lực lượng lớn đến làm cho cả mặt bàn đều ở chấn động. Hàn Ôn Nhu trước người cũng là một trận dao động, ta hiện tại, cũng không có cùng ngươi nói giỡn, ngươi biết này 16 danh đào phạm là người nào sao? Bọn họ mỗi người, đều là cảnh sát truy nã nhiều danh tội phạm quan trọng. Bọn họ mỗi người, trên người đều ít nhất bối một cái mạng người. Ta minh bạch, nhưng ta thật không biết là ai muốn giết ta lão bà.
Trương Huyền nhíu mày, chuyện này, hắn cũng vẫn luôn ở tra. Hàn Ôn Nhu nhìn chằm chằm Trương Huyền nhìn 2 giây, đột nhiên cười, ngồi vào làm công ghế, đôi tay ôm ngực, nếu ngươi không nói, ta đây chỉ có thể đem Lâm Tổng, mời đến này gian văn phòng. Ngươi dám, Trương Huyền một bước tiến lên trước, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Trong nháy mắt này, Hàn Ôn Nhu cảm giác chính mình như là bị một con dã thú theo dõi, Trương Huyền ánh mắt kia, phá lệ dọa người, Hàn Ôn Nhu rõ ràng cảm giác được, chính mình trái tim đang ở kịch liệt nhảy lên. Nàng cố nén trong lòng cái loại này kinh tủng cảm giác, mở miệng nói ta có cái gì không dám. Trương Huyền, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta hiện tại, là ở giúp ngươi, mà ngươi, không những không phối hợp chấp pháp, còn dám uy hiếp chấp pháp nhân viên, quang này, ta liền có quyền đem ngươi quan tiến trong nhà lao. Trương Huyền không sao cả cười, tùy tiện, ngươi như thế nào đối phó ta đều được, nhưng ngàn vạn không cần dọa đến lão bà của ta, bằng không ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận, thật sự. Hàn Ôn Nhu trong lòng tức giận bốc lên, nhướng mày, ngươi uy hiếp ta. Hai người chi gian không khí, có chút dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, hình điều tra và giải quyết công thất đại môn bị người mở ra, một người cảnh sát cấp hoang mang rối loạn vọt tới trước cửa. Hàn đội, không hảo, ra mạng người. Mạng người, Hàn Ôn Nhu đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, tình huống như thế nào? Cảnh sát ngữ khí dồn dập hội báo, Tây khu cảnh sát truyền đến tin tức. Một đống phòng ốc cháy, phòng trong 2 người đều bị thiêu chết, hiện tại kia khu vực đã phong tỏa. Mang ta qua đi, Hàn Ôn Nhu cấp vội vàng chiều hình điều tra và giải quyết công thất ngoại đi, ở đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, họ Trương, cùng ta cùng nhau. Bằng gì, Trương Huyền bĩu môi, chỉ bằng ngươi đang ở tiếp thu điều tra, đi. Ngân Châu thị Tây Khu, là một mảnh tân thành nội, gần 2 năm được đến phía chính phủ duy trì, mạnh mẽ khai phá. Tân kiến rất nhiều đại hình thương trường, khu nhà phố, chỉ là khai phá thời gian ngắn ngủi, dân cư so với khu phố cũ tới nói muốn thưa thớt rất nhiều. Chương 58 ta không cười. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu cưỡi xe cảnh sát đi tới một mảnh kiến trúc công trường, trên đường, cảnh sát cấp Hàn Ôn Nhu hội báo tình huống. Sự phát địa điểm liền ở lều khu, người chết là 2 gã kiến trúc công nhân, lúc ấy có người chứng kiến thấy 2 người ở phòng trong, hỏa thế phát triển tốc độ quá nhanh, phòng cháy đội tới thời điểm. Người đã cứu không sống. Xe cảnh sát dừng lại. Kiến trúc công trường giữa, đã kéo thật dài cách ly mang, lúc ấy mục kích lửa lớn nhà thầu cùng 10 mấy danh công nhân đều ở tiếp thu cảnh sát điều tra, từng cái đối với khẩu cung. Trương Huyền nhìn đến, ở trước mắt, có một gian bị thiêu cháy đen lều, ngọn lửa tàn lưu xuống dưới cho tàn rơi rụng ở lều bên, ở cách đó không xa, bình phô 2 trương vải bố trắng đơn, che đậy người chết thi thể. Đi xem. Hàn Ôn Nhu kéo ra cách ly mang, đi vào. Trương Huyền đứng ở cách ly mang ngoại, bên này nhìn xem, bên kia đi dạo, bởi vì là Hàn Ôn Nhu mang đến người, cũng không ai quản hắn. Cháy đen lều bên, đứng một người thanh niên cảnh sát, đương nhìn đến Hàn Ôn Nhu tới sau, cảnh sát trên mặt lộ ra một bộ vui mừng. Ôn Nhu, người đã đến rồi. Phát sinh lớn như vậy án tử, người giống như có vẻ thật cao hứng. Hàn Ôn Nhu có chút thần sắc không vui nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Thanh niên sắc mặt biến đổi, thu liễm không ít, giải thích nói, ta này không phải bởi vì nhìn thấy ngươi mới vui vẻ sao. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Hàn Ôn Nhu căn bản không để ý tới thanh niên kỳ hảo, một đôi mắt ở cháy đen lều thượng nhìn quét. Căn cứ điều tra, cùng với công nhân nhóm cung cấp tin tức, cơ bản đã có thể xác định, lần này cháy là ngoài ý muốn tạo thành, trực tiếp thông chi người nhà tới nhận người là được. Thanh niên sắc mặt nhẹ nhàng nói. Ngoài ý muốn. Người từ nào điểm nhìn ra đây là ngoài ý muốn, Hàn Ôn Nhu lộ ra bất mãn thần sắc, này đó lều, đều là sắt lá dựng, phòng trong phương tiện đơn sơ, tam trương thiết chất giường đôi, cho dù là có người ở trong phòng đốt lửa, đều sẽ không làm phòng ốc ở trong khoảng thời gian ngắn bốc cháy lên, người cảm thấy, đây là ngoài ý muốn. Này, thanh niên há miệng thở dốc, không nói gì, hắn tuy rằng tới thời gian sớm, nhưng căn bản không dụng tâm điều tra án kiện. Tiêu Hoa, người đương cảnh sát. Chính là như vậy đương. Khẩu cung đều ở đâu, cho ta xem. Hàn Ôn Nhu răn dậy một tiếng thanh niên, bước đi hướng cách ly mang ngoại. Hàn Ôn Nhu vẻ mặt không khí đi ra cách ly mang, từ cảnh sát kia lấy tới vừa mới lục tốt khẩu cung, chậm rãi nhìn. Trương Huyền ở một bên đi qua đi lại, nhìn xem đốt trọi lều, lại nhìn xem những cái đó ghi lời khai công nhân, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là cấp thấp mưu sát thủ pháp. Hàn Ôn Nhu đứng ở kia. Lật xem cảnh sát nhân dân vừa mới ký lục khẩu cung. Hiện tại thời gian này,
là khởi công điểm, này hai người vì cái gì sẽ đãi ở lều? Hàn Ôn Nhu mặt mang nghi hoặc, gọi tới một người công nhân, hỏi. Tên này công nhân nói cho Hàn Ôn Nhu, này hai người gần nhất đều có chút bị cảm nắng, nhiều sẽ ở lều nội nghỉ ngơi, cháy nguyên nhân, có thể là hai người ở trên giường hút thuốc khiến cho. Công nhân nói một sự kiện, chính là chết đi này hai người, đã từng có một lần bởi vì ở trên giường hút thuốc, không cẩn thận châm hỏa, đem đệm chăn đều điểm, lúc ấy phát hiện kịp thời, cho nên không ra cái gì vấn đề lớn. Đem đốc công tìm tới, Hàn Ôn Nhu đem trên tay cầm khẩu cung ký lục giao cho một người cảnh sát trong tay, mệnh lệnh nói. Này công trường đốc công, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, không đến 1m7, dáng người có chút mập mạp. Cảnh sát, ngươi tìm ta. Ta hỏi ngươi, hôm nay cháy thời điểm, ngươi ở đâu? Hàn Ôn Nhu nhìn đốc công. Lúc này, Trương Huyền cũng đi đến Hàn Ôn Nhu bên người, rất có hứng thú đánh giá đốc công, đem ánh mắt tỏa định ở đốc công trên tay trái. Cảnh sát, ta hôm nay nguyên bản đi giáp phương kia một chuyến, này không nghe nói đã xảy ra chuyện, liền chạy nhanh chạy tới. Đốc công đĩnh viên lăn bụng, trên mặt cũng mang theo khó chịu, này hai người, lần trước liền thiếu chút nữa đem lều cấp điểm. Lần này lại nháo ra việc này tới, người nói một chút, này công còn như thế nào khai. Người này ai a? Thanh niên cảnh sát Tiêu Hoa từ bên cạnh đã đi tới, xô đẩy một phen Trương Huyền, đi đi đi, ai làm ngươi tiến vào, không thấy cảnh sát phá án đâu. Một bên đi, ta mang đến, Hàn Ôn Nhu thanh âm vang lên. Ôn Nhu, người mang đến. Tiêu Hoa rất là ngoài ý muốn nhìn Hàn Ôn Nhu liếc mắt một cái, theo sau như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Ôn Nhu a, người cũng biết, này phá án đâu, không quan hệ người cũng không thể tùy tiện vào tới a. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta đây đi trước a. Trương Huyền hướng Hàn Ôn Nhu phất phất tay, làm bộ liền phải hướng công trường ngoại đi đến. Đứng lại, ai làm ngươi đi, ngốc tại này. Hàn Ôn Nhu một phen túm chặt Trương Huyền sau cổ áo, dùng sức một túm, liền đem Trương Huyền túm đến chính mình bên người, này bạo lực bộ dáng. Không thẹn cảnh đội nữ bạo long danh hiệu. Trương Huyền lau cái trán mồ hôi, bất đắc dĩ nói, cảnh sát, ta này còn có việc đâu, gì thời điểm mới có thể đi a? Án tử điều tra rõ, ngươi cùng ta một khối đi, ta còn có việc hỏi ngươi. Hàn Ôn Nhu mở miệng nói. Tiêu Hoa đứng ở một bên nói, Ôn Nhu, này án tử cứ như vậy, cơ hồ đã có thể xác định, người chết bởi vì bị cảm nắng, ở trên giường hút thuốc trong quá trình, khả năng bởi vì ngủ, không cẩn thận bật lửa giường đệm. Dẫn phát hỏa hoạn, dẫn tới bỏ mình, vừa mới những cái đó công nhân đều nói, người chết phía trước liền có phương diện này tiền khoa, hơn nữa lúc ấy đang ở khởi công điểm, không có người kịp thời phát hiện cũng bình thường, muốn ta nói a, này liền cá nhân chính là gieo gió gặt bão. Án tử có thể kết. Phụt, đứng ở một bên Trương Huyền không có nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Người cười cái gì, Tiêu Hoa vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Trương Huyền. Không gì, không gì. Trương Huyền liên tục xua tay, ta chính là nghĩ tới một kiện có ý tứ sự mà thôi. Hàn Ôn Nhu nhìn chằm chằm Trương Huyền nhìn hai giây, họ Trương, người có phải hay không có cái gì phát hiện? Không a, Trương Huyền dùng sức lắc đầu, kia đầu cùng trống bỏi giống nhau. Có liền nói, Hàn Ôn Nhu càng xem Trương Huyền, càng cảm thấy người này thần sắc không thích hợp, kia tươi cười chung, hỗn loạn, là trào phúng. Hắn ở trào phúng ai? Trương Huyền trầm ngâm hai giây. Là có một chút phát hiện, bất quá ta nói, ngươi nhưng đến làm ta rời đi, ta hôm nay thật còn có việc đâu. Hàn Ôn Nhu bắt lấy Trương Huyền cổ áo, giơ giơ lên nắm tay, ngươi dám cùng ta nói điều kiện. Trương Huyền cười hắc hắc, cảnh sát, này vốn dĩ không phải ta thuộc bổn phận sự, ngươi nếu không đồng ý, ta cũng không thể bức ngươi a. Ngươi, Hàn Ôn Nhu trừng mắt Trương Huyền, lấy nàng trực giác, có thể cảm giác ra tới, lần này lều cháy, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt đồ vật, xác thật làm nàng không có gì manh mối. Hàn Ôn Nhu thấy Trương Huyền kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hận đến ngứa răng, nàng đã không phải lần đầu tiên cùng người nam nhân này giao tiếp, mỗi lần đều có thể hắn bị tức chết đi được. Chương 59 ngươi gặp qua sao? Hảo, ngươi nói, chỉ cần là hữu dụng đồ vật, ta liền thả ngươi đi. Nhưng ngươi muốn dám chơi ta, hậu quả chính ngươi biết. Hàn Ôn Nhu một phen buông ra Trương Huyền cổ áo. Dương nắm tay, hung tợn nói. Ôn Nhu, hắn lại không phải cảnh sát, có thể nói ra cái gì tới, ngươi cũng đừng làm cho người này đem ngươi lầm đạo. Tiêu Hoa ở một bên mở miệng. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn mắt Tiêu Hoa, ta đích xác không phải cảnh sát,
nhưng ngươi là cảnh sát, lại có ích lợi gì? Như vậy rõ ràng mưu sát bãi ở ngươi trước mặt, ngươi liền nhận định là ngoài ý muốn. Tiêu Hoa vừa nghe, đương trường không vui, hướng Trương Huyền quát, ngươi đánh rắm. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là mưu sát, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, cũng không nên nói lung tung. Nếu ngươi nói là mưu sát, liền đem chứng cứ lấy ra tới. Chứng cứ liền tại đây lạc, Trương Huyền chỉ Đốc Công. Đốc Công sắc mặt biến đổi, vị này tiểu ca, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung a. Chỉ ta làm cái gì? Ngươi nói ngươi vừa mới chuẩn bị đi giáp phương bên kia, vẫn luôn không có tới công trường, đúng không? Trương Huyền hỏi. Ân, Đốc Công gật đầu, này đó công nhân nhóm đều thấy, bọn họ cho ta gọi điện thoại, ta mới đuổi lại đây. Trương Huyền nhìn mắt Đốc Công tay trái, ngươi kết hôn. Nghe Trương Huyền hỏi như vậy, Đốc Công theo bản năng liền đem tay phải phóng tới tay trái mu bàn tay thượng, ngay sau đó, hắn sắc mặt nhỏ đến không thể phát hiện đổi, đây là ta tư nhân vấn đề, cùng án kiện nhưng không có gì quan hệ đi. Có lẽ đi, cùng ta tới. Trương Huyền đối Hàn Ôn Nhu vẫy vẫy tay, sau đó kéo ra cách ly mang, chiều đốt trọi lều kia đi đến. Hàn Ôn Nhu không có hé răng, trong mắt mang theo một mặt nghi hoặc, đuổi kịp Trương Huyền bước chân. Tiêu Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng theo qua đi. Trương Huyền vòng quanh lều, nhìn một vòng, hắn ánh mắt, đột nhiên tỏa định ở lều chỗ ngoặt, ở cháy đen lều chung, kia có một tia nho nhỏ lóe bạch. Hàn cảnh sát, ta cảm thấy, người hẳn là làm người đem cái kia cầm lấy tới xem một chút. Trương Huyền chỉ hạ kia lóe bạch địa phương. Hàn Ôn Nhu không có gọi người, mà là chính mình mang lên cao su bao tay, đem kia lóe bạch đồ vật đem ra, là một quả nam sĩ bạch kim nhẫn. Nhìn đến này cái bạch kim nhẫn nháy mắt, Hàn Ôn Nhu liền biết, manh mối ra tới. Này đó công nhân ở công trường thượng làm việc, tuyệt đối không có khả năng mang theo bạch kim nhẫn, càng không thể đem nhẫn tùy tiện đặt ở lều, này khẳng định là có người rơi xuống. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Đốc Công, có thể hay không đem ngươi tay trái vươn tới. Làm gì, Đốc Công cảnh giác nhìn Trương Huyền, cũng không có dựa theo hắn nói làm. Kêu ngươi duỗi ngươi liền duỗi, phối hợp công tác. Hàn Ôn Nhu một tiếng quát chói tai. Đốc Công tròng mắt ở hốc mắt quay tròn chuyển cái không ngừng. Động tác nhanh lên, Hàn Ôn Nhu lại lần nữa quát chói tai một tiếng. Dựa vào cái gì, Đốc Công đem MU bàn tay trái ở sau người, các ngươi điều tra của các ngươi, quản ta chuyện gì, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi. A, à, Hàn Ôn Nhu một bước vượt trước, đôi tay nháy mắt trước duỗi, chiều Đốc Công trên người chụp tới. Dáng người mập mạp Đốc Công nơi nào có thể trốn đến quá thân thủ mạnh mẽ Hàn Ôn Nhu, chỉ là ở nháy mắt, đã bị Hàn Ôn Nhu chế trụ. Các ngươi làm gì, bạo lực chấp pháp, ta muốn cáo các ngươi. Đốc Công lớn tiếng gào thét. Chờ ngươi có cơ hội, rồi nói sau. Trương Huyền đi lên trước, bắt lấy Đốc Công tay trái, ở Đốc Công tay trái ngón áp út thượng, có một đạo bởi vì trường kỳ đeo nhẫn sở xuất hiện dấu vết rất sâu, nhẫn lại không thấy. Hàn Ôn Nhu vừa thấy. Lập tức ý thức được cái gì, đem kia cái bạch kim nhẫn đem ra, nhẹ nhàng tròng lên Đốc Công ngón áp út thượng. Toàn bộ nhẫn khuôn mẫu, cùng Đốc Công ngón áp út thượng dấu vết hoàn toàn ăn khớp, từ điểm đó có thể thuyết minh, chiếc nhẫn này, 80% tỷ lệ là Đốc Công. Nguyên lai là ngươi, ngươi nhẫn tại đây, còn có cái gì hảo chống chế? Hàn Ôn Nhu mắt đẹp trừng, ký ức chế trụ Đốc Công tay càng là tăng lớn sức lực, đau Đốc Công nhe răng trợn mắt. Là ta cái gì, ta chiếc nhẫn này. Mấy ngày trước liền ném, Đốc Công nghẹn đỏ mặt. Trương Huyền không hề đi xem Đốc Công, về Đốc Công có phải hay không nói dối, Hàn Ôn Nhu có chính mình phương pháp có thể phân biệt, hắn bắt đầu chứng thực tiếp theo điều manh mối. Hàn cảnh sát, vừa mới ta nhớ rõ, có một người làm ghi chép nói, hắn tận mắt nhìn thấy hai gã người chết bị nhốt ở lều nội cầu cứu đúng không? Đối, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, hướng một người cảnh sát mệnh lệnh nói, đem người nọ kêu lên tới. Thực mau. Một người ăn mặc áo thun trắng, mang theo màu đỏ nón bảo hộ trung niên nam nhân bị cảnh sát kêu lại đây. Trương Huyền nhìn người này liếc mắt một cái, mở miệng nói ngay lúc đó tình huống đi. Người này gật gật đầu, hồi ức nói, lúc ấy ta nhớ rõ là buổi sáng 10 giờ, công trường khởi công không lâu, ta liền nghe được có người kêu phát hỏa, chạy tới vừa thấy, lều đã bị hoàn toàn thiêu, bọn họ hai cái đều bị vây ở phòng trong, tiếng kêu thảm thiết nghe được rất rõ ràng, chờ đem hỏa diệt. Đã không còn kịp rồi. Nga, Trương Huyền gật gật đầu, theo sau hướng Hàn Ôn Nhu vung tay lên, đây cũng là đồng lõa, bắt đi. Hồ nháo, quả thực hồ nháo, bên cạnh Tiêu Hoa vẻ mặt phẫn hận hô,
Người nói chảo liền chảo, người nói là đồng lõa chính là đồng lõa. Kết quả là cái gì chứng cứ đều không có, lung tung bắt người. Chỉ là tận mắt nhìn thấy đến chết giả bị thiêu chết, liền thành đồng lõa. Ai nói ta không có chứng cứ? Trương Huyền hỏi lại một tiếng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi gặp qua bị thiêu chết người sao? Chê cười, Tiêu Hoa khinh thường cười một tiếng, hai gã người chết còn nằm ở nơi đó, ngươi hỏi ta thấy chưa thấy qua bị thiêu chết người. Ngươi chưa thấy qua, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, thanh âm chủ nhân, là Hàn Ôn Nhu. Ôn Nhu, ngươi, Tiêu Hoa há to miệng. Hàn Ôn Nhu buông ra đốc công, quay đầu nhìn kia gian bị thiêu cháy đen lều, mở miệng nói, Trương Huyền nói không tồi. Không riêng ngươi chưa thấy qua bị lửa đốt chết người, ta cũng chưa thấy qua, trên thế giới này, chết vào hỏa hoạn người, rất nhiều, nhưng chân chính bị lửa đốt chết người, cơ hồ không có, trừ bỏ cổ đại cái loại này cực hình, đem người đặt ở hỏa giá thượng sinh nướng ngoại, đều không phải chân chính ý nghĩa thượng bị lửa đốt chết. Vẫn là có người sáng suốt a. Trương Huyền cười, không hề mở miệng, hắn cấp nhắc nhở đã đủ nhiều, nếu như vậy Hàn Ôn Nhu còn tìm không đến manh mối, như vậy nàng cái này hình trinh phó đội trưởng. Thật đúng là bạch đương. Cũng may, Hàn Ôn Nhu cũng không có làm Trương Huyền thất vọng. Hàn Ôn Nhu tiếp tục mở miệng nói, phát sinh hỏa hoạn dưới tình huống, người đang ở hiểm cảnh người, sợ gặp phải lớn nhất nguy hiểm không phải cực nóng ngọn lửa, mà là trong ngọn lửa bốc cháy lên độc yên, hỏa sẽ đem người mặt ngoài bỏng, theo sau làm người đến chết, cái này quá trình khả năng yêu cầu nửa giờ tả hữu, mà độc yên, chỉ cần vài phút, là có thể làm người hít thở không thông, đại não cơn sốc, sau đó tử vong. Hàn Ôn Nhu nói xong, bước nhanh chiều một bên bị vải bố trắng che đậy người chết đi đến, đồng thời phất tay hạ lệnh, đem người bắt lại. Chương 60 lại thấy nữ bạo long. Kia ăn mặc áo thun, mang theo màu đỏ nón bảo hộ công nhân sắc mặt biến đổi, vừa mới chuẩn bị chạy, đã bị đứng ở bên cạnh hai gã cảnh sát gắt gao đè lại, hắn sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn về phía đốc công lúc này cũng vẫn luôn cúi đầu không nói, không có hé răng. Hàn Ôn Nhu xốc lên vải bố trắng. Hai gã người chết thân thể đã bị thiêu cháy nát, bộ dáng vặn vẹo. Tiêu Hoa đứng ở một bên, đều có chút không dám nhìn tới. Hàn Ôn Nhu tốt đẹp tu dưỡng vào lúc này bày ra tới, nàng sắc mặt bất biến duỗi tay dùng sức nắm người chết hàm dưới, người chết miệng tự nhiên mở ra, ở người chết khoang miệng giữa, cũng không có quá nhiều màu đen bụi mù, này cũng đã nói lên, người chết căn bản không phải chết vào hỏa hoạn giữa. Hỏa hoạn bốc cháy lên phía trước, bọn họ cũng đã chết. Cho nên mới không có hút vào cái gì độc yên, nếu không khoang miệng nội tuyệt đối là tràn ngập màu đen có độc vật chất. Vừa mới người nọ khẩu cung, nói hắn nghe được người chết cầu cứu thanh, hắn đang nói dối. Trong nháy mắt này, Hàn Ôn Nhu liền bắt được phá án mấu chốt nơi. Cảnh sát, thực hiện ngươi lời hứa đi, ta đi trước lạc. Trương Huyền trên mặt ngậm ý cười, hướng Hàn Ôn Nhu phất phất tay, lần này không đợi Hàn Ôn Nhu mở miệng, hắn liền nhanh như chớp chạy trốn. Hàn Ôn Nhu muốn nói cái gì, cũng không có cơ hội. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, Hàn Ôn Nhu ánh mắt dừng lại vài giây, ngay sau đó lớn tiếng ra lệnh, đem mọi người, đều mang về, hảo hảo thẩm. Trương Huyền từ công trường ra tới, nhìn hạ thời gian, giữa trưa 12 giờ. Hắn nhớ rõ Thanh Diệp xã ở Bát Tiên Lâu bãi yến thời gian là buổi chiều, tùy tiện ăn điểm cơm trưa sau, Trương Huyền liền chiều Bát Tiên Lâu đi đến. Bát Tiên Lâu chiêu bài. Như là thập niên 90 Yakuza phiến giống nhau cũ xưa, lâu nội trang hoàng nhưng thật ra may lại không ít lần, cái này chiêu bài nhìn cũ xưa tử lầu, bên trong lại là có khác động thiên. Ở trong đại sảnh, phóng một tòa một so một lớn nhỏ quan công giống, ở quan công giống trước bãi một cái đồng lò, bên trong phô thật dày một tầng hương cho, còn có mấy chục chi hương cắm ở lư hương chung, mạo màu xanh lá sương khói. Từ thật lâu phía trước bắt đầu, này Bát Tiên Lâu, liền biến thành xã đoàn đàm phán địa phương. Ở Ngân Châu thị, hơi chút có chút đại điểm trường hợp, đều sẽ ở Bát Tiên Lâu cử hành, ở Ngân Châu ngầm xã đoàn, có cái bất thành văn quy định, đó chính là, ở Bát Tiên Lâu, tuyệt đối không thể động thủ, ai muốn ở Bát Tiên Lâu động thủ, kia toàn bộ trên đường người đều sẽ không phục ngươi. Xã đoàn người, hỗn chính là một cái nghĩa tự, cái này quy định, ai đều không có đánh vỡ. Cũng bởi vì Bát Tiên Lâu tồn tại, tránh cho rất nhiều đại hình dùng binh khí đánh nhau. Mấy thứ này. Trương Huyền tình báo đoàn đội cũng tất cả đều cung cấp cho hắn. Trương Huyền đi vào Bát Tiên Lâu thời điểm, nơi này cơ hồ không có gì khách nhân, chỉ có 6 gã thân xuyên sườn xám nữ đón khách đứng ở cửa. Bát Tiên Lâu trang hoàng phong cách, cũng tràn ngập một loại cổ thanh cổ sắc hương vị. Đại sảnh cái bàn cũng đều là bàn Bát Tiên, ở đại sảnh đối diện mặt kia trương màu son trên vách tường, viết một bộ câu đối.
muôn đời lòng son minh nhật nguyệt, ngàn năm nghĩa khí biểu xuân thu. Câu đối bên trong, khắc một cái ngũ trảo kim long, đằng đằng sát khí. Trương Huyền mới vừa vào cửa, nữ đón khách thống nhất chiều Trương Huyền khom lưng, sườn xám xẻ tà tới rồi đùi căn chỗ, phá lệ mê người. Tiên sinh ngài hảo, yêu cầu điểm cái gì? Trương Huyền ánh mắt không có tại đây sáu gã tú sắc khả san nữ đón khách trên người dừng lại vượt qua một giây, lập tức đi đến trong tiệm, ngồi ở một trương đơn người trên bàn, muốn thực đơn, điểm một hồ trà, một ít điểm tâm, sau đó đánh giá khởi này trong tiệm hoàn cảnh tới. Bát Thiên Lâu cùng sở hữu hai tầng, tổng diện tích có 420 bình phương, so không được những cái đó khách sạn lớn. Trương Huyền ánh mắt tinh tế đánh giá mặt đất, thông qua mặt đất mài mòn trình độ, hắn là có thể phân biệt gần nhất giống nhau xã đoàn thành viên lại đây thời điểm, sẽ ngồi ở nơi nào. Hôm nay, Trương Huyền mục đích chỉ có một, chính là hoàn toàn giải quyết Thanh Diệp xã cái này phiền toái, đồng thời hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai mướn người đối chính mình động thủ, ở Trương Huyền trong lòng, có như vậy mấy cái suy đoán đối tượng. Bởi vì lần trước bóng đêm quán ba đánh nhau sự tình, cảnh sát gần nhất đối Thanh Diệp nòng cốt thành viên trông coi đặc biệt nghiêm mật, Trương Huyền cũng chỉ có thể lựa chọn ở loại địa phương này, trộm xuống tay. Đại khái quan sát một chút, Trương Huyền trong lòng liền có tính toán, ba lượng khẩu đem mới vừa điểm điểm tâm nuốt tiến bụng. Người phục vụ, tính tiền, đúng rồi, phòng vệ sinh ở đâu? Tiên sinh, ở lầu 2, người phục vụ giúp Trương Huyền nói rõ phương hướng. Cảm tạ, Trương Huyền thanh toán khoản, chiều lầu 2 đi đến. Lầu 2 trang hoàng, không thể so lầu 1 như vậy đại khí, tất cả đều là một ít loại nhỏ phòng, Trương Huyền nhìn đến phòng nội bày ấm trà, này đó phòng, hẳn là chuyên môn dùng để đánh bài uống trà địa phương. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ dùng gần 3 giây, Trương Huyền liền tìm đến một cái thích hợp địa phương. Hắn phải làm, chính là ở chỗ này chờ Thanh Diệp người lại đây. Trương Huyền tình báo đoàn đội nói cho hắn, mỗi lần xã đoàn ở Bát Tiên Lâu đàm phán thời điểm, Bát Tiên Lâu đều sẽ tạm dừng buôn bán, đến lúc đó tưởng từ bên ngoài tiến vào, lặng yên không tiếng động xử lý nhiệm vụ mục tiêu, kia hiển nhiên là không có khả năng, trốn tránh ở bên trong, là đơn giản nhất phương pháp. Ẩn núp một buổi trưa thời gian, đối Trương Huyền tới nói hoàn toàn tính không được cái gì, lúc trước hắn vì sát một người tập đoàn tài chính cá sấu khổng lồ, đã từng ở âm 30 độ địa phương, ẩn núp ở thật dày tuyết đọng chung, sinh sôi bỏ 33 tiếng đồng hồ, cuối cùng đánh chết nhiệm vụ mục tiêu. Này nói ra đi đều nghe rợn cả người chiến tích, Trương Huyền ở 20 tuổi năm ấy hoàn thành. Thời gian im ắng quá khứ. Bát Thiên Lâu lầu một cửa. Một người xinh đẹp môn nghênh diện mang nghi hoặc, gì, phía trước tiến vào vị kia tiên sinh đâu? Các ngươi thấy hắn đi ra ngoài sao? Không chú ý, một khác danh môn nghênh lắc lắc đầu. Được rồi, đừng nghĩ này đó, Thanh Diệp xã nhân mã thượng liền tới đây, đều chú ý một chút. Một người thợ cả bộ dáng mỹ nữ của mắng. Bát Thiên Lâu lầu 2. Trương Huyền đã sớm đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, nhìn thời gian, buổi chiều 5 giờ rưỡi. Mau tới, Trương Huyền đưa điện thoại di động thu hảo, tâm thái bằng phẳng, trái tim nhảy lên tốc độ đều đều, không có một tia nôn nóng cùng khẩn trương. Đột nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ ở trên hàng hiên vang lên, Trương Huyền nghe thế thanh âm nháy mắt, liền thầm kêu một tiếng không ổn, tự ẩn giấu một buổi trưa ghế lô chung đi ra, quét mắt phòng thay quần áo phương hướng. Một đầu chui qua đi. Uy, ta nói, ta đêm nay có việc. Đối, kia án tử đã điều tra ra. Làm tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe ta chỉ huy. Thân xuyên cảnh phục Hàn Ôn Nhu vô cùng lo lắng cắt đứt điện thoại. Ở lầu 2 nhìn thoáng qua, chiều một cái ghế lô nội đi đến. Theo sau tướng môn hở khép, rón ra rón rén núp vào. Trương Huyền đứng ở phòng thay quần áo, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến Hàn Ôn Nhu đi vào đối diện ghế lô, vẻ mặt dở khóc dở cười. Thật là như thế nào nào đều có nữ nhân này. Trương Huyền khó xử đứng ở phòng thay quần áo chung, hiện tại đi cũng không được, không đi cũng không được, hắn khẳng định, chính mình chỉ cần vừa ra phòng thay quần áo, tuyệt đối sẽ bị nữ nhân này thấy, đến lúc đó nữ nhân này đã có thể không ngừng mỗi ngày làm chính mình cho nàng báo vị trí đơn giản như vậy. Chương 61, quỳ chung. Trương Huyền trong lòng thở dài, xem ra đêm nay, này hành động là vô pháp tiến hành rồi. Trương Huyền hướng phòng thay quần áo trên ghế ngồi xuống, lấy ra di động, chuẩn bị tống cổ thời gian, chờ những cái đó xã đoàn gì thời điểm đàm phán xong, họ Hàn nữ nhân rời đi, chính mình lại đi đi. Này di động vừa mới lấy ra tới, màn hình liền tự động sáng lên. Trương Huyền vừa thấy, là Hàn Ôn Nhu cho chính mình phát tới WeChat tin tức, hỏi chính mình ở đâu. Ở đâu,
không chỉ sao liền ở ngươi đối diện sao? Trương Huyền ngón tay ở trên màn hình liền điểm, định rồi cái tắt tiếp nước hương vị trí chia Hàn Ôn Nhu, mở ra di động thượng Anipop, chơi tiếp. Đã đến giờ 6 giờ tả hữu, yên tĩnh Bát Tiên Lâu trở nên ồn ào lên, hiển nhiên là tới không ít người. Trương Huyền tiếp tục chơi di động, cái gì đều không thèm để ý. Đi, lên lầu nhìn xem, không có việc gì toàn nhường ra đi. Một đạo tiếng quát ở dưới lầu vang lên, ngay sau đó, liền nghe một trận đăng đăng tiếng vang lên, hiển nhiên không ngừng một người chiều trên lầu đi tới. Lên cầu thang tiếng bước chân chính vang, Trương Huyền lại nghe được đối diện ghế lô môn kéo kẹt một tiếng bị kéo ra, dồn dập tiếng bước chân tới gần phòng thay quần áo. Trương Huyền duỗi tay che trán, này mẹ nó đều là chuyện gì a? Trương Huyền nhìn mắt bên tay trái chừng một người cao tủ quần áo, kéo ra tủ quần áo môn, trực tiếp chui đi vào. Ở Trương Huyền chui vào tủ quần áo sau một giây, phòng thay quần áo đại môn bị Hàn Ôn Nhu đẩy ra, nữ nhân sắc mặt nôn nóng quét hai mắt, đem ánh mắt tỏa định ở kia tủ quần áo thượng, vọt qua đi. Trương Huyền tránh ở tủ quần áo, trơ mắt nhìn tủ quần áo bị người kéo ra. Mà trước một giây còn vô cùng lo lắng Hàn Ôn Nhu, ở kéo ra tủ quần áo nháy mắt, dại ra ở nơi này. Hai người bốn mắt tương đối, ai đều không có nói chuyện. Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến, ở Hàn Ôn Nhu trong mắt, lửa giận đang ở bốc lên. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đánh vỡ hai người chi gian loại này yên tĩnh. Tránh ra, Hàn Ôn Nhu duỗi tay đẩy Trương Huyền một phen, chen vào tủ quần áo chung. Hải, hảo xảo, Trương Huyền hướng Hàn Ôn Nhu phất phất tay, trên mặt mang theo mất tự nhiên ý cười. Câm miệng. Hàn Ôn Nhu cấp Trương Huyền làm cái ra dấu im lặng, một phen đóng lại cửa tủ. Này tủ quần áo, trừ bỏ cao một chút ngoại, bên trong không gian cũng không phải rất lớn, vốn dĩ Trương Huyền một người tránh ở bên trong, liền đem không gian tễ đến tràn đầy, hiện tại Hàn Ôn Nhu một chui vào tới, hai người thân thể hung hăng tễ ở bên nhau. Hàn Ôn Nhu kia ngạo nhân thượng thân tễ ở Trương Huyền ngực thượng, đơn bạc mùa hạ chế phục căn bản vô pháp che giấu kia đã biến hình nguy nga. Hai người lúc này khoảng cách đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, cảm ứng được đối phương nhiệt độ cơ thể. Hàn Ôn Nhu theo bản năng liền tưởng đẩy ra Trương Huyền, hai tay mới vừa duỗi lên, còn không có phát lực, liền nghe được phòng thay quần áo môn bị người mở ra, này một tiếng sợ tới mức Hàn Ôn Nhu không dám lộn xộn, nàng này vươn đôi tay, vừa vặn ôm Trương Huyền hổ eo, này động tác muốn người nhìn đến, liền cùng Hàn Ôn Nhu ở nhào vào trong ngực giống nhau. Vài đạo hoàn toàn bất đồng tiếng bước chân truyền vào Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu trong tai, này vừa nghe là có thể phân biệt ra tới, tuyệt đối không ngừng một người vào phòng thay quần áo. Kiểm tra xong rồi sao? Không ai, đi thôi. Phòng thay quần áo ngoại, không biết ai hô một tiếng, liền nghe phòng thay quần áo tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, dần dần đi xa. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu cơ hồ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hàn Ôn Nhu vừa mới chuẩn bị đẩy ra tủ quần áo môn. Kết thúc này xấu hổ động tác, trước người bị đè ép cảm giác làm nàng phá lệ khó chịu, còn không chờ tay phóng tới tủ quần áo trên cửa, lại nghe có thanh âm vang lên. Ngươi, 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 còn có ngươi, các ngươi bốn cái nhìn nơi này, hôm nay không thể ra gì đường rẽ, nghe được không? Yên tâm đi lão đại. Đang chuẩn bị đẩy ra tủ quần áo môn Hàn Ôn Nhu nhìn đến, một người văn xăm mình xã đoàn thanh niên, liền đứng ở phòng thay quần áo cửa, phòng thay quần áo môn mở rộng ra. Chính mình hiện tại muốn đi ra ngoài, chính là người mù cũng có thể nhận thấy được. Hàn Ôn Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ngốc tại tủ quần áo nội, nhưng nàng hiện tại cùng Trương Huyền tư thế, thật sự là quá ái muội. Dưới lầu ồn ào thanh càng lúc càng lớn, nghe được loảng xoảng một tiếng, là Bát Tiên Lâu đại môn bị đóng lại, này cũng liền chứng minh, hai cái xã đoàn đàm phán, hoàn toàn bắt đầu. Thời gian một phút một giây quá khứ, một người, thời gian dài bảo trì một cái tư thế. Sẽ làm thân thể cứng đờ lợi hại, Hàn Ôn Nhu cũng không ngoại lệ, nàng chậm rãi vặn vẹo hạ vòng eo, chuẩn bị giãn ra một chút lên men cánh tay, lại cảm giác chính mình trước người không ngừng truyền đến cảm giác áp bách. Hàn Ôn Nhu hơi hơi cúi đầu, nàng tận mắt nhìn thấy, chính mình trước người, bởi vì chính mình vừa mới nho nhỏ động tác, dán ở Trương Huyền thân thể thượng, phát sinh đè ép, biến hình, thả bởi vì hiện tại cái này động tác. Làm chính mình trên người này mùa hạ chế phục cổ áo mở rộng ra, phong thái vô hạn. Trương Huyền thân thể liền đối diện Hàn Ôn Nhu, hiện tại hắn, liền quay đầu động tác đều không có phương tiện, trừ bỏ nhắm hai mắt ngoại, hắn không có bất luận cái gì biện pháp, có thể cự tuyệt này phong thái ánh vào chính mình mi mắt. Xem đủ rồi không, Hàn Ôn Nhu ngữ khí hung tợn thấp giọng nói. Trương Huyền bĩu môi,
này nhưng không trách ta, ta chạm này vừa động cũng chưa động. Ngươi, Hàn Ôn Nhu nhìn trước mắt người nam nhân này, liền giận sôi máu, vừa mới còn cho chính mình phát ra vị trí, kết quả hiện tại liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ta nói cảnh sát, ngươi êm đẹp, tới Bát Tiên Lâu làm gì a? Trương Huyền hiện tại, là thật sự vô ngữ, hắn còn chưa từng gặp qua như vậy xảo sự đâu, chính mình tìm cái này Thanh Diệp xã 3 lần phiền toái, 3 lần toàn gặp được Hàn Ôn Nhu. Hai đại xã đoàn đàm phán, chúng ta cảnh sát có thể nào không nhìn điểm. Hàn Ôn Nhu trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, phi thường không hài lòng Trương Huyền cách làm. Ta nói Hàn cảnh sát, xã đoàn đàm phán, loại sự tình này ngươi cũng muốn quản sao? Ngươi như vậy hận xã đoàn phần tử? Trương Huyền hỏi, hắn từ ngày đầu tiên thấy Hàn Ôn Nhu liền phát hiện, nữ nhân này, là tuyệt đối ghét cái ác như kẻ thù, đối đãi những cái đó đánh nhau ẩu đả, tụ chúng nháo sự, từ đáy lòng phát ra từ chán ghét. Nếu không cũng sẽ không như vậy nhằm vào chính mình. Hận, ta đương nhiên hận, Hàn Ôn Nhu cắn ngân nha, chỉ cần ta Hàn Ôn Nhu còn đương một ngày cảnh sát, liền sẽ không mặc kệ này đó xã đoàn phần tử mặc kệ, này hẳn là một cái pháp chế tường hòa xã hội, mà không phải bọn họ hắc đạo xã đoàn quát tháo xã hội. Trương Huyền nhìn chằm chằm Hàn Ôn Nhu hai trong mắt, hắn nhìn đến, ở cái này nữ nhân trong mắt, tràn ngập một loại thù hận ánh mắt, phi thường nồng đậm. Cái kia, ta cảm thấy a. Người có điểm quá cực đoan, trên thế giới này, nếu không có này đó xã đoàn phần tử, mới không thích hợp đâu. Trương Huyền ý đồ khai đạo một chút Hàn Ôn Nhu, kết quả bị Hàn Ôn Nhu một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Ít nói nhảm, người tới là làm gì? Ta a, ta tới là. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị đem chính mình tưởng tốt lấy cớ lấy ra tới, liền nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói tai, cùng với chửi ầm lên thanh. Chém chết bọn họ. Ngay sau đó, một trận đinh lánh quang lang thanh âm vang lên. Đang ở chất vấn Trương Huyền Hàn Ôn Nhu sắc mặt biến đổi, lập tức cũng bất chấp hỏi Trương Huyền rốt cuộc là tới làm gì, một chân đá văng tủ quần áo môn, hướng ra một cái mãnh nhảy. Chương 62, hỗn đấu. Ở Hàn Ôn Nhu càng ra nháy mắt, canh giữ ở phòng thay quần áo trước cửa xã đoàn thành viên liền thấy được nàng. Hàn, kia xã đoàn thành viên vừa mới mở miệng, còn không có hô lên tới, đã bị Hàn Ôn Nhu một cái quét đường chân lược đảo. Trương Huyền dùng sức nhắm mắt, nữ nhân này, thật là bạo lực a. Hàn cảnh sát, ngươi như thế nào tại đây? Còn lại canh giữ ở lầu 2 xã đoàn thành viên, nhìn đến Hàn Ôn Nhu sau, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Tránh ở tủ quần áo Trương Huyền xem có chút kỳ quái, này đó thành viên, không khỏi cũng có chút quá sợ Hàn Ôn Nhu đi, lần trước ở bóng đêm quán ba, Hàn Ôn Nhu một câu, những người này tất cả đều ngoan ngoãn chạy đến cục cảnh sát ghi lời khai. Các ngươi tại đây làm gì? Hàn Ôn Nhu nhăn mày liễu, chất vấn nói. Chúng ta, kia xã đoàn thành viên bồi khuôn mặt nhỏ, không đợi nói chuyện, đã bị dưới lầu truyền đến giống to thanh đánh gãy. Các huynh đệ mau tới, đám tôn tử này ngấm ngầm dở trò. Vài tên xã đoàn thành viên vừa nghe, cũng bất chấp trả lời Hàn Ôn Nhu vấn đề, tùy tay túm lên bên người băng ghế, liền chiều dưới lầu phóng đi. Hàn Ôn Nhu duỗi tay sờ trụ treo ở bên hông xứng thương. Đồng dạng nhằm phía dưới lầu, trong nháy mắt, lầu 2 cũng chỉ thừa Trương Huyền một người. Trương Huyền từ tủ quần áo không nhanh không chậm đi ra, dùng sức duỗi người, chậm rãi chiều hàng hiên đi đến. Đứng ở lầu 2 thang cuốn khẩu, Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến dưới lầu phát sinh cái gì. Ở lầu 1, ít nhất có 100 người, cầm trong tay côn bổng, băng ghế, cùng với khảm đao, tiến hành hỗn loạn dùng binh khí đánh nhau. Trương Huyền nhìn đến. Ngày đó chính mình ở bóng đêm quán ba nhìn thấy Thanh Diệp 3 vị đương gia, cũng ở hỗn đấu trong đám người. Tâm tắc, đao đao kiến huyết, Trương Huyền hướng lầu 2 vòng bảo hộ thượng một bò, xem diễn dường như nhìn phía dưới. Loại này huyết nhục bay tứ tung trường hợp, nếu người thường, liền xem đều không đành lòng xem, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, có vẻ quá tiểu nhi khoa, ở hắn lúc ban đầu tiếp xúc sát thủ cái này ngành sản xuất thời điểm, học tập đệ nhất hạng, chính là như thế nào giết người, đến nỗi chém người. Bọn họ huấn luyện viên đều khinh thường đi giáo. Những cái đó vừa mới từ lầu 2 lao xuống đi Thanh Diệp xã thành viên giơ lên trong tay ra hỏa liền ra nhập loạn đấu giữa. Hàn Ôn Nhu cau mày nhìn trước mắt cục diện, ở Bát Tiên Lâu phát sinh dùng binh khí đánh nhau, hiển nhiên đã vượt qua nàng dự đánh giá. Lão đại, người xem, Thanh Diệp xã bên kia, con báo đầu hướng về phía Hàn Ôn Nhu nơi địa phương một lóng tay. Thanh Diệp lão đại lôi công sắc mặt biến đổi, nàng như thế nào tại đây? Lão đại, này làm sao bây giờ? Con báo diện mạo biến sắc thật sự nôn nóng.
trước mặt, trăm người hỗn chiến trường hợp, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dừng lại. Đột nhiên, một tiếng súng vang, làm sở hữu đang ở hỗn đấu người đều dừng trong tay động tác. Hàn Ôn Nhu đứng ở cửa thang lầu, cầm một phen 54, họng súng nhắm ngay trần nhà, kia thanh súng vang, chính là từ nàng này phát ra. Cũng liền ở ngay lúc này, những cái đó xã đoàn thành viên mới chú ý tới, ở Bát Tiên lâu chung, không biết khi nào có danh cảnh sát. Hàn Ôn Nhu mặt như xương lạnh, nhìn quét toàn bộ đại sảnh, Lôi Công, họ Thai, các ngươi hai cái, có phải hay không có chút làm quá mức? Hôm nay ở Bát Tiên lâu đều có thể đánh lên tới, ngày mai có phải hay không còn nghĩ đến cục cảnh sát cửa trừ hỏa đua a? Vừa mới những cái đó còn đấu tàn nhẫn chém giết xã đoàn thành viên, hiện tại lại là có chút không dám nhìn tới Hàn Ôn Nhu. U, là Hàn cảnh sát a? Một người lưu trữ râu quai nón trung niên nam nhân cười một tiếng, ai nha nha, thật không nghĩ tới, Hàn cảnh sát cũng tại đây, thật là thất lễ, thất lễ. Họ Thai, người thiếu cho ta tại đây vô nghĩa, các ngươi vòng lớn xã, gần nhất động tác có chút quá thường xuyên điểm. Hàn Ôn Nhu trong mắt mang theo một cổ cảnh cáo ý vị, nhìn đối phương. Cái này râu quai nón trung niên, chính là vòng lớn xã đương gia, Thai Tinh. Vòng lớn xã là chỉ ở sau Thanh Diệp xã Ngân Châu Hắc Đạo xã đoàn, thành viên hơn 1.000, cũng là Ngân Châu cảnh sát trọng điểm đả kích đối tượng. Thai Tinh phát ra một tiếng cười to, ha ha, Hàn cảnh sát, này nhưng chính là ngươi hiểu lầm ta, ta Thai Tinh, luôn luôn là tuân theo pháp luật hảo thị dân a, hôm nay việc này, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thực sự có ý tứ, người Thai lão đại bị buộc bất đắc dĩ. Hàn Ôn Nhu cười nhạo một tiếng, ai dám bức người Thai lão đại? Đương nhiên là hắn, Thai Tinh duỗi tay, chỉ vào đứng ở bên kia Lôi Công, Thai Tinh trên mặt, vào lúc này lộ ra một mạt ủy khuất thần sắc, Hàn cảnh sát, người biết không, hắn Lôi Công, hoàn toàn liền không cho chúng ta lưu đường sống. Chúng ta là cái gì? Là Hắc Bang A, hắn Thanh Diệp xã, làm Ngân Châu ngầm long đầu, không mang theo lãnh chúng ta phát triển còn chưa tính, thế nhưng còn hạn chế chúng ta, không cho chúng ta dính độc, không cho chúng ta dính đánh cuộc, người nói một chút, này còn có hay không vương pháp? Ân. Hàn Ôn Nhu ngoài ý muốn nhìn Lôi Công liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới, Thanh Diệp xã còn quản mấy thứ này. Hàn Ôn Nhu hỏi Thai Tinh, độc cùng đánh cuộc, đều là trái pháp luật, người bản thân liền không thể dính, bằng không người muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Thai Tinh trên mặt kia mạt ủy khuất thần sắc đột nhiên biến đổi, thay đổi thành một bộ âm hiểm cười, Hàn cảnh sát, ngươi cho rằng ta có thể thế nào đâu? Ta đành phải, giết bọn họ a, ha ha ha. Vô pháp vô thiên, Hàn Ôn Nhu gầm lên một tiếng, họ Thai, người quả thực không đem chúng ta chấp pháp nhân viên để vào mắt. Cũng không đem chúng ta Thanh Diệp để vào mắt, vẫn luôn không có hé răng Lôi Công, sắc mặt âm trầm tiếp được lời nói cha, họ Thai, người cảm thấy chỉ bằng ngươi vòng lớn xã, có thể đem ta Thanh Diệp thế nào, chúng ta một người một ngụm nước bọt, cũng chết đuối các ngươi. Đúng không, Thai Tinh nhướng mày, Lôi Công a Lôi Công, chẳng lẽ ngươi đã quên, năm đó lão bà ngươi. Là chết như thế nào sao? Lời này vừa ra, Lôi Công sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thai Tinh, ngươi muốn nói cái gì? Lôi Công đang hỏi lời nói khi, thân thể hơi hơi phát run, hắn đoán được cái gì? Ta diệt không xong ngươi Thanh Diệp xã mọi người, ta còn giết không được ngươi Lôi Công thân nhất người sao? Ân, ha 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 ha, Thai Tinh phát ra cuồng tiếu. Là ngươi, Lôi Công cắn răng, năm đó giết ta lão bà người, là ngươi. Ta giết ngươi, con báo đầu hét lớn một tiếng, chiều Thai Tinh vọt qua đi, có thể nhìn đến, con báo đầu múa may hai tay thời điểm có vẻ phi thường cứng đờ, lần trước bị Trương Huyền tá rớt hai tay, làm hắn hiện tại cũng chưa hoãn quá mức tới. Giết ta, bằng ngươi, Thai Tinh khinh thường nhìn con báo đầu liếc mắt một cái. Ngay sau đó, liền nghe rầm một thanh âm vang lên, là Bát Tiên lâu khóa chết cửa cuốn, bị người từ bên ngoài kéo ra. Bát Tiên lâu ngoại, đứng đen nghìn nghịt một mảnh người. Tất cả đều ăn mặc thống nhất màu đen phục sức, một tổ ong ùa vào Bát Tiên lâu, ít nhất có 50 người. Ở nhìn đến những người này nháy mắt, Lôi Công mày nhăn ở bên nhau, hắc lôi người. Hắc lôi, toàn bộ Ninh Tỉnh ngầm long đầu, này thế lực, không biết so Thanh Diệp lớn nhiều ít lần. Ở này đó hắc lôi xã viên xuất hiện đồng thời, Hàn Ôn Nhu theo bản năng nhìn mắt trên lầu, nàng đại khái suy đoán đến Trương Huyền vì cái gì sẽ tại đây, này đó hắc lôi người, cùng hắn cũng có quan hệ đi. Chương 63, cha con. Thế nào a con báo đầu, ngươi còn muốn giết ta sao? Thai Tinh đầy mặt ý cười, đôi tay ôm ngực, nắm chắc thắng lợi.
Lôi Công một khuôn mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, hắn biết, chính mình hôm nay khả năng muốn tài, ở Ngân Châu trường kỳ bá chủ địa vị, làm hắn khuyết thiếu cảnh giác tâm, căn bản không nghĩ tới Thai Tinh sẽ ở Bát Tiên Lâu động thủ, càng không nghĩ tới, Thai Tinh tìm tới Hắc Lôi người hỗ trợ. Thai Tinh, người cảm thấy, người giết ta, là có thể thay thế được Thanh Diệp. Lôi Công đôi tay niết quyền, cho chính mình thủ hạ đánh thủ thế, Thanh Diệp, cũng không phải là chỉ có ta một người. Giết ngươi nhiều không thú vị. Thai Tinh ha hả cười, phất phất tay, đi, đem Hàn cảnh sát mời đi theo. Vài tên vòng lớn xã tiểu đệ gật gật đầu, chiều Hàn Ôn Nhu đi đến. Đứng lại đừng nhúc nhích, Hàn Ôn Nhu phát ra một tiếng quát chói tai, thương chỉ Thai Tinh, họ Thai, người có phải hay không có chút quá lớn mật. Lớn mật sao, ta nhưng không như vậy cảm thấy. Thai Tinh lấy thác tay, hắn nâng lên tay phải, đột nhiên biến hóa cái thủ thế. Cẩn thận, Lôi Công kinh hô một tiếng. Hàn Ôn Nhu chỉ cảm thấy phía sau có một đạo kình phong đánh úp lại, trong lòng cả kinh, vừa muốn phản ứng, liền cảm nhận được cổ tay phải bị một cổ cự lực mãnh đánh, chộp vào trong tay súng lục, rời tay mà ra. Hàn Ôn Nhu phản ứng đầu tiên chính là muốn đi bắt thương, kết quả bị một roi chân ngăn cản xuống dưới, Hàn Ôn Nhu chỉ có thể liên tục lui về phía sau, tránh thoát một roi này chân. Xoạch một tiếng, đen nhánh súng lục rơi trên mặt đất. Hàn Ôn Nhu lúc này mới nhìn đến đối chính mình ra tay người, đối phương dáng người nhỏ gầy, lại là linh hoạt phi phàm, khi nào đi vào chính mình bên người, Hàn Ôn Nhu cũng chưa chú ý tới. Hàn cảnh sát, Hắc Lôi song hoa hồng côn, thân thủ như thế nào a? Thai Tinh cười nói, hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, khom lưng đem Hàn Ôn Nhu rơi trên mặt đất súng lục nhặt lên. Lôi Công đẩy ra trước người tiểu đệ, đi nhanh đi vào Thai Tinh trước người, họ Thai, người có chuyện gì, hướng về phía ta tới. Lôi Công a, người nói một chút ngươi, cũng già đầu rồi, còn cùng ta làm cái gì hướng ngươi đi. Thai Tinh một bộ giáo dục miệng lưỡi, ngươi cũng nói, ta giết ngươi, lại không thể thay thế được Thanh Diệp, cho nên sao, ta nghĩ tới một cái tốt biện pháp, không bằng, liền dùng ngươi nữ nhi mệnh, tới đổi ngươi tự động giải tán Thanh Diệp. Thai Tinh cầm lấy súng, chỉ hướng Hàn Ôn Nhu đầu. Tối om họng súng, mang theo một loại lạnh băng túc sát hơi thở, không có đối mặt quá họng súng người. Vô pháp cảm nhận được cái loại cảm giác này. Một người, ở bị thương chỉ vào thời điểm, chẳng sợ biết rõ này thương không có viên đạn, đều sẽ cảm giác được một ít sợ hãi, huống chi, biết rõ thương có viên đạn thời điểm. Trương Huyền dựa vào lầu 2 trên tay vịt, nhìn dưới lầu phát sinh một màn. Khó trách này nữ bạo long như vậy hận xã đoàn phần tử, nàng thế nhưng là xã hội đen lão đại nữ nhi, nghe vừa mới đối thoại, nàng mẫu thân, chính là chết ở xã hội đen trong tay đi. Lúc này, Trương Huyền cũng minh bạch những cái đó Thanh Diệp tiểu đệ vì sao đối Hàn Ôn Nhu tất cung tất kính, này nữ bạo long thân phận nhưng không riêng gì cảnh sát, còn mẹ nó là Hắc Đạo công chúa a. Trương Huyền che bụng chán đầu, này toàn gia quan hệ cũng đủ loạn, lão tử là Hắc Đạo đại ca, nữ nhi là cảnh sát hình trinh phó đội trưởng, nữ nhi còn vẫn luôn muốn bắt nàng cha, diệt trừ nàng cha thế lực. Trương Huyền không có nhúc nhích, tiếp tục tại đây nằm bò. Lôi Công gắt gao nhìn chằm chằm Thai Tinh. Trong mắt sát ý vô pháp che giấu, Thai Tinh, ta nói, người phải có chuyện gì, hướng về phía ta tới. Có tốt như vậy con tin ở trong tay, ta vì cái gì muốn hướng về phía ngươi đi. Thai Tinh hỏi lại một tiếng, Lôi Công, người hắn sao chính là lão đại đương nhiều, đem chính mình đầu óc đương ngu đi. Thai Tinh, người không nói đạo nghĩa, con báo đầu gắt gao niết quyền. Chó má đạo nghĩa, phi, Thai Tinh chiều trên mặt đất nát khẩu nước bọt, ta Thai Tinh muốn giảng đạo nghĩa. Năm đó cũng sẽ không giết hắn Lôi Công lão bà, thế nào a Lôi Công, lão bà ngươi năm đó chết ở ta trong tay, hôm nay, ngươi nữ nhi cũng đến chết ở ta trong tay, giết các ngươi một nhà cảm giác, thật sảng a. Ha 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 ha, ở Thai Tinh trên mặt, tràn ngập tràn đầy hưởng thụ. Thai Tinh, ngươi đầu óc có bệnh đi, Hàn Ôn Nhu thanh âm vang lên, nàng tự giễu cười một chút, ngươi cảm thấy, ngươi dùng ta có thể uy hiếp Lôi Công. Năm đó hắn biết rõ chính mình lão bà có nguy hiểm. Vẫn cứ không muốn từ bỏ Thanh Diệp, hôm nay Thanh Diệp đã chế bá Ngân Châu mười mấy năm, ngươi cho rằng, hắn có thể vì ta, từ bỏ Thanh Diệp. Ngươi cũng quá coi thường hắn Lôi Công lãnh khốc vô tình. Đúng không, ta không tin, Thai Tinh lắc lắc đầu, ngón tay nơi tay thương cỏ súng qua lại cọ sát, ta muốn thử xem, Lôi Công, ta đếm tới tam, chính ngươi suy xét, là giải tán Thanh Diệp, vẫn là ta giết ngươi nữ nhi. Một, Thai Tinh đặt ở cỏ súng thượng ngón tay dừng lại, không ở đong đưa. Lôi Công trầm mặc, không nói gì.
Hàn Ôn Nhu hai mắt không có gợn sóng. Nhị, Thai Tinh ngón tay dần dần uốn lượn, tấm tắc, Lôi Công, người nữ nhi nói không tồi, người thật đúng là chính là vô nhân tính đâu. Lôi Công như cũ trầm mặc. Hàn Ôn Nhu thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, nhắm lại hai tròng mắt, khóe miệng, vẽ ra một mặt tự giễu mỉm cười. Tam, ta đồng ý, giải tán Thanh Diệp, Lôi Công nắm chặt nắm tay buông ra, bất quá người phải đáp ứng ta, hôm nay, cần thiết phóng nữ nhi của ta rời đi. Này liền đúng rồi sao? Thai Tinh khóe miệng một liệt, buông súng lục, đồng thời từ trong túi rút ra một chương vải bố trắng, cẩn thận trà lau xuống tay Thương Thượng Vân tay, cuối cùng đem súng lục một lần nữa hướng trên mặt đất một ném. Hàn cảnh sát, ta Thai Tinh nhưng không có làm cái gì phạm pháp sự, súng lục gì đó, ta thấy cũng chưa gặp qua. Lôi Công thấy Thai Tinh ném xuống súng lục, trong lòng đại tùng một hơi. Hàn Ôn Nhu mở hai mắt, trong mắt một lần nữa tỏa sáng ra một ít sáng rọi. Thai Tinh, mục đích của ngươi đã đạt tới, còn có cái gì chiêu, lượng xuất hiện đi. Con báo đầu trong mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Thai Tinh. Không 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 không, Thai Tinh liên tục phất tay, mục đích của ta, xa xa còn không có đạt tới đâu, các ngươi nói Thanh Diệp giải tán liền giải tán. Ta nên như thế nào tin tưởng các ngươi? Ngươi Lôi Công thủ đoạn, đã sớm ở trên đường đại danh đỉnh đỉnh, ta nào dám bảo đảm, ngươi Lôi Công chân trước ra Bát Tiên Lâu cái này môn. Sau lưng có thể hay không một phen hỏa đem chúng ta toàn thiêu chết. Vậy ngươi muốn ta mệnh? Lôi Công thanh âm trầm thấp hỏi. Thiên A, mệnh, Thai Tinh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lôi Công, ngươi cũng không nên nói lung tung A, Hàn cảnh sát nhưng tại đây đâu? Ngươi như thế nào có thể làm trò chấp pháp nhân viên mặt nói như vậy đâu? Ta Thai Tinh chính là tốt đẹp thị dân, bất quá sao? Thai Tinh giọng nói vừa chuyển, trên mặt giả bộ hoảng sợ cũng toàn biến mất không thấy. Pháp luật quy định không thể cố ý đả thương người, không thể giết người, nhưng không quy định không thể tự mình hại mình. Lôi Công, ai đều biết, người nữ nhi là cái ghét cái ác như kẻ thù hảo cảnh sát. Ta nhưng không nghĩ về sau nhật tử, mỗi ngày bị ngươi hảo nữ nhi nhìn chằm chằm. Như vậy đi, ngươi đoạn chính mình tứ chi, làm ngươi nữ nhi mang theo ngươi, rời đi Ngân Châu, tìm cái ở nông thôn, bảo dưỡng tuổi thọ hảo. Chương 64, một cái đều chạy không được. Con báo đầu hét lớn một tiếng, Thai Tinh. Ngươi đừng quá mức. Nhắm lại ngươi xuống miệng, Thai Tinh tùy tay cầm lấy một phen chiết đặng, chiều con báo đầu tạp qua đi, nơi này, có hay không ngươi nói chuyện phân. Dùng sức ném ra một phen chiết đặng, Thai Tinh sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, thở phào một hơi, hô, Lôi Công, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, như thế nào tuyển, chính ngươi nhìn làm, hoặc là chính ngươi tự đoạn tứ chi, hoặc là ta giết ngươi nữ nhi, chính ngươi tưởng. Hành, Lôi Công không do dự. Dứt khoát nhanh nhẹn gật đầu đáp ứng. Lôi Công rất rõ ràng, Thai Tinh nói ra, là có thể làm được. Đối sao, Thai Tinh trên mặt lộ ra một tia tán dương thần sắc, đây mới là một cái phụ thân nên có bộ dáng. Hảo, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, bất quá không cần quá huyết tinh Nga, ta xem không được quá huyết tinh trường hợp. Thai Tinh vừa dứt lời, đứng ở hắn bên người một người tiểu đệ liền ném đem chủy thủ đến Lôi Công dưới chân, chủy thủ lập lòe hàn mang, sắc bén dị thường. Lôi Công nhìn chằm chằm kia đem chủy thủ, nhìn ước chừng có 5 giây, ngồi xổm xuống, nhặt lên. Đại ca, con báo đầu trong mắt hiện lên không đành lòng. Thai Tinh, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, không cần đối phó nữ nhi của ta. Lôi Công đem chủy thủ nắm chặt ở trong tay, cắn răng nói. Đương nhiên, ta Thai Tinh, chính là tuân theo pháp luật hảo thị dân đâu. Lão Tam, Lôi Công quay đầu, nhìn về phía vẫn luôn cũng chưa nói chuyện rắn độc. Từ từ sau khi rời khỏi đây, liền tuyên bố đi xuống, Thanh Diệp tan đi, mấy năm nay, các huynh đệ đi theo ta, gây thù chuốc oán quá nhiều quá nhiều. Rắn độc gật gật đầu, như cũ không có hé răng. Quen thuộc rắn độc người đều biết, hiện tại hắn, trong lòng lửa giận đã bốc lên tới rồi cực hạn, chính là, hiện tại trường hợp đã bị vòng lớn xã chặt chẽ khống chế được. Ở đây vòng lớn xã thành viên, hơn nữa hắc lôi người, hoàn toàn có thể đưa bọn họ Thanh Diệp những người này nghiền áp. Lôi Công cười một chút, thật sâu nhìn mắt Hàn Ôn Nhu, giơ lên trong tay chủy thủ, sau đó dùng sức chiều chính mình xương bánh chè thượng chát đi. Thanh Diệp xã viên nhóm, có chút không đành lòng đi xem, đều nhắm hai mắt lại. Đủ rồi, một tiếng thanh thúy hét lớn vang lên. Lôi Công kia sắp đâm đến xương bánh chè chủy thủ dừng lại. Có thể nhìn thấy, Hàn Ôn Nhu hốc mắt đã đỏ lên, nàng nhìn Thai Tinh, thanh âm có chút nghẹn ngào, họ Thai, người một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao. Thai Tinh trên mặt tràn đầy người thắng tươi cười, Hàn cảnh sát,
ngươi xem ngươi này nói cái gì, Lộ là Lôi Công chính mình tuyển, ta nhưng không buộc hắn a. Hàn Ôn Nhu nhìn Lôi Công vài giây, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lầu hai phương hướng, hét lớn, họ Trương, ngươi tìm tới người mau đem chúng ta bức tử, ngươi còn tính toán ở mặt trên xem diễn. Hàn Ôn Nhu nói chuyện, dọa Thai Tinh một cú sốc. Còn có người, đi tìm ra. Đừng tìm, ta chính mình ra tới. Trương Huyền thanh âm vang lên, thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở cửa thang lầu. Là hắn, Lôi Công đám người nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, đồng thời sắc mặt biến đổi. Ngày đó Trương Huyền một người đánh bọn họ 150 cái trường hợp, bọn họ đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Hàn Ôn Nhu nhìn Trương Huyền, hít sâu một hơi, họ Trương, lần này liền tính ta cầu ngươi, làm ngươi tìm tới người đi thôi. Ta tìm ai, Trương Huyền không hiểu ra sao. Này đó hắc lôi người, không phải ngươi tìm tới. Hàn Ôn Nhu trong lòng giật mình, nàng cảm giác, chính mình giống như làm sai sự. Dựa, đương nhiên không phải ta. Ta sao có thể tìm tới này đó xã đoàn phần tử. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Này, Hàn Ôn Nhu há miệng, không biết nói cái gì hảo. Cho tới nay, nàng đều cho rằng hắc lôi người là Trương Huyền tìm tới. Lần trước bóng đêm quán ba, Thanh Diệp xã 150 nhiều người bị thương. Cụ thể tình huống Thanh Diệp xã người cũng không muốn để lộ. Cảnh sát lại được đến tin tức. Lúc ấy hắc lôi đã từng hỏi thăm quá Thanh Diệp tin tức. Hàn Ôn Nhu theo lý thường hẳn là liền cho rằng đó là hắc lôi làm. Mà lúc ấy cùng Thanh Diệp có xung đột người, là Trương Huyền, lấy Trương Huyền Lâm ra con rể thân phận, Hàn Ôn Nhu chút nào không nghi ngờ Trương Huyền có như vậy năng lượng. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy một chuyện. Trương Huyền, căn bản cùng lần này xung đột không có quan hệ, trước không nói hắn vì cái gì lại ở chỗ này, Hàn Ôn Nhu đã minh bạch, chính mình này một tiếng, đem Trương Huyền cũng cuốn vào được. Nghĩ vậy chút, Hàn Ôn Nhu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể cấp Trương Huyền đầu qua đi một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó đối Thai Tinh nói, họ Thai, hắn là Lâm gia người, cùng việc này không quan hệ, làm hắn đi thôi. Thai Tinh khóe miệng một liệt, ta muốn nói không đâu. Con báo đầu nhìn Trương Huyền, hít sâu một hơi, tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn biết là ai làm chúng ta đối phó ngươi sao? Hôm nay ngươi dẫn ta đại ca đi, ta đem người nọ hai tay dâng lên. Lão nhị, đừng. Lôi Công vừa muốn mở miệng, bị con báo đầu duỗi tay chế trụ, con báo đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo một mạt không đành lòng, thế nào, tiểu huynh đệ? Hắn, mang các ngươi đi, Hàn Ôn Nhu nghi hoặc nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, theo sau lắc lắc đầu. Thấy Trương Huyền lắc đầu động tác, con báo đầu nhâm mệnh thở dài một tiếng. Thai Tinh đột nhiên nụ cười dâm đãng một tiếng, Lâm ra người. Nghe nói Lâm thị tập đoàn tổng tài Lâm Thanh Hạm là cái mỹ nữ, không bằng ước ra tới làm ca mấy cái chơi một chút, liền thả chạy ngươi, thế nào a tiểu tử. Trương Huyền vẫn luôn không có gợn sóng ánh mắt, ở Thai Tinh nói chuyện nháy mắt, hiện lên một tia hàn mang, hắn vặn vẹo cổ, hướng đứng ở Bát Tiên lâu cửa Thanh Diệp xã tiểu đệ nói, phiền toái giúp một chút, quan hạ môn, đừng làm cho những người này chạy. Đứng ở Bát Tiên lâu cửa Thanh Diệp xã tiểu đệ nào dám chần chờ, vội vàng nghe theo Trương Huyền nói. Đem cửa cuốn kéo lên, ngày đó ở bóng đêm quán ba, hắn cũng ở đây, chính mắt kiến thức tới rồi người nam nhân này khủng bố. Thấy môn đóng lại, Trương Huyền nhếch miệng cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Ấm áp nhắc nhở một chút, từ từ trường hợp, khả năng sẽ làm các ngươi có chút không khỏe, nhiều nhẫn nại một chút liền hảo. Trương Huyền nhấc chân, chiều Thai Tinh trước mặt đi đến. Ha ha, Thai Tinh cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ta cảm giác, người giống như ở uy hiếp ta a. Không phải uy hiếp ngươi, Trương Huyền lắc lắc đầu, uy hiếp thủ đoạn, quá cấp thấp, ngươi miệng thực tiện, cho nên ta quyết định, làm ngươi vĩnh viễn đều đừng nói chuyện. Chê cười, Thai Tinh ánh mắt tàn nhẫn nhắm ngay Trương Huyền, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào làm ta vĩnh viễn đừng nói chuyện. Cứ như vậy, Trương Huyền ở khoảng cách Thai Tinh còn có 5 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên gia tốc, hắn bạo phát lực, làm ở đây không có một người có thể phản ứng lại đây, khi bọn hắn lại nhìn đến Trương Huyền khi... Trương Huyền đã đứng ở Thai Tinh trước người, hắn một tay nắm Thai Tinh hàm dưới, Thai Tinh miệng không tự giác mở ra. Trương Huyền trong mắt, lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, hắn một tay nắm Thai Tinh hàm dưới, một cái tay khác, nhanh chóng nhét vào Thai Tinh trong miệng, bắt lấy Thai Tinh đầu lưỡi, dùng sức một xả. Chương 65, Bàng Quan Nữ Cảnh. Tảng lớn máu tươi phun vãi ra, Trương Huyền bước chân về phía sau hơi hơi một lui, trên người không lây dính một chút máu tươi. Như vậy một màn,
làm một ít thừa nhận lực không đủ người, đương trường liền nôn khan một trận, thai tinh một đôi tròng mắt hoàn toàn nhô lên, phá lệ dọa người. Đương Trương Huyền buông tay sau, thai tinh thật giống như chặt đứt tuyến rối gỗ giống nhau, sụi lơ tới rồi trên mặt đất. Hàn Ôn Nhu cố nén trong lòng ghê tởm, không dám tin tưởng nhìn Trương Huyền, cho tới nay, nàng đều cảm giác Trương Huyền là một cái nói chuyện không đâu vô lại, thậm chí chính mình còn thường xuyên vũ lực uy hiếp hắn, nhưng hiện tại phát sinh một màn, Hàn Ôn Nhu liền tính là cái ngốc tử, cũng biết, chính mình phía trước, vẫn luôn đều không có chân chính hiểu biết người nam nhân này. Trương Huyền động thủ quyết đoán, không có một tia do dự, Đàm thiếu gian, trực tiếp muốn thai tinh mệnh, như vậy tàn nhẫn, chẳng sợ này đó thường xuyên chém giết xã đoàn nhân viên, cũng bị hắn sợ tới mức không dám vọng động, vừa mới cái kia đối Hàn Ôn Nhu động thủ hắc lôi song hoa hồng côn, đồng dạng như thế. Một cái đều chạy không thoát Nga, Trương Huyền nheo lại hai mắt, đối vòng lớn xã người cùng những cái đó hắc lôi người lộ ra một cái mỉm cười. Một người bị Trương Huyền nhìn chằm chằm, thật sự chịu đựng không được loại này sợ hãi áp lực, phát tiết dường như hét lớn một tiếng, nhắc tới khảm đao chiều Trương Huyền vào tới. Đối mặt người này, Trương Huyền nhắm ngay này ngực một chân đá tới, người này không hề trở ngại bị đá bay ngược đi ra ngoài, lại đến bay ra đi đồng thời, trong tay hắn khảm đao bị Trương Huyền đoạt được. Trương Huyền dùng sức phất tay, đem vừa mới đoạt tới khảm đao hung hăng ném ra, phụt một tiếng, cắm vào người nọ ngực. Lại là một cái mạng người. Này một bộ động tác, mau chuẩn tàn nhẫn. Ma quỷ, ma quỷ. Vòng lớn xã trong đám người, có người như vậy lẩm bẩm tự nói, xem Trương Huyền ánh mắt giữa, tràn ngập sợ hãi. Nhận lấy cái chết, hắc lôi song hoa hồng côn hét lớn một tiếng, từ Trương Huyền phía sau đánh úp lại. Trương Huyền liền đầu cũng chưa hồi, tay phải tia chớp hướng phía sau chộp tới, hắn liền xem cũng chưa xem đối thủ liếc mắt một cái, liền chuẩn xác nắm đối phương yết hầu, người ở bên ngoài trong mắt, thật giống như là Trương Huyền đối thủ chủ động làm Trương Huyền nắm chính mình yết hầu giống nhau. Song hoa hồng côn trong mắt mang theo hoảng sợ, hắn vừa mới không có chính diện đối mặt người nam nhân này, chỉ có thể cảm nhận được đối phương cái loại này sát khí, cùng đối sinh mệnh miệt thị, nhưng hiện tại vừa động thủ, hắn nhìn ra chênh lệch, chính mình cùng đối phương, đó chính là một cái ngầm, một cái bầu trời. Trương Huyền nắm đối phương ngón tay dùng sức nhéo, bóp gãy tên này hắc lôi mạnh nhất tay đấm yết hầu, theo sau giống vứt rác giống nhau, đem này ném đến trên mặt đất. Mà hắn bản nhân, tắc tiếp tục chiều vòng lớn xã trong đám người đi đến. Ở đây nhiều như vậy xã đoàn phần tử, bị Trương Huyền một người, sợ tới mức không dám vọng động. Hôm nay, hai cái bang phái đàm phán, đại quyền bang quỷ kế, hắc lôi đánh bất ngờ, đều bởi vì Trương Huyền một người tồn tại, biến thành hắn một người tú chàng. Chạy, chạy, hắn là ma quỷ a, trong đám người, không biết là ai trước giống lên một tiếng, này một tiếng. Giống như là đập chứa nước miệng cống. Ly Bát Tiên lâu đại môn gần nhất xã đoàn tiểu đệ, điên cuồng đẩy ra chính mình trước mắt người, kéo ra cửa cuốn. Thanh Diệp tiểu đệ muốn ngăn trở, Nề Hà căn bản ngăn không được này đó đã điên cuồng người, cửa cuốn rầm một tiếng bị mở ra. Hiện tại thời gian là buổi chiều 7 giờ rưỡi, ngoài phòng ánh sáng chiếu xạ tiến vào, làm vòng lớn xã các tiểu đệ thấy được hy vọng. Trương Huyền đứng ở trong đại sảnh, nhìn bị mở ra cửa cuốn, cười nói, ta nói một cái đều chạy không được, động thủ. Ở Trương Huyền tay tự rơi xuống nháy mắt, những cái đó trước hết lao ra Bát Tiên lâu tiểu đệ, đồng thời nằm đi xuống. Bát Tiên lâu ngoại, 10 tên mang theo ma quỷ mặt nạ thân ảnh từ bốn phía xuất hiện, bọn họ mỗi người, trong tay đều cầm một phen lưỡi dao sắc bén, lập lòe hàn mang. Mặt nạ có chứa răng nanh, dữ tợn vô cùng. Bọn họ múa may trong tay lưỡi dao sắc bén, như là cắt thảo giống nhau, thu hoạch chạy trốn đi ra ngoài xã đoàn thành viên. Bên ngoài phát sinh một màn, xem ở mọi người trong mắt, này từ bốn phía đi tới 10 người, liền giống như địa ngục câu hồn sứ giả giống nhau, bọn họ mang đi từng điều mạng người, giống như là ở làm một kiện thực bình thường công tác. Người rốt cuộc là người nào? Hàn Ôn Nhu xoay người nhìn Trương Huyền, nàng không đành lòng lại xem đi xuống. Một cái keo kiệt người, Trương Huyền duỗi người, ai nói lão bà của ta diệt hắn mãn môn. Người đây là miệt thị pháp luật. Pháp luật, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, vì nàng, ta có thể cùng toàn thế giới là địch. Bát Thiên lâu ngoại cảnh tượng, tựa như thế gian này tu la chàng, nếu không phải Bát Thiên lâu mà chỗ vị trí hẻo lánh, hiện tại tất nhiên đã khiến cho rối loạn cùng khủng hoảng. Lôi công ba gã Thanh Diệp xã đương ra nhìn ngoài cửa, kia đột nhiên xuất hiện 10 người, chính là địa ngục tới tử thần, tàn nhẫn, vô tình, cường đại, làm người vô pháp chống cự. Lôi công đám người hiện tại phát hiện,
chính mình thật sự quá buồn cười, lúc trước, thế nhưng phải đối phó như vậy một người, hắn cường đại, hắn thế lực, căn bản là không phải chính mình đám người có khả năng lý giải. Những cái đó vòng lớn xã cùng hắc lôi người hoàn toàn bị giết phá gan, vừa mới chạy ra bát tiên lâu bọn họ, lại đồng thời vọt trở về, không có một người còn treo cái gọi là mặt mũi, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, lớn tiếng kêu tha mạng. Ngoài cửa, 10 tên mang theo mặt nạ tử thần, đứng ở bát tiên lâu cửa, cũng không có bước vào bát tiên lâu một bước. Trương Huyền nhìn quỳ gối đầy đất xã đoàn thành viên, hướng cửa phất phất tay. Này đó miệt thị sinh mệnh tử thần, đồng thời hướng Trương Huyền cúi mình vái chào, sau một câu không nói, yên lặng biến mất ở bát tiên lâu cửa. Như vậy một màn, làm lôi công đám người trong lòng kinh hãi càng sâu, bọn họ vừa mới còn ở suy đoán, này 10 người có thể là Trương Huyền mời đến, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải có chuyện như vậy. Hàn Ôn Nhu bên hông bộ đàm ở ngay lúc này phát ra âm thanh. Hàn đội, nhận được báo án, bát tiên lâu phụ cận phát sinh đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Hàn đội. Như vậy thanh âm, ở bộ đàm trung ước chừng lặp lại 3 lần, đối phương ngữ khí đều bắt đầu nôn nóng. Hàn đội, thu được thỉnh về phục. Hàn Ôn Nhu tay cầm bộ đàm, nàng ánh mắt, ở Trương Huyền cùng chính mình phụ thân trên người qua lại bồi hồi, trong mắt hiện lên kiên trì, hiện lên chấp nhất. Hàn đội. Xã đoàn dùng binh khí đánh nhau, dẫn người lại đây đi. Còi cảnh sát thanh ở 30 giây nội liền vang ở mọi người trong tai, 4 chiếc đem xe xử đến bát tiên lâu trước cửa, đương nhìn đến bát tiên lâu ngoại, kia đầy đất máu tươi, hơn 30 cổ thi thể khi, này đó cảnh sát, cũng đều là đầy mặt khiếp sợ, này tuyệt đối là đủ để oanh động cả nước siêu đại hình án kiện. Tránh ra, đều tránh ra, 10 tên cầm trong tay phòng bạo tấm chắn cảnh sát đẩy ra bát tiên lâu cửa xã đoàn thành viên, vọt tiến vào. Hàn đội, đây là tình huống như thế nào? Một người cảnh sát phát ra dò hỏi. Hàn Ôn Nhu trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, hắc lôi cùng vòng lớn xã phát sinh xung đột, sinh ra đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, chủ yếu ngại phạm đều ở dùng binh khí đánh nhau chung tử vong, đem những người này mang về, lập án đi. Kia bọn họ đâu? Cảnh sát duỗi tay chỉ Hạ Thanh Diệp xã phương hướng. Hàn Ôn Nhu trong miệng nhẹ thở, bàng quan. Chương 66, nguyên lai là hắn. Một cái thật dài cảnh giới tuyến, kéo ở túy tiên lâu trước cửa, cảnh sát thét ra lệnh bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận nơi này, như vậy đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, hơn 30 người tử vong, tuyệt đối sẽ khiến cho triều độ cao coi trọng. Thanh Diệp xã người toàn bộ tan đi, một ít quan trọng thành viên bị mang đi làm khẩu cung. Ngân Châu cục cảnh sát, 10 mấy tên xã đoàn thành viên bị mang theo trở về, chuẩn bị tiếp thu thẩm vấn, cục cảnh sát trường lại đột nhiên gọi điện thoại tới, thông chi mọi người. Lần này án kiện, sẽ có chuyên môn người tới xử lý, ai đều không được tự tiện kiểm tra. Kinh thành an toàn cục, một trận phi cơ trực thăng cất cánh, chiều Ngân Châu thị mà đi. Trương Huyền đi theo con báo đầu, đi tới bóng đêm quán ba, con báo đầu thực hiện hắn lời hứa, nói cho Trương Huyền, là ai muốn đối phó hắn. Bóng đêm quán ba đại sảnh, trống rỗng, chỉ có một người, ngồi ở một trương ghế dài thượng, co quắp đôi tay đặt ở giữa hai chân. Là hắn. Trương Huyền nhìn đến đối phương thời điểm, trên mặt cũng rất là ngoài ý muốn. Hắc hắc, muội phu, Lâm Xuyên vẻ mặt cười nịnh nhìn Trương Huyền, theo sau lại nhìn về phía con báo đầu, ba. Trương Huyền lần này, liền minh bạch vì cái gì Lâm Xuyên sẽ đối chính mình thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Thanh Diệp xã nhị đương ra con báo đầu, là Lâm Xuyên phụ thân. Xem ra chính mình lần trước ở bóng đêm quán ba làm sự, Lâm Xuyên thông qua này phụ thân cũng biết. Quỳ xuống. Con báo đầu quát chói tai một tiếng. Lâm Xuyên thình thịch một tiếng liền quỳ đến Trương Huyền trước mặt, muội phu ta. Ta phía trước có mắt không tròng, chỉ là tưởng giáo huấn một chút ngươi, cũng không có cái gì ý khác a. Được rồi, đứng lên đi. Trương Huyền không sao cả phất phất tay, chiều ghế dài thượng ngồi xuống, đều là người một nhà, có điểm hiểu lầm bình thường, nói rõ ràng thì tốt rồi. Cảm ơn muội phu, Lâm Xuyên mặt lộ vẻ vui sướng, vội vàng gật đầu. Con báo diện mạo thượng mang theo một ít nghi hoặc đặc biệt chú ý ngoại, lấy hắn đối Trương Huyền này hai lần thủ đoạn lý giải, hắn thật sự không cho rằng, người này, là cái rộng lượng nhân vật. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nếu hiện tại, Lâm gia là Lâm Thanh Hạm chấp trưởng quyền to, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phế bỏ Lâm Xuyên, nhưng hiện tại, Lâm gia một mảnh tán xa, Lâm Thanh Hạm muốn bắt được Lâm gia khống chế quyền, bằng vào nàng một người là có chút khó khăn, cho nên,
Trương Huyền mới có thể không cùng Lâm Xuyên so đo, ở phía sau Lâm gia công việc thượng, Lâm Xuyên có thể cho Lâm Thỉnh Hạm cung cấp không ít trợ giúp. Ngân Châu thì có một cái nhân công hà, tới rồi chạng vạng, sẽ có rất nhiều người dọc theo bờ sông tản bộ, hưởng thụ mùa hạ hơi lạnh gió đêm. Lôi Công cùng Hàn Ôn Nhu sóng vai đi ở này bờ sông, nện bước thong thả. Ta thật không nghĩ tới, người hôm nay, sẽ vì ta, giải cái kia hoảng. Lôi Công cho chính mình điểm thượng một cây yên, thổn thức không thôi. Ta cũng không nghĩ tới, người sẽ vì ta, nguyện ý từ bỏ ngươi xã đoàn, cũng không nghĩ tới, người sẽ không cho thai tinh chạm vào đánh cuộc cùng độc. Lôi Công thật sâu hút một ngụm yên, chậm rãi phun ra, chúng ta cha con hai, đã có bao nhiêu năm, không có hảo hảo nói chuyện qua. 5 năm 7 tháng 13 thiên, Hàn Ôn Nhu không có tự hỏi, liền nói ra một cái chuẩn xác con số, từ ta mẹ chết ngày đó bắt đầu. Đúng vậy, Lôi Công thở dài, người biết, năm đó người ghi danh cảnh giáo thời điểm, ta vì cái gì ngăn cản ngươi sao? Ngươi là tặc, ta là binh. Hàn Ôn Nhu ánh mắt bên trong, mang theo một mạt hận ý. Trên đời này, thân nhất người, cũng là chính mình hận nhất người, như vậy tình cảm, thực dễ dàng đem người bức điên. Lôi Công bước chân một đốn, cười khổ một chút, đem bàn tay tiến chính mình túi áo chung, lấy ra tiền kẹp, ở tường kép chung, lấy ra một chương đã ố vàng cũ xưa ảnh chụp. Phía trước vẫn luôn không nói cho ngươi, đây là mẫu thân ngươi ảnh chụp, ta và ngươi mẫu thân, là ở cùng cái đơn vị phỏng vấn thời điểm nhận thức. Trên ảnh chụp, là một người anh tư táp sảng nữ cảnh. Hàn Ôn Nhu ở nhìn đến này bức ảnh nháy mắt, đồng tử phóng đại, ta mẹ là cảnh sát. Đúng vậy, Lôi Công gật gật đầu, lúc ấy, mẹ ngươi là cảnh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, mà ta, tắc đi nhận lời mời hiệp cảnh, cuối cùng, mẹ ngươi thành công lên làm cảnh sát, mà ta tắc không có như nguyện. Vì cái gì, Hàn Ôn Nhu nghi hoặc khó hiểu. Ngay lúc đó phỏng vấn quan hỏi ta, nếu ta gặp được xã đoàn phần tử, nên làm như thế nào? Ngươi như thế nào trả lời? Đem bọn họ đánh phục, đánh bọn họ nhìn thấy ta liền chạy, nhìn thấy ta liền sợ, đánh bọn họ toàn nghe ta. Lôi Công đem trong tay này trương ố vàng ảnh chụp giao cho Hàn Ôn Nhu trong tay, cái kia phỏng vấn quan nói cho ta, ta không thích hợp đương cảnh sát, càng thích hợp đương xã đoàn lão đại. Trương Huyền từ bóng đêm quán ba ra tới, nhìn đến Hàn Ôn Nhu liền đứng ở quán ba ngoài cửa. Hiện tại Hàn Ôn Nhu đã cởi ra một thân cảnh phục, ăn mặc một kiện lộ tề bó sát người màu đen áo thun, một cái màu lam quần cao bồi, phối hợp một đôi màu đỏ ai giày thể thao, anh khí tóc ngắn xứng với nàng này thân trang điểm, tràn đầy sức sống, hơn nữa nàng này trương xinh đẹp khuôn mặt, dẫn tới không ít người ghé mắt. Bồi ta uống rượu, Hàn Ôn Nhu dựa vào ở một chiếc bò tái mô tô thượng, hướng Trương Huyền ngoắc ngón tay. Đi đâu uống? Ít nói nhảm, cùng ta tới là được. Màu đen bò tái mô tô ở quốc lộ thượng chạy như bay, như là ở làm cái gì phát tiết. Hàn Ôn Nhu đem mô tô ngừng ở một nhà tên là Lan Nặc Hộp Đêm trước cửa, nhà này hộp đêm ở vào Ngân Châu nhất phồn hoa đoạn đường, có thể nói mỗi đêm đều nhân số chật ních, thường xuyên có lão bản ở bên trong vung tiền như rác, khai thượng mấy vạn một lọ rượu ngon, đương nhiên, cũng ít không được tới này săn diễm cả trai lẫn gái. Hộp đêm nội tràn ngập đinh tai nhức óc âm nhạc thanh, Hàn Ôn Nhu theo âm nhạc vặn vẹo vòng eo, đi vào quầy ba trước, muốn một lọ rượu tây. Hàn Ôn Nhu cũng không cùng Trương Huyền nói chuyện, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu liền uống, đảo mắt đã tam ly xuống bụng, mặt đẹp ửng đỏ, hơi có chút men say. Trương Huyền, hôm nay phát sinh sự, người có thể hay không chê cười ta? Hàn Ôn Nhu đem chén rượu thật mạnh đặt ở trên quầy ba, lại cho chính mình đảo mãn. Chê cười ngươi gì? Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc. Ta là cảnh sát, cha ta là tặc, ha ha. Hàn Ôn Nhu lại lần nữa ngửa đầu, uống xong một chén rượu. Nga, Trương Huyền biểu tình không gợn sóng lên tiếng, lắc lắc đầu, không cười. Ngươi biết không, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều thực mâu thuẫn, rốt cuộc chảo không chảo hắn. Rượu tây uống quá mãnh, dễ dàng phía trên, Hàn Ôn Nhu này liên tiếp mấy chén đi xuống, ngồi ở chỗ kia đều có chút đong đưa lúc lắc, đột nhiên, Hàn Ôn Nhu thân mình một nghiêng, đảo vào Trương Huyền trong lòng ngực, nàng hướng Trương Huyền cười hắc hắc, bất quá hôm nay, ta không bao giờ mâu thuẫn, ngươi biết không, ta ba, đã đem Thanh Diệp xã trưởng vị trí giao cho ta, hắn nói cho ta, muốn dương thiện trừ ác, có rất nhiều loại phương thức đều có thể làm được, Thanh Diệp cấm Ngân Châu quán ba bán dược. Cấm đánh cuộc, bọn họ làm sự tình, cảnh sát đều làm không được. Trương Huyền gật gật đầu, cho chính mình cũng đổ ly rượu, nhìn mắt trong lòng ngực Hàn Ôn Nhu, mở miệng nói, người nói đạo lý ta đều hiểu,
nhưng ngươi nằm ở ta trong lòng ngực là có ý tứ gì? Chương 67, hỗn độn một đêm. Phóng túng, ha ha. Hàn Ôn Nhu lại chiều Trương Huyền trong lòng ngực tế tế, nàng đầu ghé vào Trương Huyền ngực, bình thản bụng nhỏ khoảng cách Trương Huyền tay không đến 10 cm, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, tùy thời có thể ôm lên nàng mảnh khảnh vòng eo. Hộp đêm nội âm nhạc tiếng vang, ánh đèn lập lòe. Cảnh đội người, đều nói ta Hàn Ôn Nhu ghét cái ác như kẻ thù, hôm nay, ta lại thành Ngân Châu ngầm xã đoàn người cầm lái, người nói, ta phóng túng chuyện thứ nhất, có phải hay không nên tìm cái nam nhân? Hàn Ôn Nhu vòng eo uốn éo, ngọc bích cuốn lấy Trương Huyền cổ, hai mắt mê ly nhìn hắn. Ta có lão bà, Trương Huyền bưng lên chén rượu, lo chính mình uống một ngụm, người muốn tìm nam nhân, cũng không nên tìm ta, trên đời này nam nhân có rất nhiều. Những người khác ta chướng mắt, Hàn Ôn Nhu nhả khí như lan, hai tròng mắt khép hờ, chiều Trương Huyền trên mặt thân đi. Trương Huyền quay đầu, tránh đi Hàn Ôn Nhu môi đỏ, đồng thời đem Hàn Ôn Nhu từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra. Hàn cảnh sát, ngươi uống nhiều. Hàn Ôn Nhu trong mắt, hiện lên một mặt mất mát, nàng quơ quơ đầu, Trương Huyền, ngươi có bao nhiêu ái lão bà ngươi? Trương Huyền không có tự hỏi trả lời, nàng là ta hết thảy. Là vì tiền. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Trương Huyền khóe miệng một liệt. Hàn Ôn Nhu hừ lạnh một tiếng, lão nương mặc kệ, ngươi liền tính lại ái lão bà ngươi, hôm nay cũng đến bồi lão nương uống cạn hưng mới có thể đi. Ngươi phục vụ. Lại đến hai bình rượu. Hộp đêm ánh đèn lập lòe, Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu hai người ai cũng chưa chú ý, ở một cái ẩn nấp góc, có người chính cầm camera, đối hai người bọn họ chụp cái không ngừng. Âm nhạc điếc tai, rượu một ly ly xuống bụng. Rượu trong sân người, ánh mắt cũng từ từ mê ly. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời tưới xuống. Trương Huyền mơ mơ màng màng trợn mắt, cảm giác cánh tay có chút tê dại, quay đầu vừa thấy. Gối lên chính mình cánh tay thượng tinh xảo dung nhan, làm hắn phát ngốc. Tối hôm qua, giống như mẹ nó uống giả rượu a. Trương Huyền chậm rãi kéo ra cái ở trên người chăn, cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài. Nhìn dáng vẻ, việc này chạy không thoát. Trương Huyền nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chính mình như thế nào liền mơ màng hồ đồ cấp này nữ bạo long ngủ đâu. Thời gian chậm rãi qua đi, Trương Huyền cảm giác được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ ninh. Hắn mắt lé nhìn lại, phát hiện Hàn Ôn Nhu chính mở to hai mắt, nhìn chính mình. Cái kia, Trương Huyền bồi thượng vẻ mặt cười nịnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Hàn Ôn Nhu mở miệng. Đừng lại nha lại nhải, lão nương sẽ đối với người phụ trách, lên mặc quần áo, lão nương còn đi làm đi đâu. Hàn Ôn Nhu trợn trắng mắt. Nga, Trương Huyền duỗi tay gãi gãi đầu, đôi mắt theo bản năng chiều trong ổ chăn nhìn lại, nơi đó cảnh xuân vô hạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem đem ngươi tròng mắt khấu hạ tới, chuyển qua đi, lão nương muốn mặc quần áo. Dám trêu lão nương liền đem việc này thọc lão bà ngươi kia đi. Cùng nàng tranh cái lớn nhỏ, Hàn Ôn Nhu hung tợn nói. Trương Huyền sắc mặt một khổ, thành thành thật thật đem đầu chuyển qua. Hàn Ôn Nhu nhìn bên cạnh nam nhân này nghe lời bộ dáng, trong mắt hiện lên nhu hòa thần sắc, đồng thời, cũng mang theo một tia mất mát. Chờ Hàn Ôn Nhu mặc tốt quần áo. Trương Huyền lúc này mới có cơ hội đánh giá chỉnh gian phòng ốc, hắn cũng không phải ở đâu cái khách sạn, mà là ở Hàn Ôn Nhu trong nhà. Đây là một cái hai phòng một sảnh, 90 mét vuông phòng ở, có một gian phòng ngủ nội, treo đầy Hàn Ôn Nhu vinh dự giấy chứng nhận, Trương Huyền nhìn thoáng qua, đều là Hàn Ôn Nhu ở cảnh giáo khi lấy được. Đừng nhìn, Hàn Ôn Nhu từ Trương Huyền phía sau xuất hiện, ba lượng hạ đem kia dán tràn đầy một tường vinh dự giấy chứng nhận xé xuống dưới. Từ bỏ. Hắc bang lão đại không cần này đó. Hàn Ôn Nhu đem này đó giấy chứng nhận xoa thành một cái đoàn, tùy tay một ném, được rồi, ta đi trước đi làm, chính ngươi ăn bữa sáng là được. Hàn Ôn Nhu đối Trương Huyền vẫy vẫy tay, kéo ra cửa phòng liền đi ra ngoài, tuy rằng nàng đã cực lực nhẫn nại, nhưng Trương Huyền vẫn là có thể nhìn ra tới, nữ nhân này hôm nay đi đường tư thế không thích hợp. Trương Huyền trong lòng giật mình. Sát, nữ nhân này không phải là lần đầu tiên đi. Trương Huyền bước nhanh chiều phòng ngủ đi đến, xốc lên giường chăn, trên khăn trải giường, kia vài giờ lạc hồng, phá lệ thấy được. Thấy như vậy một màn Trương Huyền thở dài, cái này, cũng thật làm hắn đau đầu. Trương Huyền từ Hàn Ôn Nhu ra tới thời điểm, là buổi sáng 10 giờ, chờ trở lại tắc tiếp nước hương thời điểm, đều mau giữa trưa. Trương Huyền nhìn đến ra môn kia một khắc, có loại lo lắng đề phòng cảm giác, giống như là tiểu hài tử làm cái gì chuyện trái với lương tâm sợ bị đại nhân phát hiện giống nhau. Mở ra cửa phòng,
trên sofa ngồi một nữ nhân. U, đêm không về ngủ à? Milan ăn mặc một thân thiên lam sắc áo ngủ, duỗi người, nhìn mắt Trương Huyền sau, lại đem ánh mắt phóng hướng tivi. Ha ha, ngày hôm qua chơi có điểm vãn. Trương Huyền cười gượng hai tiếng, hắn này một đường trở về, cũng dần dần nhớ lại tối hôm qua phát sinh cái gì. Ngày hôm qua ở Lan Nặc quán ba, hắn cùng Hàn Ôn Nhu hai người, tổng cộng uống lên 7 bình rượu Tây, tuy là hắn tử lược, đều sinh sôi bị rót nhiều, đối mặt Hàn Ôn Nhu như vậy cực phẩm mỹ nữ, phàm là cái nam nhân, đều sẽ không một chút cảm giác không có, Trương Huyền là cái bình thường nam nhân, ở Hàn Ôn Nhu mấy phen khiêu khích lúc sau, hai người cũng liền đã xảy ra một ít siêu hữu nghị chuyện xưa. A, Milan khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp, đối với Trương Huyền là người nào, Milan chính là rõ ràng, một cái triệt triệt để cảm tình kẻ lừa đảo, lúc trước liền Pháp quốc hoàng thất công chúa, hắn nhưng đều đã lừa gạt. Trương Huyền hôm nay cũng chột dạ, thấy Milan này thần thái, hắn cũng không tự tìm không thú vị, xám xịt chui vào chính mình trong phòng. Lâm Thị Tập đoàn, Tổng tài văn phòng. Bí thư Lý Na cầm một xấp tư liệu phóng tới Lâm Thanh Hạm bàn làm việc thượng, Lâm Tổng. Chúng ta hợp tác kế hoạch, Phương Tổng đã đồng ý, hôm nay là có thể ký tên hợp đồng, chỉ là... Nói, Lâm Thanh Hạm đôi tay không ngừng đánh máy tính bàn phím. Vẫn là lần trước sự, rất nhiều xí nghiệp đều cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, bên ngoài có tin tức truyền, nói tập đoàn cao tầng sẽ ở sắp tới thay máu, công ty tháng này tiền lời giảm xuống 4%, hội đồng quản trị người đã đánh quá vài lần điện thoại lại đây, muốn cho ngài có cái giải thích. Không có giải thích, Lâm Thanh Hạm tiếp tục đánh bàn phím, vẫn là phía trước câu nói kia, tưởng cùng ta Lâm Thanh Hạm hợp tác, ta hoan nghênh, nếu không nghĩ hợp tác, ta Lâm Thanh Hạm cũng không cầu bọn họ, đến nỗi công ty cao tầng đổi không đổi huyết chuyện này, cùng bọn họ không quan hệ. Ân, đã biết Lâm Tổng, Lý Na gật gật đầu, kia Lâm Tổng, ta đi trước vội. Lý Na cung kính khom người, rời khỏi văn phòng. Chờ Lý Na rời đi sau, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đánh bàn phím ngón tay ngừng lại. Giữa mày cũng lộ ra ngượng nghịu, nàng tuy rằng ở Lý Na trước mặt biểu hiện trấn định tự nhiên, nhưng tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy cơ, nàng phi thường rõ ràng. Hiện tại tình huống đã thực rõ ràng, có người đang làm chính mình, Lâm Thị Chủ tịch, đều không phải là một tay che trời, chính mình ở cái này vị trí thượng, tùy thời khả năng bị người đá đi xuống. Chương 68 ngươi nên giúp nàng. Sớm chút năm, Lâm Chính Nam cộng cho 4 cái vãn bối, mỗi người 5% cổ phần. Hơn nữa từ Lâm Thanh Hạm đảm nhiệm Lâm Thị Chủ tịch chức. Lúc trước, Lâm Thanh Hạm đương chủ tịch thời điểm, hội đồng quản trị có vượt qua một nửa người đều không đồng ý, cho rằng Lâm Thanh Hạm chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, căn bản vô pháp vì Lâm Thị mang đến ích lợi. Lâm Chính Nam cùng hội đồng quản trị đưa ra ước định, cấp Lâm Thỉnh Hạm 3 tháng thời gian, nếu Lâm Thanh Hạm 3 tháng nội vô pháp thích ứng chủ tịch chức vị, liền từ hội đồng quản trị cộng đồng đầu phiếu, một lần nữa tuyển cử chủ tịch. Lâm Thanh Hạm ở kinh thương phương diện, có chính mình độc đáo giải thích cùng làm việc phương pháp, ở nàng nhậm chức chủ tịch tháng thứ 2, công ty hiệu quả và lợi ích liền đạt tới ổn định, tháng thứ 3, liền có rõ ràng tăng lên, hội đồng quản trị các thành viên, cũng liền cam chịu Lâm Thanh Hạm cái này chủ tịch thân phận. Rốt cuộc, ai làm chủ tịch, đối hội đồng quản trị thành viên cũng không có ảnh hưởng, bọn họ coi trọng, chính là chính mình trong tay cổ phiếu có thể hay không tăng giá trị, năm nay chia hoa hồng có thể hay không so năm trước nhiều. Mà hết thảy này, đều ở phía trước mấy ngày bắt đầu rồi chuyển biến. Mấy ngày trước, Lâm gia tiểu bối tề tụ Lâm gia đại viện, Lâm lão gia tử càng là tuyên bố chính mình di sản phân phối, hắn cũng không có thiên vị ai quá nhiều, đem chính mình trong tay Lâm thị cổ phiếu, điểm trung bình cho mỗi một cái tiểu bối, Lâm thị chủ tịch chức, như cũ là Lâm Thanh Hạm, rốt cuộc mấy năm nay công ty hiệu quả và lợi ích, Lâm Chính Nam đều xem ở trong mắt, đem Lâm thị giao cho Lâm Thanh Hạm, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng như vậy phân phối, dẫn tới có chút người không vui, một ít tin đồn nhảm nhí bắt đầu truyền bá ra tới, đối Lâm Thị tạo thành cực đại đánh sâu vào, mấy nhà xí nghiệp hợp tác ngưng hẳn, khiến cho Lâm Thị bổn nguyệt hiệu quả và lợi ích đại biên độ co lại, nếu không phải Trương Huyền trợ giúp Lâm Thanh Hạm bắt được thuyền cứu nạn hợp tác quyền, Lâm Thị bổn nguyệt tiền lời còn sẽ giảm xuống mấy cái phần trăm, thật muốn nói vậy, Lâm Thị hội đồng quản trị đem có quyền buộc tội chủ tịch chức. Thật tới rồi lúc ấy. Ngay cả Lâm Chính Nam cũng vô pháp giữ được Lâm Thanh Hạm tiếp tục ngồi ở vị trí này thượng. Ngân Châu Lâm ra đại viện. Một chiếc lại một chiếc siêu xe xử nhập đại viện giữa, đại viện bãi đỗ xe thượng, Vương Vĩ đã sớm chờ ở nơi này. Những cái đó siêu xe ngừng ở trước mặt hắn, tài xế từ phòng điều khiển xuống dưới, mở ra ghế sau cửa xe,
mỗi một chiếc trên xe, đều đi xuống tới một người, bọn họ người mặc chính trang, nếu có Lâm thị công nhân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, này đó từ siêu xe trên dưới tới người, đều là Lâm thị hội đồng quản trị thành viên. Vương Vĩ nhìn trước mắt những người này, trên mặt mang theo kỳ hảo tươi cười, mở miệng nói, các vị thúc bá, vì Lâm thị tương lai, hôm nay liền làm phiền đại gia, cùng lão gia tử nói rõ ràng. Vương thiếu khách khí, này vốn chính là cho chúng ta tự thân ích lợi, đi tìm lão gia tử tâm sự đi. Một nam nhân trung niên mở miệng, còn lại người, cũng đi theo gật đầu. Đoàn người, ở Vương Vĩ đi đầu hạ, triều Lâm gia đại viện nhà chính đi đến. Ngân Châu, tắc tiếp nước hương. Trương Huyền cầm rẻ lau, xoa sàn nhà, trong lòng lại tổng cảm giác hoang mang rối loạn. Mi Lan ánh mắt thỉnh thoảng ở Trương Huyền trên người nhìn quét một chút, nàng vài lần há mồm, cũng chưa ra tiếng, lại xem Trương Huyền liếc mắt một cái khi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ta nói Trương Huyền, người đối trung y vật lý trị liệu, rốt cuộc nắm giữ nhiều ít. Trương Huyền nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nên nắm giữ đều nắm giữ đi. Huyệt vị châm cứu đâu? Mi Lan không có cảm thấy Trương Huyền ở khoác lác. Trải qua lần trước mát xa, nàng cũng kiến thức tới rồi Trương Huyền thủ pháp. Cái kia đều sẽ a. Trương Huyền theo lý thường hẳn là trả lời, huyệt vị châm cứu là trung y vật lý trị liệu bên trong cơ bản nhất đi. Kia kỳ quái, Mi Lan phát ra nghi hoặc thanh âm. Kỳ quái cái gì? Trương Huyền hỏi. Theo lý thuyết, người hiểu này đó trung y vật lý trị liệu, thanh hạm hẳn là không cần nơi nơi đi tìm bác sĩ a. Bác sĩ, Trương Huyền sắc mặt một chút trở nên khẩn trương lên. Lão bà của ta làm sao vậy? Không phải lão bà ngươi, là Thanh Hạm gia gia, ngươi không biết. Mi Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền. Không biết a, Trương Huyền vẻ mặt hồ nghi lắc lắc đầu, làm sao vậy? Ai, Mi Lan thở dài, Thanh Hạm gia gia sớm chút năm hoạn bệnh nặng, vẫn luôn cũng vô pháp trị liệu, Thanh Hạm những năm gần đây cũng ở nơi nơi tìm bác sĩ, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi xem, nếu có thể trị hảo Thanh Hạm gia gia, Thanh Hạm hiện tại cũng liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Trương Huyền thu hồi rẻ lau, từ trên mặt đất bò lên. Về Lâm gia cùng Lâm thị tập đoàn sự, Trương Huyền vẫn luôn cũng chưa như thế nào hỏi thăm, hắn cũng là có thể nhìn ra tới Vương Vĩ vẫn luôn ở chỗ này tranh đấu gay gắt, cụ thể tình huống hắn một chút đều không hiểu biết, đến nỗi Lâm Thanh Hạm gia gia, Trương Huyền càng là cũng chưa nghe Lâm Thanh Hạm nhắc tới quá. Mi Lan cầm lấy điều khiển từ xa, đem tivi tắt đi. Phòng trong trở nên an tĩnh rất nhiều. Trương Huyền, người hẳn là biết, Lâm gia tới rồi Thanh Hạm phụ thân này một thế hệ, chính là một mạch đơn truyền, Thanh Hạm lại là nữ nhi thân, Lâm lão gia tử tài sản, đã bị người có tâm theo dõi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, điểm này hắn có thể nhìn ra tới. Hiện tại, Lâm lão gia tử bệnh nặng, hắn di chúc cũng đã tuyên bố, đem chính mình tài sản điểm trung bình cấp Thanh Hạm bọn họ, Lâm thị tổng tài, còn từ Thanh Hạm đảm nhiệm, chẳng qua. Hiện tại Thanh Hạm, tùy thời đều có khả năng bị người từ tổng tài vị trí thượng đá đi xuống. Nói đến lúc này, Mi Lan trong mắt toàn là mất mát. Vì cái gì? Bởi vì một cái ước định, Mi Lan uống lên nước miếng, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, lúc trước Thanh Hạm đảm nhiệm tổng tài thời điểm, Lâm lão gia tử liền cùng hội đồng quản trị làm một cái ước định, nếu Thanh Hạm tại chức trong lúc, Lâm thị hao tổn đạt tới 10 cái điểm trở lên, liền sẽ bãi miễn nàng tổng tài chức vị. Từ hội đồng quản trị đầu phiếu, cộng đồng tuyển cử một cái tân tổng tài ra tới, hiện tại, có người cố ý hại Thanh Hạm, phía trước rất nhiều cùng Thanh Hạm có hợp tác quan hệ xí nghiệp, đều đơn phương ngưng hẳn hợp tác. Lâm thị hao tổn, đã đạt tới 4%, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại có mấy ngày thời gian, hao tổn liền sẽ đạt tới 10% trở lên, cho đến lúc này, Lâm thị tổng tài, nên thay đổi người. Này cùng chữa khỏi Thanh Hạm ra ra có quan hệ gì? Trương Huyền hỏi một tiếng. Người chỉ sợ còn không biết lão gia tử ở Ngân Châu thương giới địa vị đi. Hiện tại những người đó dám mơ ước Lâm thị, đều là cho rằng lão gia tử không nhiều ít nhật tử, một khi lão gia tử bệnh hảo, ai dám đối Lâm thị có một chút bất kính. Thanh Hạm sở gặp phải khó khăn, cũng liền giải quyết dễ dàng. Hành, người nói cho ta địa chỉ, ta hiện tại liền đi. Trương Huyền đương trường đem rẻ lau một phóng, không có một chút do dự, phàm là đối Lâm Thanh Hạm có chỗ lợi sự, hắn đều sẽ vô điều kiện đi làm. Lâm gia đại viện, người đánh xe tài xế đều biết, đi vào báo chính người thân phận là được. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, ăn mặc hắn bạch ngực bờ cắt quần, ra cửa phòng, trực tiếp đánh xe hướng Lâm gia đại viện đi. Mi Lan nhìn Trương Huyền này không có một tia suy xét do dự bộ dáng, thở phào một hơi, Thanh Hạm a, người gặp được người này,
không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chương 69 nhìn xem cái này tới cửa con rể. Lâm gia đại viện, nhà chính chung. Lâm lão gia tử ăn mặc một thân màu mận chín đường trang, ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nghe trước mặt người hội báo, hắn thần sắc có chút huệ oải, mày nhăn ở bên nhau. Ông ngoại, người cần thiết đến quản quản, lần này ảnh chụp, nếu không phải ta trước tiệt xuống dưới, thật rơi xuống truyền thông trong tay, kia Lâm thị cổ phiếu, sẽ phát sinh đại biên độ co lại. Vương Vĩ vẻ mặt tức giận lấy ra một sấp ảnh chụp, phóng tới Lâm Chính Nam trước mặt, kia trên ảnh chụp, đúng là lúc trước có người chụp lén Trương Huyền ảnh chụp, ở tư nhân hội sở ngoại, trải qua đặc thù góc độ quay chụp, làm người từ trên ảnh chụp cảm giác, Trương Huyền cùng này đó nữ nhân động tác phi thường ái muội. Chẳng qua, này đó ảnh chụp không có chụp đến Trương Huyền chính mặt, chỉ có hắn bóng dáng. Ông ngoại, đây là Tam Thúc hắn chiêu tới cửa con rể, mỗi ngày chuyện gì đều không làm, bạch bạch lãnh Lâm ra tiền. Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, này đó ảnh chụp muốn bước lên truyền thông, chúng ta Lâm ra mặt hướng nào phóng. Một người cổ đông mở miệng, chủ tịch, lần này ít nhiều Vương thiếu, bằng không, Lâm thị cổ phiếu, sẽ đã chịu thật lớn đánh sâu vào A, hiện tại Lâm thị đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, có như vậy nhiều gia xí nghiệp như hổ rình mồi, thật muốn ra cái gì rèm pha, kia cũng không phải là vấn đề nhỏ. Ở Lâm thị, chủ tịch như cũ là Lâm Chính Nam, Lâm Thanh Hạm chỉ là tổng tài. Có bản chất khác nhau. Một người mang theo tơ vàng mắt kính, luật sư bộ dáng trung niên nam nhân lấy ra một phần văn kiện, chủ tịch, nếu không phải Vương thiếu tướng này đó ảnh chụp tiệt xuống dưới, Lâm thị đương nhiệm tổng tài, sẽ bởi vì cá nhân nguyên nhân, khiến cho công ty hao tổn vượt qua 10%, dựa theo lúc trước ước định, hẳn là từ hội đồng quản trị các thành viên một lần nữa tuyển cử tổng tài. Đúng vậy chủ tịch, có rất nhiều phía trước hợp tác xí nghiệp, hiện tại đều cùng chúng ta đơn phương ngưng hẳn hợp tác. Ngài trong khoảng thời gian này không có chú ý xí nghiệp, Lâm thị ở bổn nguyệt tiền lời, đã rút nhỏ mấy cái phần trăm, theo tính ra, cái này phần trăm tại hạ nguyệt còn sẽ liên tục mở rộng, hiện tại Lâm tổng lão công lại nháo ra chuyện như vậy, mặc kệ đi xuống, Lâm thị ở Ngân Châu long đầu xí nghiệp địa vị, sớm hay muộn phải bị Chu thị thay thế được a. À. Lâm Chính Nam sắc mặt có chút âm trầm nhìn này đó ảnh chụp, trên ảnh chụp đồ vật, làm hắn khí cả người phát run. Phía trước, Lâm Chính Nam cũng không làm sao vậy giải quá chính mình cháu gái lão công, kết quả hôm nay nghe được, chính là như vậy một tin tức. Hoa hoa đại thiếu, làm xăng làm bậy, quả thực không đem Lâm thị để vào mắt. Đi, đem Thanh Hạm cho ta gọi tới, còn có nàng tìm cái kia lão công, ta cũng muốn trông thấy, ta phải biết rằng, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, mới có thể như vậy làm lơ chúng ta Lâm ra. Lâm Chính Nam thật mạnh một cái tát chụp đến trên xe lăn, kia đầy mặt uy nghiêm bộ dáng. Làm hội đồng quản trị các thành viên cũng không dám nhìn thẳng. Vương Vĩ thấy Lâm Chính Nam tức giận bốc lên, trong lòng trộm nhạc, họ Trương, cái này, có ngươi chịu được. Ngươi không phải kiêu ngạo sao, ta làm ngươi lại kiêu ngạo một cái thử xem. Một đám người đứng ở nhà chính chung, cảm thụ được Lâm Chính Nam trên người tản ra tức giận, đại khí cũng không dám ra. Tuy rằng Lâm Chính Nam đã rời khỏi thương giới mấy năm, nhưng hắn uy nghiêm còn ở, rốt cuộc lúc trước Ngân Châu thương giới này một mảnh thiên. Là Lâm Chính Nam đi đầu sông ra tới, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn chính là này Ngân Châu thương giới không thể tranh luận đại ca. Đúng lúc này, Lâm Chính Nam quản gia đi vào nhà chính. Lão gia, bên ngoài có cái người trẻ tuổi muốn gặp ngài. Người trẻ tuổi, Lâm Chính Nam hồ nghi một tiếng. Ân, hắn nói chính mình là Thanh Hạm tiểu thư trượng phu. Ân, Lâm Chính Nam giữa mày đột nhiên toát ra tức giận, hắn tới gặp ta. Hảo, làm hắn tới. Vương Vĩ, các ngươi, liền tới trước bên thính đi nghỉ ngơi đi. Hảo, Vương Vĩ liên tục gật đầu, trong lòng vui vẻ không được, Trương Huyền a Trương Huyền, ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ tới a. Vương Vĩ tuy rằng không biết Trương Huyền tới tìm Lâm Chính Nam làm gì, nhưng hắn biết, mặc kệ là chuyện gì, hắn hôm nay đều thảm. Lâm thị tập đoàn. Lâm Thanh Hạm ngồi ở văn phòng chung, từng chương lật xem Lý Na lấy tới văn kiện, những cái đó hao tổn số liệu làm nàng phá lệ đau đầu. Văn phòng máy bàn đột nhiên vang lên, Lâm Thanh Hạm trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, cái này máy bàn, chỉ có Lâm gia nhà cũ mới có thể đánh tiến vào. Chẳng lẽ là gia gia đã xảy ra chuyện? Lâm Thanh Hạm trong lòng hoảng hốt, căn bản bất chấp trong tay công tác, vội vàng tiếp khởi điện thoại. Tiểu thư, lão gia nói làm ngươi tới một chuyến nhà cũ. Hảo, Lâm Thanh Hạm không có do dự, lập tức đứng dậy, chiều công ty ngoại đi đến. Vừa đến công ty dưới lầu. Lâm Thanh Hạm liền nhìn đến Milan đứng ở chỗ này. Thanh Hạm,
ta vừa muốn lên lầu tìm ngươi. Milan ăn mặc một thân thiên lam sắc đồ thể dục, trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Làm sao vậy Milan? Lâm Thanh Hạm hỏi một tiếng. Kêu ngươi đi nhà cũ xem lão gia tử a, ha ha. Milan cười lớn một tiếng, hôm nay chính là có chuyện tốt đâu. Cái gì chuyện tốt? Lâm Thanh Hạm kỳ quái, chẳng lẽ nhà cũ vừa mới đánh tới điện thoại chính là nói cái này? Milan bắt lấy Lâm Thanh Hạm thủ đoạn, đi thôi, ngươi lái xe, trên đường nói. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc bị Milan kéo đến trên xe. Lửa đỏ chạy băng băng chạy ở Ngân Châu trên đường cái. Milan, ngươi đừng trang thần bí, mau nói, rốt cuộc chuyện gì? Ngươi ra ra bệnh, có chị. Milan đắc ý giơ giơ lên đầu, thế nào, này xem như tin tức tốt đi, nói cho ngươi, bác sĩ vẫn là ta tìm đến đâu. Thật sự, Lâm Thanh Hạm xinh đẹp gương mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tim đập ở ngay lúc này đều bắt đầu gia tốc. Milan, ngươi thật là giúp nhà của chúng ta đại ân a. Ngươi từ nào tìm bác sĩ? Từ nhà ngươi tìm a. Milan duỗi tay chỉ Lâm Thanh Hạm. Nhà ta. Đúng vậy, Thanh Hạm, Trương Huyền lần trước cho ngươi massage, dùng chính là một loại trung y vật lý trị liệu, loại này phương pháp, đồng dạng có thể trị liệu lão gia tử trên người bệnh kín. Hắc hắc, hắn vẫn luôn không biết lão gia tử tình huống, ta hôm nay cho hắn nói một chút, hắn liền đi đại viện. Cái gì? Lâm Thanh Hạm thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ, đang ở chạy nhanh chạy băng băng cũng phát ra một trận chói tai cọ sát thanh, cấp đỉnh tới rồi trên đường, cũng may trên đường không có gì xe, bằng không rất có khả năng khiến cho sự cố giao thông. Như vậy đột nhiên tình huống, dọa Milan nhảy dựng, nàng gắt gao bắt lấy đỉnh đầu phía trên bên phải tay vịn, Thanh Hạm, ngươi kích động như vậy làm gì? Lâm Thanh Hạm chuyển qua đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn Milan, ngươi nói, Trương Huyền đi cấp gia gia trị liệu. Đúng vậy, Milan gật đầu. Này, Lâm Thanh Hạm đốn sinh vẻ mặt nôn nóng, nàng trong lòng biết, Trương Huyền sẽ căn bản không phải cái gì trung y vật lý trị liệu, chỉ là bình thường huyệt vị mát xa mà thôi, hắn như thế nào có thể đi cấp gia gia trị liệu, vừa mới nhà cũ đánh tới điện thoại, không phải là Trương Huyền gặp rắc rối đi. Thanh Hạm, này rốt cuộc làm sao vậy? Milan kỳ quái nhìn Lâm Thanh Hạm. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, đi trước nhà cũ đi. Lâm Thanh Hạm giẫm hạ chân ga, chiếc xe phát ra một tiếng nổ vang, cấp tốc hướng tới Lâm gia đại viện chạy tới. Chương 70 có điểm ngốc. Trương Huyền nhìn trước mắt này có sơn có thủy đại viện, đại khái minh bạch Lâm Thanh Hạm gia gia ở Ngân Châu là cái dạng gì địa vị. Có thể ở Ngân Châu có được như vậy một tòa đại viện, kia không phải quang có tiền liền không được, như thế Trương Dương khoe ra, tất có này thân phận địa vị. Trương Huyền đi theo quản gia phía sau, đi ở đại đạo thượng, con đường hai bên liễu xanh thành ấm, hoa tươi nở rộ. Ở đại viện nhà chính ngoại, Trương Huyền nhìn đến một Trương quen thuộc gương mặt. Vương Vĩ mang theo một mặt cười lạnh, nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, họ Trương, này Lâm gia đại viện, cũng là ngươi loại người này có thể tùy tiện tới địa phương không thành. Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay, tưởng bị đánh cứ việc nói thẳng. Vương Vĩ sắc mặt sửng sốt, sau hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kiêu ngạo, ta đảo muốn nhìn, ngươi từ nhà chính ra tới lúc sau. Còn có thể kiêu ngạo đến nào đi. Trương Huyền có chút kỳ quái Vương Vĩ vì sao nói ra nói như vậy, chẳng lẽ chính mình nhìn thấy Lâm lão gia tử sau còn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không thành, hắn không để ý tới Vương Vĩ, đi theo quản gia, chiều nhà chính nội đi đến. Nhà chính giữa, Lâm Chính Nam ngồi ở trên xe lăn, đưa lưng về phía đại môn, trong tay bưng một ly tách trà có nắp trà, đối diện chén nội nhẹ nhàng thổi khí. Lão gia, người tới. Quản gia thanh âm ở cửa vang lên. Làm vào đi, Lâm Chính Nam cũng không quay đầu lại nói. Nhà chính cửa, quản gia cấp Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế. Trương Huyền gật gật đầu, đi vào phòng trong, ra ra, ta là Trương Huyền, Thanh Hạm trượng phu. Trương Huyền nói chuyện ngữ khí phi thường khách khí. Hừ, Trương Huyền, Lâm Chính Nam ngữ khí không vui, như cũ không có xoay người, đưa lưng về phía Trương Huyền nói, ngươi ở rể ta Lâm gia, thế nhưng hôm nay mới đến bái phỏng. Trong mắt có phải hay không không có ta Lâm Chính Nam người này? Không dám, Trương Huyền liên tục lắc đầu, này cũng liền bởi vì Lâm Chính Nam là Lâm Thanh Hạm gia gia, bằng không Trương Huyền cũng không có khả năng bày ra như vậy thái độ. Không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Lâm Chính Nam trong thanh âm mang theo châm chọc, ngươi trong mắt, có thể có chúng ta Lâm gia nửa phần. Trương Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn Lâm Chính Nam bóng dáng nói, ta không hiểu ngươi ý tứ. Được. Ta lão gia hỏa nhật tử không nhiều lắm, cũng không có thời gian đánh với người bí hiểm, chính mình nhìn xem đi.
Lâm Chính Nam đem giơ tay lên, tức khắc gian, vô số bức ảnh như thiên nữ tán hoa giống nhau tản ra, sau Trương Trương dừng ở Trương Huyền dưới chân. Lấy Trương Huyền thị lực, căn bản không cần nhặt lên ảnh chụp, là có thể nhìn đến trên ảnh chụp hình ảnh, kia mặt trên, cùng hắn thân cận hai nữ nhân, một cái là ngày đó ở tư nhân hội sở đụng tới màu đỏ tóc quan mỹ nữ, còn có một cái là tối hôm qua ở hộp đêm khi, chính mình cùng Hàn Ôn Nhu ngồi ở cùng nhau cảnh tượng. Nhìn đến này đó ảnh chụp nháy mắt, Trương Huyền liền biết có người đang làm chính mình. Trương Huyền mày nhăn càng khẩn, này ảnh chụp từ đâu ra? Lâm Chính Nam cũng không có trả lời Trương Huyền vấn đề, tiểu bối, ta Lâm gia ở Ngân Châu Thị, tuy rằng không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng không phải nhậm người khi dễ, ngươi làm Lâm gia con rể, lại ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, khi ta Lâm gia là cái gì? Lâm Chính Nam dứt lời, đem trong tay chén trà thật mạnh ngã trên mặt đất. Bang một tiếng, chén trà vỡ vụn, ly chung nước trà sái đầy đất, mạo hôi hổi nhiệt khí. Khoảng cách nhà chính không xa Vương Vĩ, nghe thế chén trà vỡ vụn thanh âm khi, đã che giấu không được trên mặt ý cười, trong lòng đắc ý nói, họ Trương, ta xem ngươi như thế nào xong việc, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Phòng trong, Lâm Chính Nam đôi tay phóng tới trên xe lăn, thoáng dùng sức, xe lăn liền thay đổi lại đây, mà hắn, cũng rốt cuộc thấy cái này chưa từng gặp mặt, lại làm hắn tức giận vạn phần Lâm gia con rể. Cũng liền này liếc mắt một cái, làm Lâm Chính Nam có chút phát ngốc. Từ lần trước ngoại ô công viên từ biệt, Lâm Chính Nam liền đem Trương Huyền dung mạo chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đó là ở toàn cầu y học giới có Diêm Vương sống danh hiệu tuyệt đại nhân vật, cũng là trên đời này có thể cứu chính mình mệnh số ít mấy người. Lâm Chính Nam từng nghe lão hữu giảng quá, Diêm Vương sống cứu người, không xem tiền, chỉ xem duyên, hắn vẫn luôn chờ mong cùng Diêm Vương sống lại một lần gặp mặt, rốt cuộc, có thể tồn tại, ai đều không muốn chết. Nhưng Lâm Chính Nam thất vọng rồi, hắn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sẽ đi ngoại ô công viên, nhưng không còn có gặp qua cái kia trong truyền thuyết nhân vật. Dần dần mà, Lâm Chính Nam bắt đầu thất vọng, hắn trong lòng tưởng, cũng là, nếu Diêm Vương sống duyên tốt như vậy đâm, kia Diêm Vương sống này danh hiệu, cũng sẽ không như vậy đáng giá, cũng sẽ không có như vậy nhiều người, khuynh tẫn sở hữu, chỉ vì thấy Diêm Vương sống một mặt. Nhưng Lâm Chính Nam không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại một lần gặp được trong truyền thuyết Diêm Vương sống, hơn nữa, đối phương vẫn là lấy chính mình tôn nữ tế thân phận tới gặp chính mình. Hưởng dự toàn cầu Diêm Vương sống, chính là chính mình tôn nữ tế. Vẫn là ở rể đến chính mình ra, Lâm Chính Nam có rất cường liệt không chân thật cảm. Này, Lâm Chính Nam nhìn Trương Huyền, hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. Lâm Chính Nam nhìn đến Trương Huyền phát ngốc, Trương Huyền nhìn đến Lâm Chính Nam sau, cũng có chút phát ngốc, hắn còn không phải là chính mình ngày đó ở ngoại ô công viên nhìn thấy người sao. Chính mình còn một ngụm một cái lão nhân kêu vui vẻ, không nghĩ tới là Thanh Hạm ra ra, kia chẳng phải là chính mình ra ra sao. Này, một già một trẻ nhìn đối phương, ai đều không có dẫn đầu mở miệng, không khí tức khắc gian có chút xấu hổ. Cái kia, Lâm Chính Nam ho khan hai tiếng, Trương Huyền A, ngươi là Thanh Hạm lão công, ta liền không cùng ngươi khách khí, trước ngồi, trước ngồi. Lâm Chính Nam so cái thỉnh thủ thế. Trương Huyền cười hắc hắc, không dám bất kính. Chiều bên cạnh trên ghế ngồi đi, đồng thời hướng Lâm Chính Nam kỳ hảo nói, ra ra, không nghĩ tới hai ta như vậy có duyên a. Đường đường Diêm Vương sống chủ động nói ra có duyên này hai tự, thật đúng là đầu một hồi, phải bị những cái đó không tiếc ra thượng hơn một tỷ tưởng thỉnh Trương Huyền cứu mạng ra tay người nghe được, phỏng chừng sẽ khí hộc máu. Ha ha, Lâm Chính Nam hào sảng cười nói, ta cũng thật là không nghĩ tới a, đường đường Diêm Vương sống, thế nhưng là ta Lâm Chính Nam tôn nữ tế. Ra ra, ngài vẫn là kêu ta Trương Huyền thì tốt rồi, Diêm Vương sống gì đó, đều là người ngoài kêu. Trương Huyền trên mặt có chút ngượng ngùng, lời nói gian, liền đem hắn cùng Lâm Chính Nam chi gian quan hệ kéo gần lại. Lâm Chính Nam gật gật đầu, hảo, ta đây liền cậy già lên mặt, kêu ngươi một tiếng tiểu Trương. Hẳn là, Trương Huyền liên tục gật đầu. Cái kia tiểu Trương A, ngươi, Lâm Chính Nam nhìn mắt kia đầy đất ảnh chụp, trên mặt có chút xấu hổ. Ngươi nói cho ta, này trên ảnh chụp người, có phải hay không ngươi? Đúng vậy, Trương Huyền không có do dự gật đầu, bất quá ảnh chụp là đặc thù góc độ chụp, chân chính sự tình cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy. Nghe Trương Huyền nói như vậy, Lâm Chính Nam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không có cho rằng Trương Huyền ở lừa chính mình, bởi vì hắn biết, Diêm Vương sống, căn bản không cái này tất yếu, hắn lừa chính mình vì cái gì? Vì tiền, chê cười, Diêm Vương sống sẽ thiếu tiền. Sẽ coi trọng Lâm gia điểm này tài sản,
vì chính mình cháu gái. Kia càng không thể, Lâm Chính Nam tuy rằng biết, chính mình kia cháu gái có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, nhưng trên thế giới mỹ nữ nhiều đi, lấy Diêm Vương sống thân phận, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ không chiếm được. Chương 71 Vương Vĩ kế hoạch. Ở Lâm Chính Nam nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng có chút hàn ý, nếu Trương Huyền đều nói, trên ảnh chụp sở triển lãm, chỉ là đặc thù góc độ chụp, đó chính là nói, chính mình kia cháu ngoại, cố ý lừa gạt chính mình, mục đích của hắn là cái gì, Lâm Chính Nam chỉ là thoáng một tự hỏi, liền xem rõ ràng. Ai, Lâm Chính Nam thở dài, tiểu Trương A, ta người này già rồi, đầu óc cũng trở nên ngu dốt, có khi làm chút chuyện ngu xuẩn, làm ngươi chê cười. Ra ra nói nơi nào lời nói, Trương Huyền vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói. Lâm Chính Nam cười cười, tiểu Trương A, người hôm nay tới, cũng là vì chuyện này. Không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta tới này, là vì bệnh của ngươi. Ta bệnh, Lâm Chính Nam một lòng, thình thịch nhanh chóng nhảy lên lên. Vừa mới, hắn tuy rằng đã biết trong truyền thuyết Diêm Vương sống chính là chính mình tôn nữ tế, nhưng ở đối phương có nguyện ý không giúp chính mình điểm này thược, Lâm Chính Nam cũng không có tin tưởng, nhưng hiện tại nghe Trương Huyền nói ra lời này, làm hắn không có biện pháp không kích động. Đúng vậy, Trương Huyền từ trên chỗ ngồi đứng lên, ra ra, ta lần này tới vội vàng, người này có ngân châm sao? Có, liền ở trong phòng. Lâm Chính Nam gật đầu, nhiều năm bệnh tật, trong nhà thỉnh không ít bác sĩ lại đây, ngân châm chờ cũng đều có một bộ, bãi ở bên trong phòng. Lâm Chính Nam nói xong, đẩy xe lăn liền chiều nội phòng mà đi. Ra ra, liền hai ta người tại đây, ngươi liền không cần thiết ngồi xe lăn đi, lên đi một chút hảo, dù sao hôm nay qua đi, ngươi cũng có thể cấp mọi người tuyên bố, ngươi khỏi hẳn. Trương Huyền khóe miệng ngậm ý cười. Lâm Chính Nam chính đẩy xe lăn động tác một ngưng, tạm dừng vài giây sau, thật cẩn thận từ trên xe lăn đứng lên, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở trang, thậm chí đều trang đến, đã quên chính mình sẽ đi đường. Năm đó, Lâm Chính Nam cha ra tâm mạch bị hao tổn, nhật tử không lâu, liền muốn đem Lâm Thị giao cho hậu bối trong tay, lại sợ chính mình tuyên bố nhật tử không nhiều lắm tin tức sau, Lâm Thị chọc đến người mơ ước, liền suy nghĩ cái biện pháp, đối ngoại tuyên bố chính mình hai chân tê liệt, kể từ đó, đã có thể đem Lâm Thị giao ra đi. Chính mình thanh danh cũng ở, có thể trấn trụ một phương bọn đạo trích. Một năm lại một năm nữa, mắt thấy Lâm Thị ở Lâm Thỉnh Hạm dẫn dắt hạ càng ngày càng tốt, Lâm Chính Nam cũng trong lòng vui mừng, đồng thời, tâm mạch thương cũng tại đây mấy năm bắt đầu tăng lên, Lâm Chính Nam rõ ràng cảm giác được, chính mình thời gian vô nhiều, liền tuyên bố di sản phân phối. Ở Lâm Chính Nam trong mắt, không có gì nam nữ chi phân, không có cháu ngoại cùng gia tôn chi phân, hắn đem sở hữu tài sản đều điểm trung bình đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, chính mình này đó hậu bối, vì một cái Lâm Thị, thế nhưng tìm mọi cách, nếu hôm nay, Lâm gia con rể không phải Trương Huyền, mà là thay đổi một người, Lâm Chính Nam đều có thể nghĩ đến chính mình sẽ làm ra chuyện gì, bãi miễn Thanh Hạm tổng tài vị trí, giao cho hội đồng quản trị đi một lần nữa đầu phiếu tuyển cử, kết quả là, Lâm Thị đều sẽ hủy ở chính mình trong tay. Nghĩ vậy chút, Lâm Chính Nam lại không khỏi nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, Diêm Vương sống theo như lời duyên, thật sự tồn tại. Hắn không chỉ có thể cứu chính mình, càng là cứu toàn bộ Lâm Thị tập đoàn. Một chiếc lửa đỏ chạy băng băng xử nhập Lâm ra đại viện, Lâm Thanh Hạm bước dồn dập nện bước từ bãi đỗ xe hướng nhà chính đi đến. Đứng ở nhà chính trước, chính đầy mặt vui vẻ Vương Vĩ nhìn thấy Lâm Thanh Hạm sau, kia trên mặt cười đến càng hoan, u, này không phải chúng ta Lâm Thị tập đoàn Lâm Tổng sao? Lâm Thanh Hạm nhìn lướt qua Vương Vĩ cùng bên cạnh hắn những người đó, đương nhìn đến kia vài tên hội đồng quản trị thành viên sau. Lâm Thanh Hạm một câu cũng chưa nói. Những cái đó hội đồng quản trị thành viên hơi hơi có chút trốn tránh Lâm Thanh Hạm ánh mắt. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt cổ tay trắng nõn thượng đồng hồ, Vương Vĩ, liền công ty công tác an bài tới nói, người cái này điểm, không nên ở chỗ này đi. Thiết, Vương Vĩ khinh thường bĩu môi, ta nói, Lâm Tổng Tài, người có thời gian tại đây để ra nghi vấn ta, chỉ bằng chạy nhanh đi vào, nhìn xem người cái kia hảo lão công, đều làm chuyện gì đi. Trương Huyền đều làm cái gì? Lâm Thanh Hạm trong lòng căng thẳng, không nhàn tâm tư lại Lý Vương Vĩ, bước nhanh chiều nhà chính đại môn đi đến. Nga, đúng rồi Lâm Tổng. Vương Vĩ ở Lâm Thỉnh Hạm phía sau hô một tiếng, người kia tổng tài vị trí, nếu ngồi không được nói, liền chạy nhanh thoái vị đi, ha 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 ha. Lâm Thanh Hạm đi đến nhà chính trước cửa, gõ vang cửa phòng. Lão gia, Thanh Hạm tiểu thư tới. Quản gia đứng ở trước cửa, đối bên trong thông báo. Lâm Thanh Hạm đầy mặt khẩn trương đứng ở cửa,
nàng hiện tại thật sự thực lo lắng, Trương Huyền làm ra cái gì chuyện khác người tới. Nhà chính nội, thật lâu không ai trả lời. Lâm Thanh Hạ một lòng đều nhắc tới cổ họng đi. Lão gia, quản gia lại gõ gõ cửa phòng. Làm Thanh Hạm vào đi, trong phòng truyền ra Lâm Chính Nam hữu khí vô lực thanh âm. Lâm Thanh Hạm ám đạo một tiếng không xong, đẩy cửa đi vào. Ngoài phòng, Vương Vĩ cười phá lệ vui vẻ. Vương Thiếu, lần này sự tình, xem ra đã có kết quả. Một người hội đồng quản trị thành viên vẻ mặt âm hiểm cười nói. Không tồi, Triệu Thúc, người yên tâm, chờ ta ngồi trên tổng tài vị trí, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, này to như vậy Lâm Thị. Khiến cho chúng ta tới chia cắt đi. Vương Vĩ cười to nói. Toàn nghe Vương Thiếu an bài. Triệu Thúc mắt lộ vui mừng. Vương Vĩ cười lạnh hai tiếng. Lẩm bẩm, Lâm Thanh Hạm, cùng ta đấu, chỉ bằng ngươi cùng ngươi kia lão công. Còn kém xa lắm. Vương Thiếu, kia cổ đông đại hội, an bài tới khi nào? Kia luật sư bộ dáng trung niên hỏi hướng Vương Vĩ. Vương Vĩ tự hỏi một phen, trả lời nói, liền hôm nay đi, hôm nay, buộc tội Lâm Thanh Hạm chủ tịch chức. Đồng thời bán tháo các ngươi trong tay sở hữu cổ phiếu, chúng ta lại dùng này Lâm Thị, kiếm cuối cùng một bút, này một bút, cũng đủ chúng ta mọi người nửa đời sau không lo ăn uống. Vương Vĩ trong mắt hiện lên tàn nhẫn thần sắc, đối với Lâm Thị tương lai, hắn không để bụng, đối với Lâm Thị tồn tại, hắn cũng không để bụng, đối với Lâm Thị công nhân chết sống, hắn càng không để bụng, hắn từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ lưu lại Lâm Thị, hắn phải làm, chính là kiếm thượng chính mình kia một bút. Vương Vĩ kế hoạch rất đơn giản, ở thành công buộc tội Lâm Thanh Hạm sau, hắn đem ở một chúng hội đồng quản trị thành viên đầu phiếu tuyển cử chung, thành công ngồi trên Lâm Thị tổng tài vị trí, lúc này, hắn sẽ làm ra mấy cái quyết sách, cũng là hắn có thể mượn sức nhiều như vậy hội đồng quản trị thành viên cùng mặt khác xí nghiệp lão bản cùng hắn hợp tác lợi thế, cùng bọn họ ký kết, hiệp ước không bình đẳng. Như Lâm Thị khai phá lâu bàn, sở hữu tiền lời đều đem cho đối phương loại này, dùng loại này phương pháp, đào giống Lâm Thị sở hữu cơ bản. Chính mình lại cùng đối phương chia đều này đó ích lợi, mà ở ký kết này đó hợp đồng lúc sau, Vương Vĩ cùng hội đồng quản trị thành viên, sẽ đem chính mình trong tay cổ phiếu toàn bộ vứt không, đến lúc đó Lâm Thị sở gặp phải phá sản, cùng với ngân hàng cho vay, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Lâm Thị đương kim thị giá trị ở 2 tỷ tả hữu, Vương Vĩ có thể lợi dụng Lâm Thị này ngẩng cao thị giá trị, vì chính mình giành đại lượng tư lợi, chờ hắn làm xong này đó sau, vỗ vỗ mông chạy lấy người, cầm bó lớn tiền. Hưởng thụ nửa đời sau. Kia luật sư bộ dáng trung niên nam nhân gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại, từng cái thông chi hội đồng quản trị thành viên, chuẩn bị hôm nay cổ đông đại hội. Chương 72 ít nhiều tiểu chương. Lâm Thanh Hạm đẩy ra cửa phòng, đi vào nhà chính giữa, nhà chính đại sảnh cũng không có người, duy thừa một chương xe lăn, lẻ loi đặt ở đại sảnh giữa. Ra ra, Lâm Thanh Hạm thử tính hô một tiếng. Vào đi. Lâm Chính Nam hữu khí vô lực thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Lâm Thanh Hạm trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nhanh hơn nện bước chiều nội phòng đi đến. Đương Lâm Thanh Hạm đi đến nội cửa phòng khẩu thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến, Lâm Chính Nam đang ở trên giường nằm, không nhúc nhích, nói chuyện ngữ khí thực suy yếu. Mà Trương Huyền, cũng ở mép giường ngồi. Thanh Hạm a, người đã đến rồi, mau tới đây. Lâm Chính Nam thanh âm rất nhỏ. Lâm Thanh Hạm căn bản vô tâm tình quát lớn Trương Huyền làm bậy, vẻ mặt quan tâm chiều mép giường đi đến. Ra ra, ta đều nói, làm ngươi đừng nói chuyện. Trương Huyền ở mép giường nói. Ta này không phải nhịn không được sao? Lâm Chính Nam khẽ cười một chút. Cũng đừng cười, Trương Huyền lại nhắc nhở một tiếng. Trương Huyền, ngươi giống cái gì giống, ngươi đối ra ra hắn sao? Lâm Thanh Hạm nhịn không được mở miệng, nhưng nói một nửa, liền ngưng, nàng nhìn đến. Lâm Chính Nam đang nằm ở trên giường, đắp một chương mặt nạ. Ta đều nói, đắp mặt nạ thời điểm, ngươi cười quá lợi hại, trên mặt động tác quá lớn, này mặt nạ liền vô dụng, ngươi như thế nào không nghe đâu. Trương Huyền vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Trước mắt một màn, làm Lâm Thỉnh Hạm có điểm phản ứng không kịp. Ra ra, ngươi đây là ở. Lâm Chính Nam duỗi tay chỉ chính mình mặt, a, à, cái này a, à, tiểu Trương nói ta làn da không tốt. Làm ta mỗi ngày đều đắp mặt nạ. Trương Huyền nhìn mắt di động, hảo, 15 phút qua, có thể hái xuống. Ác, đừng nói, cái này dán trên mặt, băng băng lương lương, thật đúng là thực thoải mái. Lâm Chính Nam tháo xuống mặt nạ, thân mình uốn éo, từ trên giường xuống dưới, chạy bên cạnh phòng vệ sinh rửa mặt đi. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Huyền, người tới này, dạy ta ra ra đắp mặt nạ.
Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu, người sao, ra rồi phải hưởng thụ, ai nói mặt nạ chỉ có nữ nhân có thể dán. Ta nói ngươi cũng quá nhàm chán. Không đúng, Lâm Thanh Hạm đột nhiên mở to hai mắt, chiều phòng vệ sinh nhìn lại, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, cùng lúc đó, nàng thân thể cũng ở rất nhỏ phát run, ông nội của ta hắn. Có thể đi rồi. Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu, ra ra hắn chính là hai chân kinh lạc tắc nghẽn, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng tê liệt, hai chân vẫn luôn đều có chi giác, chỉ là đứng dậy không nổi mà thôi, hơi chút khơi thông hạ kinh lạc, là có thể đứng lên. Trương Huyền lời này, có thật có giả, Lâm Chính Nam lớn nhất bệnh trạng, vẫn là tâm mạch bị hao tổn, chẳng qua Lâm Chính Nam làm ơn Trương Huyền, không cần đem việc này nói ra. Ngươi thật sự đem ra ra trị hết. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng chấn động. Vì chính mình ra ra bệnh, nàng đi tìm nhiều ít bác sĩ, nhưng ai đều không có năng lực này, lại chưa từng tưởng, chính mình cái này ở nhà làm một tháng việc nhà lão công, cấp trị hết. Phi phi, cái gì lão công? Lâm Thanh Hạm mặt đẹp có chút ửng đỏ. Kỳ thật cũng không khó, ra ra thân mình bản còn tính ngạnh lãng, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Ta này không phải, Lâm Thanh Hạm nói một nửa cấp ngừng. Nàng nguyên bản là lo lắng Trương Huyền làm ra cái gì nhiễu loạn, hiện tại vừa thấy, này nơi nào là nhiễu loạn, quả thực chính là đại ân a. Lâm Chính Nam thực mau rửa mặt xong, trở lại nội phòng, hắn nhìn nội phòng này một nam một nữ, trong ánh mắt nơi trốn để lộ vừa lòng, này thật sự là trai tài gái sắc, chính mình cháu gái, thế nhưng đem Diêm Vương sống tìm trở về cho chính mình đương tôn nữ tế, lợi hại, thật là lợi hại a. Ra ra, người thật không có việc gì lạp. Lâm Thanh Hạm vừa thấy Lâm Chính Nam ra tới, liền gấp không chờ nổi chạy đến Lâm Chính Nam trước người, trên dưới xem cái không ngừng. Không có việc gì, này ít nhiều tiểu Trương A, ngươi nhìn xem ta, hiện tại có thể nhảy, sống thêm cái 10 năm không là vấn đề, ha ha. Lâm Chính Nam vỗ bộ ngực cười to. Nhìn ra ra này tinh thần sóc lãng bộ dáng, Lâm Thanh Hạm trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, ra tôn hai vui vui vẻ vẻ trò chuyện thiên. Hàn huyên trong chốc lát. Lâm Chính Nam bày ra vẻ mặt chính xác, Thanh Hạm, ta có một số việc, hiện tại yêu cầu cho ngươi nói một chút, ngươi cẩn thận nghe xong. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, Trương Huyền mở miệng, không chờ Lâm Chính Nam nói chuyện, lo chính mình đi ra nhà chính. Vương Vĩ đám người vẫn luôn đều ở nhà chính cửa, chờ mong. Đương nhìn đến Trương Huyền sắc mặt không tốt từ nhà chính ra tới khi, những người này đều lộ ra vừa lòng thần sắc, nhìn dáng vẻ, Lâm lão gia tử đã làm ra trừng phạt. U, này không phải chúng ta Lâm gia cô ra sao, như thế nào, sắc mặt như vậy khó coi a. Vương Vĩ khóe miệng một liệt, đi lên châm chọc nói. Trương Huyền không có hé răng, cúi đầu từ Vương Vĩ trước mặt đi qua. Vương Vĩ vừa thấy Trương Huyền bộ dáng này, trong lòng càng đắc ý. Milan vẫn luôn ở bãi đỗ xe bên này chờ, đương thấy Trương Huyền sau, nàng trước tiên liền xông lên, hỏi Trương Huyền trị liệu thế nào. Chị hết, ta còn có chút việc đi trước. Trương Huyền cùng Milan chào hỏi sau, đi bộ đi ra Lâm gia đại viện. Milan dẫn theo một hơi tùng hạ, đồng thời, trong lòng cũng ở vì chính mình bạn tốt cao hứng. Ở Trương Huyền rời đi ước nửa giờ sau, nhà chính đại môn lại một lần mở ra, Lâm Thanh Hạm sắc mặt lạnh băng từ phòng trong đi ra, nàng sắc mặt khó coi như vậy, nghĩ đến là Lâm Chính Nam đem phía trước phát sinh sự đều nói cho nàng. Lâm Thanh Hạm tuy rằng biết Vương Vĩ mơ ước Lâm Thị, nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng ra như vậy ti tiện thủ pháp, cố ý vu oan hãm hại Trương Huyền, làm Lâm Thị sinh ra mặt trái tin tức, chèn ép cổ phiếu giá cả, lợi dụng lúc trước ước định đem chính mình tổng tài chi vị buộc tội. Lâm Thanh Hạm vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Vương Vĩ đám người trên mặt ý cười, những người này gương mặt, làm nàng cảm thấy ghê tởm, chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Thanh Hạm liền đem đầu xoay qua đi, tiếp đón cũng không đánh hướng bãi đỗ xe đi đến. Vương Vĩ thấy Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đều đi rồi, vội vàng chạy đến nhà chính trước, ông ngoại, hội đồng quản trị các thành viên đề nghị hôm nay khai cổ đông đại hội, ngài nơi này có hay không ý kiến gì? Tránh ra đi, chúng ta Lâm Thị không thể có nhiều như vậy bại hoại, cũng nên quét sạch. Lâm Chính Nam ngồi ở trên xe lăn, chậm rãi xuất hiện ở nhà chính ngoại. Lâm Chính Nam nói, làm Vương Vĩ trong lòng càng thêm vui vẻ, hắn không biết chính là, Lâm Chính Nam trong miệng bại hoại. Rốt cuộc chỉ chính là ai? Lâm Thanh Hạm đi vào bãi đỗ xe thượng, lái xe mang theo Milan rời đi Lâm gia đại viện. Dọc theo đường đi, Lâm Thanh Hạm một câu cũng chưa nói. Nghẹn, dùng sức nghẹn, vui vẻ liền cười ra tới. Milan ngồi ở trên ghế phụ bĩu môi.
Lâm Thanh Hạm không có nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Milan, ngươi như thế nào biết Trương Huyền có thể cứu hảo ông nội của ta? Lâm Thanh Hạm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không phải biết ngươi lão công sẽ mát xa đâu sao? Làm gì không cho ngươi lão công lại đây trị liệu ngươi ra ra? Milan hỏi lại một tiếng. Lâm Thanh Hạm có chút ngượng ngùng trả lời nói, ta nào biết hắn có này bản lĩnh a, ta còn đương hắn chỉ biết bình thường mát xa đâu. Thiên A, Milan che cái chán, ngươi thật là mãn đầu óc chỉ có sinh ý. Chương 73 bãi miễn. Xe hành tại trên đường. Milan bày ra một cái lười biếng tư thế, thoải mái dựa vào ghế điều khiển phụ ghế. Thanh Hạm, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi, ngươi lão công có như vậy cường y học bản lĩnh, ngươi liền vẫn luôn làm trò bình thường mát xa tới dùng a. Lâm Thanh Hạm mắt đẹp trung mang theo chút ủy khuất thần sắc, ta đây lại không biết a, cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Trung y vật lý trị liệu, ở trung y lĩnh vực, xem như đứng đầu trị liệu thủ pháp, đặc biệt là Trương Huyền chỉ dùng mát xa là có thể đạt tới đại biên độ kích thích huyệt vị công hiệu, là người bình thường làm không tới, người khen ngược, mỗi ngày làm trò bình thường mát xa, làm hắn cho ngươi nhiết chân, bị những cái đó lão trung y biết nhưng đến tức chết rồi. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp đỏ lên, trong lòng mặc niệm một tiếng, chết Trương Huyền, đều tại ngươi. Làm ta tại đây ra khứu. Ở trung tâm trách cứ Trương Huyền đồng thời. Lâm Thanh Hạm còn ở kỳ quái, hắn rốt cuộc là như thế nào sẽ này đó, không được, nhất định phải hỏi một chút hắn, thật muốn có Milan nói lợi hại như vậy, tùy tiện đi đâu ra bệnh viện đều có thể đương bác sĩ a. Lâm Thanh Hạm chính lái xe đâu, liền nhận được bí thư Lý Na điện thoại, Lý Na nói cho Lâm Thanh Hạm, công ty đồng sự nhóm tập thể đề nghị, triệu khai hội đồng quản trị. Đương Lâm Thanh Hạm đi vào Lâm Thị phòng hội nghị thời điểm, phòng hội nghị nội đã ngồi đầy người. Lâm Thanh Hạm hai cái đường ca, Vương Vĩ cùng Lâm Xuyên đều ngồi ở thượng đầu vị trí, Lâm Thị các đại cổ đông cũng đều đã trình diện, Lâm Thị luật sư đoàn thủ tịch luật sư tay cầm một giấy văn kiện, đứng ở phòng hội nghị chung. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt này trận trưởng, khẽ cười một tiếng, đều tới. Vậy bắt đầu đi. Nàng đi đến thuộc về tổng tài vị trí thượng, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Một chúng đồng sự nhóm qua lại liếc nhau, trong đó một người, dẫn đầu mở miệng. Theo thống kê, Lâm Thị ở Bổn Nguyệt, lợi nhuận ngạch vì. Ở khoảng cách Ngân Châu Thị vòng thành cao tốc không xa địa phương, có một tảng lớn công nghiệp viên khu, gần 2 năm kiếp sau ý kinh tế đình trệ, rất nhiều nhà máy đều đã đóng cửa, chỉ còn một ít vứt bỏ máy móc bị người vứt bỏ ở nhà xưởng chung, thỉnh thoảng nghênh đón một ít nhặt mót giả, có thể hủy đi cơ hồ đều hủy đi đi rồi. Ở một cái cũ nát nhà xưởng chung, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Tống Đào Trần trụi thượng thân. Bị một cây xiềng xích cột lấy hai chân, treo ở giữa không trung. Một người mang theo kính râm soái khí thanh niên nhàn nhã nằm ở một chương mộc chế ghế bập bênh thượng, nhìn đầy mặt xanh tím, tóc tán loạn Tống Đào, gọi điện thoại đi ra ngoài, lão đại, thứ này là phạm vào cái gì sai, muốn ngươi sống sờ sờ treo cổ hắn. Trương Huyền ở thương trường, một bên thử âu phục, một bên tiếp khởi điện thoại, châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ, đúng rồi, chụp ảnh người bắt được sao? Đã an bài người đi bắt. Lập tức là có thể mang đến. Hành, cùng nhau treo cổ đi. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, kia ngữ khí giống như đang nói, đêm nay đi đâu uống rượu giống nhau. Đối với Trương Huyền tới nói, hắn không sợ gây chuyện, cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng ai dám làm ra một chút nguy hại Lâm Thanh Hạm sự, đều phải gặp phải hắn lôi đình thủ đoạn. Trương Huyền ở thương trường quầy chuyên doanh trước mặt không ngừng thử âu phục, hắn cường tráng dáng người xứng với tuấn lãng bề ngoài. Xem tiêu thụ tiểu thư đều là sắc mặt đỏ bừng. Hành, liền cái này đi. Trương Huyền nhìn chính mình trên người cái này quần áo, vừa lòng cười cười, tuy rằng ở lớn nhỏ trình độ thượng không bằng hắn phía trước đi trình ra khi xuyên kia kiện hợp thể, ở chi tiết phương diện cũng không bằng kia kiện tinh xảo, nhưng Trương Huyền tưởng, đi Lâm Thị trước ban, tổng không có khả năng xuyên một thân thế giới đỉnh cấp thiết kế sư lượng thân đặt làm quần áo đi. Đúng vậy, Trương Huyền muốn đi Lâm Thị đi làm, điểm này. Là Trương Huyền cùng Lâm Chính Nam thương nghị sau kết quả. Trương Huyền chỉ cần nghĩ đến, về sau mỗi ngày không riêng gì ở nhà có thể nhìn thấy Lâm Thanh Hạm, ngay cả đi làm thời điểm cũng có thể nhìn thấy Lâm Thanh Hạm, hắn liền có điểm tiểu mừng thầm. Lâm Thị tập đoàn, phòng họp. Căn cứ hiệp ước, nếu Lâm Thanh Hạm nữ sĩ, nhậm chức tổng tài trong lúc, sự công ty hao tổn đạt tới 10% trở lên, hội đồng quản trị liền có quyền buộc tội Lâm Thanh Hạm nữ sĩ tổng tài chức, theo thống kê. Hiện Lâm Thị hao tổn đã đạt tới 5 cái phần trăm, hơn nữa bởi vì Lâm Thanh Hạm nữ sĩ cá nhân nguyên nhân,
tập đoàn hao tổn kim ngạch sẽ liên tục phóng đại, hội đồng quản trị quyết định, đến nay ngày triệu khai hội nghị, cộng đồng thương nghị Lâm Thị tổng tài chức. Căn cứ hiệp ước, nếu hơn phân nửa cổ đông đồng ý nhận đuổi Lâm Thanh Hạm nữ sĩ, Lâm Thanh Hạm nữ sĩ đem tự động từ đi tổng tài chức, hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Lâm Thị luật sư đoàn thủ tịch Hồ luật sư niệm trong tay hiệp ước văn kiện. Vương Vĩ ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng không có che giấu trên mặt tươi cười. Ta đồng ý bãi miễn Lâm Thanh Hạm tổng tài chức. Một người ngồi ở Vương Vĩ bên người hội đồng quản trị thành viên trước hết tỏ thái độ, Lâm Thanh Hạm nữ sĩ ở nhậm chức tổng tài trong lúc, khiến cho công ty đại biên độ hao tổn, công ty hao tổn, đem trực tiếp liên quan đến công nhân ích lợi, không thể kéo dài. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Đồng ý. Lâm Thị hội đồng quản trị, cùng sở hữu 13 danh thành viên, trong nháy mắt, liền có 4 người đồng ý bãi miễn Lâm Thanh Hạm tổng tài chức, nếu ở hơn nữa Vương Vĩ, liền đạt tới 5 người. Lâm Thanh Hạm trên mặt bảo trì mỉm cười, cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ biểu tình, nàng đem ánh mắt đầu hướng dư lại vài tên hiểu chuyện. Dư lại vài tên hiểu chuyện qua lại liếc nhau, hướng Lâm Thanh Hạm lộ ra một mặt có chứa xin lỗi tươi cười. Đồng ý. Đồng ý. Trong nháy mắt, hơn nữa Vương Vĩ, liền có 7 tên hội đồng quản trị thành viên, đồng ý bãi miễn Lâm Thanh Hạm tổng tài chức. Dư lại mấy người, tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng đã không quan trọng. Vô luận bọn họ làm ra cái gì quyết định, Lâm Thanh Hạm tổng tài chức đều đem khó giữ được. Hồ luật sư gật gật đầu, mở miệng nói, căn cứ hiệp ước, vượt qua một nửa hội đồng quản trị thành viên đồng ý bãi miễn Lâm Thanh Hạm nữ sĩ tổng tài chức, hiệp ước tức khắc có hiệu lực, phía dưới, đem từ hội đồng quản trị thành viên, đầu phiếu tuyển cử tân nhiệm tổng tài, số phiếu quá nửa, tức khắc nhậm tuyển. Vương Vĩ sửa sang lại một chút áo sơ mi cổ áo, thanh thanh giọng nói, đứng dậy, họ Lâm, hiện tại ngươi có thể từ cái kia vị trí trên dưới đi. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, đem phóng có tổng tài nhãn hai chữ chỗ ngồi nhường cho Vương Vĩ, thỉnh. Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi đến thuộc về tổng tài vị trí thượng, ngồi xuống. Ở Vương Vĩ ngồi xuống nháy mắt, vừa mới mở miệng đồng ý bãi miễn Lâm Thanh Hạm tổng tài chức hiểu chuyện nhóm, toàn bộ mở miệng biểu quyết, tuyển cử Vương Vĩ ngồi trên Lâm Thị tổng tài chức. Đồng thời, công ty Hồ luật sư cũng tuyên bố đem từ Vương Vĩ, nhậm chức Lâm Thị tổng tài. Lâm Thanh Hạm không có lưu lại, bước đi nhanh, đi ra phòng họp, chỉ chừa cấp mọi người một cái bóng dáng. Ngày đó buổi chiều 4 điểm, Vương Vĩ ngồi ở to như vậy tổng tài văn phòng chung, thông qua thật lớn cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới đám người. Tự hắn đảm nhiệm tổng tài đến bây giờ, đã qua 2 cái giờ. 2 cái giờ chung, Vương Vĩ cơ hồ hoàn thành hắn kế hoạch hơn phân nửa, cùng mấy nhà công ty ký kết bất bình đẳng hợp đồng. Như cùng Đình Trúc công trình công ty hữu hạn ký kết hợp đồng, ở một miếng đất sản khai phá thượng, Lâm Thị đem gánh vác sở hữu đất mua sắm cùng với kiến trúc phí dụng, mà bán quyền đem toàn bộ giao cho Đình Trúc công trình công ty hữu hạn, loại này hợp đồng, liền như vậy trắng trợn táo bạo ký xuống, thông qua loại này phương pháp, đào rỗng Lâm Thị. Mà hắn Vương Vĩ, tắc có thể bắt được Đình Trúc lần này công trình thuần lợi nhuận 30%. Chương 74 Dục Hỏa Trùng Sinh. Vương Vĩ đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, đầy mặt toàn là hưởng thụ. Lâm Thanh Hạm, người có biết hay không, ta tưởng ngồi ở vị trí này, đã bao lâu? Từ hôm nay trở đi, người sở hữu hết thảy đều sẽ mất đi, này Lâm Thị, sẽ chậm rãi biến thành tiền mặt, rơi xuống ta Vương Vĩ trong túi, ha 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 ha. Vương Vĩ xoay người, nhìn lướt qua bàn làm việc thượng hợp đồng, mấy thứ này một khi vận hành lên, toàn bộ Lâm Thị đều đem sẽ hoàn toàn sụp xuống. Vương Vĩ hưởng thụ hiện tại hết thảy, trong đầu mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt. Ước vào buổi chiều 5 giờ rưỡi thời điểm, bí thư Lý Tĩnh gõ khai tổng tài văn phòng đại môn, đi đến. Sao lại thế này? Vương Vĩ cau mày, nhìn xuất hiện ở trước cửa Lý Tĩnh, một chút quy củ đều không có, ai cho ngươi quán đến tật xấu. Vương Tổng, này đó hợp đồng, là tài vụ phát tới, mặt trên có rất nhiều không thích hợp địa phương. Lý Tĩnh cầm một sấp hợp đồng phó bản, mặt trên nội dung, cùng Vương Vĩ trên bàn bãi những cái đó giống nhau như đúc, này đó hợp đồng, hoàn toàn thuộc về đưa tiền hành vi, như vậy đi xuống, công ty sẽ hao tổn 1 tỷ hướng lên trên, một khi thực hiện, đem gặp phải phá sản nguy cơ. Việc này là ngươi nên quan tâm sao? Vương Vĩ kiều chân bắt chéo, nửa năm ở lão bản ghế, ngươi chỉ là một cái bí thư, công ty hao tổn không lỗ tổn hại, ta cái này đương tổng tài không biết. Dùng đến ngươi quản. Người bị khai, cút đi. Vương Vĩ hướng Lý Tĩnh không kiên nhẫn phất phất tay. Lý Tĩnh hít sâu một hơi,
không nói gì, rời khỏi tổng tài văn phòng. Vương Vĩ cười lạnh nhìn văn phòng cửa, cho chính mình điểm thượng một cây thuốc lá, mỹ mỹ hút một ngụm. Hắn yên còn không có hút hai khẩu, văn phòng môn lại một lần bị đẩy ra. Vương Vĩ cau mày, nhìn đứng ở văn phòng trước cửa Lý Tĩnh, như thế nào, nghe không hiểu ta nói. Làm ngươi lăn không nghe được sao? Lý Tĩnh mặt mang hàn ý, Vương Tổng, ta còn không có chính thức bị sa thải, cho nên ở thực hiện bản chức công tác, tới thông chi ngươi, chủ tịch muốn triệu khai khẩn cấp đồng sự đại hội, yêu cầu ngươi tham gia. Lý Tĩnh nói xong, không chờ Vương Vĩ làm ra trả lời, quay người liền đi. Vương Vĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, khẩn cấp đồng sự đại hội. Chủ tịch, hắn sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, chiều hội nghị thính đi đến. Chờ Vương Vĩ đến này thời điểm, hội đồng quản trị các thành viên cũng đều đến đông đủ. Vừa mới, ở phòng hội nghị chủ tọa thượng, bày biện chính là tổng tài hàng hiệu, mà hiện tại, tổng tài hàng hiệu chỉ bị bày biện ở bên tòa, chủ tọa trước, bày chủ tịch ba chữ. Vương Thiếu, sao lại thế này, chủ tịch như thế nào tới? Vương Vĩ mới vừa gần nhất, liền có người nhỏ giọng hỏi. Không biết, Vương Vĩ lắc lắc đầu, ngồi vào tổng tài vị trí thượng. Phòng hội nghị nội, nhất bang đồng sự nhóm đang ở nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Chủ tịch đều nhiều ít năm không có tới quá công ty, như thế nào hôm nay đột nhiên tới? Là bởi vì tổng tài thay đổi người sự đi. Gì, người này đều tới rồi, như thế nào không gặp Lâm? Lâm Thanh Hạm bóng dáng, một người đồng sự dùng ánh mắt mọi nơi tìm tòi một vòng. Nếu là ngươi, mới vừa bị từ tổng tài vị trí thượng loát xuống dưới, còn sẽ tham gia đồng sự đại hội sao? Một người đồng sự trợn trắng mắt, ta xem a, nàng là không mặt mũi tới. Đoàn người rộn ràng nhốn nháo, nói cái không ngừng. Phanh một tiếng, phòng họp môn bị người từ bên ngoài mở ra. Này một thanh âm vang lên, hấp dẫn phòng họp nội cơ hồ ánh mắt mọi người. Lâm Thanh Hạm ăn mặc khéo léo màu đen chế phục, từ phòng họp ngoài cửa đi đến. Nàng thật đúng là tới. Thật tốt ý tứ, nếu là ta, đã sớm về nhà khóc đi. Vài tên cùng Vương Vĩ đứng ở mặt trận thống nhất hội đồng quản trị thành viên mở miệng nói, thanh âm không chút nào che giấu, trong đó một người, càng là đem bên cạnh không hạ lưu ra ghế dựa kéo đến một bên đi. Kể từ đó, Lâm Thanh Hạm liền không có địa phương ngồi xuống, tên này hội đồng quản trị thành viên tưởng cấp Lâm Thanh Hạm nan kham. Vương Vĩ dựa vào ghế dựa thượng, xem diễn nhìn Lâm Thanh Hạm, chuẩn bị chờ nàng xấu mặt. Hiện thực, làm cho bọn họ thất vọng rồi. Lâm Thanh Hạm xem cũng chưa xem kia trương bị kéo ra ghế dựa liếc mắt một cái, chiều tổng tài vị trí đi qua đi. Vương Vĩ thấy Lâm Thỉnh Hạm chiều chính mình này đi tới, phát ra một tiếng cười nhạo, họ Lâm, ngươi có phải hay không đã quên, hiện tại vị trí này, cũng không phải là của ngươi. Lâm Thanh Hạm ở Vương Vĩ trước người dừng chân, ai nói cho ngươi? Ta muốn ngồi tổng tài vị trí. Lâm Thanh Hạm giọng nói rơi xuống nháy mắt, nàng liền ở phòng họp nội mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, kéo ra chủ tịch trên chỗ ngồi kia trương ghế dựa, ngồi xuống. Vương Vĩ giờ khắc này, thật giống như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên, hét lớn, Lâm Thanh Hạm, ngươi làm gì? Đây là ngươi ngồi vị trí sao? Ha ha, Lâm Thanh Hạm khẽ cười một tiếng, duỗi tay lấy ra một trương văn kiện, ném tới rồi trên mặt bàn, Vương Vĩ. Thực không vừa khéo, vị trí này, chính là của ta. Phòng họp chung, cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy rõ Lâm Thanh Hạm lấy ra kia trương văn kiện thượng mấy cái chữ to. Cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Này màu đỏ tươi sáu tự, thật sâu ấn nhập bọn họ mi mắt. Tại đây đồng thời, phòng họp đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra, liền thấy một thân chính trang Lâm Chính Nam, đạp văn kiện nện bước, từ phòng họp ngoại đi đến. Chủ tịch, một người hội đồng quản trị nhìn thấy Lâm Chính Nam nháy mắt, chạm thẳng tắp, mở miệng vấn an. Chủ tịch, ngài, đứng lên, có người run rẩy xuống tay, trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng. Ông ngoại, ngươi, Vương Vĩ trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Chính Nam, giờ khắc này hắn, không ngọn nguồn có chút hoảng hốt. Lâm Chính Nam đứng ở phòng họp cửa, ánh mắt nhìn quét phòng họp một vòng, phát ra sang sảng tiếng cười, chư vị, hiện tại ta đã không phải chủ tịch. Ta danh nghĩa sở hữu cổ phần, đều chuyển nhượng cho ta cháu gái Lâm Thanh Hạm, từ hôm nay trở đi, nàng đem đảm nhiệm Lâm thị chủ tịch chức. Mọi người đem ánh mắt, từ Lâm Chính Nam trên người, chuyển rời đến Lâm Thanh Hạm trên người, nữ nhân này, vừa mới dỡ xuống tổng tài chức, mọi người đều cho rằng, nàng muốn từ một con ngạo nhân Phượng Hoàng, biến thành một con nghèo túng quả đen, lại không nghĩ rằng, này Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, càng cường đại hơn. Không, không có khả năng. Vương Vĩ trong miệng lẩm bẩm, ông ngoại,
ngươi không phải nói, ngươi di sản muốn bình quân. Câm miệng, Lâm Chính Nam một tiếng quát chói tai. Lâm Chính Nam quát chói tai thanh, làm phòng họp chung này đó hội đồng quản trị thành viên đều theo bản năng rụt rụt cổ, có thể thấy được Lâm Chính Nam uy tín chi cao. Các vị, Lâm Thanh Hạm thanh thúy thanh âm ở phòng họp chung vang lên, ta tưởng, chúng ta vẫn là trước tiến hành hội nghị đi, lần này thông chi đại gia triệu khai khẩn cấp đồng sự đại hội, tổng cộng có hai việc, chuyện thứ nhất, tuyên bố chủ tịch đổi mới, từ hôm nay trở đi, ta Lâm Thanh Hạm, đem nhậm Lâm Thị chủ tịch chức, thả không tiếp thu phản bác, chuyện thứ hai, đó là rút ra này công ty chung, một cái tai họa. Lâm Thanh Hạm phía trước một chỉnh câu nói đều ngữ khí bằng phẳng, đương nói xong lời cuối cùng tai họa hai chữ khi, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, thả ánh mắt cũng phóng tới Vương Vĩ trên người. Chương 75 thủ đoạn. Vương Vĩ ở bị Lâm Thanh Hạm theo dõi nháy mắt, có loại trong lòng hốt hoảng cảm giác. Lâm Thanh Hạm mở miệng, thanh thúy thanh âm vang lên, công ty viên chức Vương Vĩ, nguyên công ty hậu cần bộ phó bộ trưởng, giả mạo hội đồng quản trị thành viên, tham dự hội đồng quản trị trọng đại quyết sách, cũng sửa đổi hội đồng quản trị cuối cùng quyết sách ý đồ, này án đã báo nguy, thực mau đem có cảnh sát tới tiếp nhận điều tra việc này. Lâm Thanh Hạm, người đánh giám. Vương Vĩ ở Lâm Thỉnh Hạm lời nói còn chưa nói xong thời điểm liền giống to lên, ta bản thân chính là hội đồng quản trị thành viên, cái gì kêu giả mạo. Ngươi là hội đồng quản trị thành viên. Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng nhìn về phía Hồ luật sư, mở miệng hỏi, Hồ luật sư, phiền toái nói hạ trở thành hội đồng quản trị thành viên chuẩn bị điều kiện. Hồ luật sư cười gượng một tiếng, mở miệng nói, trở thành hội đồng quản trị thành viên chuẩn bị điều kiện, là có được Lâm Thị ít nhất 1% cổ phần. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nhìn về phía Vương Vĩ, nghe được sao? 1% cổ phần, xin hỏi Vương Vĩ tiên sinh, ở ngươi danh nghĩa, nhưng có Lâm Thị 1% cổ phần. Lại hoặc là nói, có nào danh đồng sự, trao quyền ngươi thay thế hắn tham gia hội đồng quản trị? Vương Vĩ cắn chặt răng, không nói gì, bởi vì hắn biết, Lâm Thanh Hạm nói không tồi, chính mình đích đích xác xác, không có Lâm Thị cổ phần. Lúc trước Lâm Chính Nam phân cho bọn họ 4 cái tiểu bối. Mỗi người 5% Lâm Thị cổ phần, nhưng lần trước, Vương Vĩ vì lấy lòng Trình Khung, đem trong tay cổ phần toàn bộ đưa tặng đi ra ngoài, hiện tại hắn, đích xác không tính là Lâm Thị cổ đông. Nhưng chuyện này, nàng Lâm Thanh Hạm như thế nào biết? Lâm Thanh Hạm thấy Vương Vĩ không có mở miệng, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, công ty viên chức Vương Vĩ, giả mạo hội đồng quản trị thành viên, thả ở buộc tội ta tổng tài trước khi, hội đồng quản trị đầu phiếu cũng không có vượt qua một nửa, cho nên... Ta Lâm Thanh Hạm, như cũ là Lâm Thị chủ tịch, công ty viên chức Vương Vĩ, giả mạo Lâm Thị chủ tịch, cùng mấy nhà công ty ký kết hiệp ước không bình đẳng, cố ý tạo thành công ty tài vụ tổn thất, đem có hình trinh kinh tế khoa tra rõ sau, đối này làm ra trừng phạt. Này, chính là lần này khẩn cấp hội đồng quản trị chuyện thứ hai. Lâm Thanh Hạm tiếng nói vừa dứt, mười mấy danh ăn mặc chế phục cảnh sát liền từ phòng họp ngoại chen chúc mà như, trực tiếp đem Vương Vĩ ấn ở trên chỗ ngồi, không thể động đậy. Buông ra ta, Vương Vĩ nổi điên dường như tránh thoát hai gã cảnh sát cánh tay, Lâm Thanh Hạm, ngươi thật đủ tàn nhẫn, nhưng ta, cũng không có giả mạo Lâm Thị Tổng Tài, hiệp nghị thượng có quy định, biên lai cầm đồ số đạt tới tề ngày thường, có thể từ hội đồng quản trị thành viên tuyển cử đại lý Tổng Tài. Vương Vĩ, ngươi không nghe lời nói của ta sao? Ta nói, ở buộc tội ta Lâm Thanh Hạm Tổng Tài chức thượng, đầu phiếu người, không có vượt qua một nửa, ta còn là Tổng Tài, nào có cái gì đại lý Tổng Tài? Lâm Thanh Hạm ngữ khí, đột nhiên trở nên băng hàn lên, nàng mắt đẹp nhìn quét bốn phía, mở miệng, vừa mới, trừ bỏ đã đầu quá phiếu người ngoại, duy trì ta Lâm Thanh Hạm tiếp tục nhậm Lâm Thị Tổng Tài chức, phiền toái cử xuống tay. Lâm Thanh Hạm dứt lời, vừa mới những cái đó không có tới cập tỏ thái độ hội đồng quản trị thành viên, đều là giơ lên tay phải, không có do dự, hiện tại tình thế, liền tính ngốc tử cũng có thể thấy rõ ràng. Lâm Chính Nam đem trong tay toàn bộ cổ phần chuyển nhượng cho Lâm Thanh Hạm. Hiện tại lại chuyên môn hiện thân, vì Lâm Thanh Hạm tạo thế, bọn họ sao có thể không biết nên như thế nào lựa chọn. Tổng cộng có 5 tên hội đồng quản trị thành viên, toàn bộ nhấc tay, hơn nữa Lâm Thanh Hạm, có 6 người. Vương Vĩ nhìn thấy trường hợp này, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, Lâm Thanh Hạm, đồng dạng là 6 phiếu. Đúng không, Lâm Thanh Hạm nhướng mày. Ta cũng đồng ý Lâm Thanh Hạm nữ sĩ, tiếp tục nhậm Lâm Thị Tổng Tài chức. Một đạo giọng nam. Từ phòng họp ngoại vang lên. Vương Vĩ nghe thế thanh âm nháy mắt, sắc mặt chính là biến đổi, hắn nhìn chằm chằm phòng họp đại môn chỗ, trơ mắt nhìn chính mình hợp tác đồng bọn, Trình Quảng, cầm một phần về cổ quyền văn kiện, đi đến.
Ta Trình Quảng, có được Lâm Thị 5% cổ phần, làm hội đồng quản trị một viên, ta đồng ý Lâm Thanh Hạm nữ sĩ, tiếp tục nhậm Lâm Thị chủ tịch chức. Lâm Thanh Hạm khóe miệng vẽ ra một cái gợi cảm độ cung, hiện tại, đủ 7 phiếu. Vương Vĩ ở nhìn đến Trình Quang xuất hiện thời điểm, liền nhận thấy được không thích hợp, hiện tại, đã mặt xám như cho tàn, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, họ Lâm, ngươi âm ta. Ngươi từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị tốt đúng hay không? Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm không có phủ nhận, từ ta biết ngươi đi ra ra kia hãm hại Trương Huyền kia một khắc khởi, này đó, liền đều là vì ngươi chuẩn bị, thích sao, ta Đường ca. Ngươi, Vương Vĩ giận chỉ Lâm Thanh Hạm, lớn tiếng rít gào, ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi không chết tử tế được. Lâm Thanh Hạm, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi chết. Mang đi, tiến đến cảnh sát mày nhăn lại, ra lệnh một tiếng, đem Vương Vĩ áp đi ra ngoài. Vương Vĩ ở bị áp giải trong quá trình, như cũ phát ra giống to, cùng với thê lương tiếng khóc. Giờ phút này, phòng họp nội người, xem Lâm Thanh Hạm ánh mắt, đều có chút khác thường, ở phía trước, bọn họ chỉ có thấy nữ nhân này ở thương nghiệp thượng năng lực, bọn họ vẫn luôn đều đem Lâm Thanh Hạm, coi như dễ khi dễ tiểu nữ hài. Mà hiện tại, không ai dám như vậy suy nghĩ, chính mình Đường ca, cũng nói đúng phó liền đối phó, người như vậy, nhưng không dễ chọc. Đứng ở phòng họp trước cửa Lâm Chính Nam, thở dài một hơi, cũng chưa nói cái gì, hắn không cảm thấy Lâm Thanh Hạm làm quá mức, bởi vì Vương Vĩ cách làm, đã chạm vào điểm mấu chốt, hắn muốn lật úp toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Vương Vĩ trước sau là Lâm Chính Nam cháu ngoại, nhìn chính mình cháu ngoại như vậy, nhìn vốn nên hòa hợp người một nhà nếu như thù địch, Lâm Chính Nam lại có thể nào vui vẻ lên, lòng bàn tay mu bàn tay, đều là thịt a. Lâm Thanh Hạm nhìn ra ra có chút cô đơn thân ảnh, lộ ra xin lỗi biểu tình. Lâm Chính Nam đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Đang ở Lâm Thị tập đoàn phát sinh sự tình, Trương Huyền đại khái cũng có thể đoán được một ít, bất qua thứ này cũng không có để ý. Hắn tin tưởng lấy Lâm Thanh Hạm bản lĩnh, kẻ hèn một cái Vương Vĩ, còn phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Hắn chính dẫn theo tân mua quần áo, vui vui vẻ vẻ hướng thương trường ngoại đi đến, trong đầu đã nghĩ đến mỗi ngày ở công ty đều có thể nhìn thấy Lâm Thanh Hạm trường hợp. Mỗi khi nghĩ đến Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền kia một lòng, thật giống như về tới 16-17 tuổi năm ấy, nghĩ đến ái mộ người, liền sẽ tim đập ra tốc, nghĩ đến sắp có thể cùng nàng chạm mặt, khóe miệng liền sẽ không tự giác lộ ra mỉm cười. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị ra thương trường thời điểm, đột nhiên nghe được thương trường quảng bá vang lên. Thông chi, vị nào khách hàng là bác sĩ, thỉnh tốc tốc chạy tới Tây Môn, nơi đó liền một vị thương bệnh hoạn giả yêu cầu trợ giúp. Thông chi, vị nào khách hàng là bác sĩ, thỉnh tốc tốc chạy tới Tây Môn, nơi đó liền một vị thương bệnh hoạn giả yêu cầu trợ giúp. Này quảng bá âm không gián đoạn vang lên, thả có thể nghe ra tới, bá báo quảng bá người ngữ khí nôn nóng. Trương Huyền vừa thấy, chính mình hiện tại chạm cái này địa phương còn không phải là ở Tây Khu sao. Về phía Tây Môn phương hướng nhìn lại, nơi đó chính vây quanh một tảng lớn người. Chương 76 thương trường cứu người. Ở đám người xúm lại chung. Một người đầu tóc hoa râm lão nhân đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ta là bác sĩ, phiền toái nhường một chút, nhường một chút. Một người đồng dạng tuổi già lão giả chen vào trong đám người. Vây xem đám người vừa nghe, vội vàng nhường ra một con đường. Tên này tự xưng bác sĩ lão giả, nhìn qua có hơn 70 tuổi, nhưng thân mình bản nhìn qua còn thực ngạnh lãng, đi đường long hành hổ bộ, nghĩ đến cũng là nhiều năm đều có rèn luyện. Lão giả ngồi xổm trên mặt đất. Bắt lấy cái kia lão nhân thủ đoạn, vươn hai ngón tay đặt ở đối phương mạch đập thượng, quan sát mấy giây sau, hắn lại giơ tay mở ra lão nhân mí mắt. Xem xong lão nhân đồng tử sau, lão giả sắc mặt có chút khó coi, hắn đối đám người phất phất tay. Chư vị, phiền toái đều đừng vây quanh ở nơi này, không khí không lưu thông nói đối người bệnh có ảnh hưởng, phiền toái đều nhường một chút. Vây xem đám người dần dần tản ra, làm thành một cái lớn hơn nửa vòng, ở bên cạnh xem cái không ngừng. Lão giả ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, liền thấy hắn đem bàn tay đến trong túi, móc ra một quyển vải bông, đem vải bông trên mặt đất phô khai, vải bông trung cắm, rõ ràng là từng cây lấp lánh tỏa sáng ngân châm. Lão giả thủ pháp thành thạo cầm lấy một cây ngân châm, cơ hồ không có gì do dự, liền cắm vào lão nhân huyệt thần đình trung. Này một động tác, làm vây xem người phát ra một trận kinh hô. Rất nhiều người đều biết châm cứu trị liệu, nhưng không có chính mắt gặp qua.
mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ đem một cây dài đến mười mấy cm ngân châm hoàn toàn cắm vào một người đầu trung khi, đều sẽ không tự giác nhíu mày. Lão giả cắm tiếp theo căn ngân châm, động tác cũng không có đình, tiếp tục lấy ra ngân châm, phân biệt cắm ở lão nhân đầu duy huyệt, chính doanh huyệt, huyệt bách hội ba cái địa phương. Liên tiếp bốn căn ngân châm, tất cả đều chát ở lão nhân trong thân thể, nhưng lão nhân vẫn là không có một chút phản ứng. Lão giả mày nhăn có chút lợi hại hơn, hắn làm nghề y mấy chục năm, gặp qua ngất bệnh trạng cũng không ít, nhưng chưa từng có người nào giống như bây giờ, nhìn không ra một chút nghê đoan. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ trong đám người vang lên, truyền tới lão giả trong tai. Ngươi lấy huyệt thần đình, đầu duy, chính doanh, trăm hối, đơn giản chính là tưởng kích thích hắn thần kinh não, khiến cho hắn từ ngất trung tỉnh lại, nhưng hiện tại người này, rõ ràng là trạng thái chết giả, chẳng sợ ngươi dùng toàn châm kích thích, hắn đều sẽ không có một chút phản ứng. Lão giả quay đầu nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc bạch ngực, tao cắt bột than quần thanh niên, xách theo một cái túi, đứng ở bên cạnh chậm rãi mà nói. Ngươi như thế nào biết hắn là trạng thái chết giả? Lão giả nghi hoặc một tiếng, cũng không có nói ra cái gì không hiểu không cần nói bậy linh tinh nói, nếu không hiểu người, liền chính mình vừa mới chát nhập ngân châm bốn cái huyệt vị đều nói không nên lời. Có thể rõ ràng nhìn đến, ngươi chỉ dò xét hắn mạch đập cùng đồng tử, lại đã quên trung y có rút dây động dừng nói đến, hắn đồng tử tụ ngưng, thiếu huyết, đây là hôn mê cơ bản đặc thù, ngươi tư duy bị cực hạn trụ, cho rằng đây là hắn hôn mê nguyên nhân, nhưng ngươi không cẩn thận quan sát hắn ngón tay, đồng dạng trắng bệch. Huyết mạch không thuận, dưới loại tình huống này, lớn hơn nữa có thể là đại não thiếu oxy, sử thần kinh lâm vào trạng thái chết giả. Lão giả nghe được Trương Huyền nói sau, sắc mặt có rõ ràng khó coi. Hắn không phải bởi vì bị một cái vãn bối dùng như vậy ngữ khí giáo dục, mà là đối phương cách nói, đại biểu cho, hiện tại nằm trên mặt đất tên này thương hoạn, tình huống phi thường không xong. Đánh 120, cần thiết nắm chặt đưa đến bệnh viện cứu trị. Lão giả đương trường lấy ra di động, liền phải quay số điện thoại. Trương Huyền lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, xe cứu thương đuổi tới nơi này, ít nhất yêu cầu 20 phút thời gian, này 20 phút, đủ để muốn hắn mệnh, hắn khí huyết không thuận, đảo nghịch dâng lên, có 80% khả năng ở xe cứu thương tới phía trước, liền chảy máu não tử vong. Kia thì thế nào, chẳng lẽ muốn xem hắn chết sao? Lão giả thần thái nôn nóng. Ai nói muốn xem hắn đã chết? Trương Huyền hỏi lại một tiếng, hắn đi đến lão giả trước người, tùy tay từ đối phương châm trong bao rút ra hai căn ngân châm, một tay tia chớp rơi xuống, lão giả chỉ thấy một đạo hàn mang ở chính mình trước mắt hiện lên, liền phát hiện trước mặt thanh niên này, đã đem ngân châm cắm đến bệnh hoạn thân thể giữa. Mau, chuẩn. Đây là lão giả trong đầu trước tiên toát ra ý tưởng, hắn không khỏi nhìn nhiều Trương Huyền hai mắt, như thế tuổi, liền có như vậy hạ châm thủ pháp. Đối huyệt vị công nhận trình độ, đã đạt tới và cao thâm nông nỗi. Trương Huyền một bên làm động tác, một bên nói, loại này trạng thái chết giả, hôn mê khi, nên hợp cốc, người chung, chăm sẽ, thiếu thương bốn huyệt, tận lực làm không khí lưu thông, trước châm hợp cốc, người chung nhị huyệt, về chuyển thêm để cắm, tăng mạnh kích thích, không lưu châm. Theo sau lại châm thứ chăm sẽ, thiếu thương, cường độ thấp về chuyển, đến khí sau lưu châm, gián đoạn vận châm, mới có thể xử người bệnh thanh tỉnh. Trương Huyền lại lấy hai châm, chiều người bệnh trên người chát đi, nhưng hiện tại tình huống, muốn lấy chăm sẽ, nội quan, thần quan, đủ hai dặm bốn huyệt, thượng huyệt đều dùng kim châm cứu về chuyển bổ pháp thi trị, làm người bệnh bảo trì nằm thẳng, vừa ý thủ đan điền, tự nhiên hô hấp. Châm nhập huyệt sau, căn cứ người bệnh tim đập tần suất, lựa chọn tính hạ châm, như thế liền hảo. Trương Huyền vừa dứt lời, liền nghe kia hôn mê bất tỉnh lão nhân phát ra một đạo lâu dài tiếng hô. Tỉnh. Vây xem trong đám người, vang lên một đạo vui sướng thanh âm, bọn họ nhìn đến, người bệnh mở mắt. Trương Huyền đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, người làm trung y, châm pháp không tồi, chỉ là tư duy quá mức cứng nhắc, khó thành châu báu, châm pháp, là người nghiên cứu ra tới, cũng muốn từ người đi thay đổi. Lưu lại như vậy một câu sau, Trương Huyền quay đầu rời đi, không làm chút nào lưu lại. Lão giả nhìn Trương Huyền bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm Trương Huyền vừa mới theo như lời nói. Châm pháp, là người nghiên cứu ra tới, cũng muốn từ người đi thay đổi. Lão sư, lão sư. Đúng lúc này, một nam một nữ hai người trẻ tuổi bước nhanh chạy đến trong đám người. Hấp tấp bộp chộp, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Lão giả bất mãn nhìn hai người trẻ tuổi liếc mắt một cái, của mắng. Một nam một nữ cúi đầu, lão sư, vừa mới Ninh tỉnh y học xã hội trưởng lại cho ta gọi điện thoại,
Tưởng Thác ta hỏi hạ ngươi có hay không thời gian. Ta không phải đều cự tuyệt quá vài lần sao? Lão giả có chút không kiên nhẫn nói. Làm Hoa Hạ đứng đầu trung y học giả, không biết nhiều ít học được, tưởng thỉnh hắn tham gia một lần diễn đàn tọa đàm, nhưng hắn trước nay đều không có đáp ứng quá bất luận kẻ nào, cũng chưa cho quá bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem. Là, bất quá đối phương nói, lần này có rất nhiều y học giới tân tú, đều hy vọng thấy ngài một mặt. Tân tú, lão giả đột nhiên nghĩ đến, vừa mới cái kia người trẻ tuổi. Hành, vậy ứng hắn đi. Lão giả gật gật đầu, trong lòng có chút chờ mong, cùng vừa mới cái kia người trẻ tuổi lại lần nữa gặp mặt, vừa mới nghe người trẻ tuổi kia buổi nói chuyện, lão giả có chút rộng mở thông suốt cảm giác, kia ở y học chi đạo thượng, trói buộc chính mình mười mấy năm bình cảnh, giống như đột nhiên buông lỏng. Trương Huyền đi ra thương trường, lắc lắc đầu, ai, ái học trung y người trẻ tuổi càng ngày càng ít, thế hệ trước tư tưởng lại ăn sâu bén rễ, xem ra là thời điểm, làm một hồi cải cách a. Chương 77 Bảo an phó đội trưởng. Trương Huyền xách theo hai đại túi về đến nhà, nhìn đến Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở trên sofa. Sự đều xử lý xong rồi. Trương Huyền thuận miệng hỏi một câu. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Đối thoại gian, hai người cũng chưa phát hiện, này chi gian quan hệ, trở nên hòa hợp rất nhiều, như là phía trước, Lâm Thanh Hạm xem đều lười đến xem Trương Huyền liếc mắt một cái, càng đừng nói trả lời hắn cái gì vấn đề. Ngươi lại đây. Ta có việc hỏi ngươi. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Trương Huyền đi qua đi, nhìn đến Lâm Thanh Hạm chính ăn mặc một thân ở nhà áo ngủ, lười biếng dựa vào trên sofa, một đầu tóc đẹp tùy ý rối tung, tản ra một cổ khôn kể mị lực. Ngươi vì cái gì vẫn luôn không nói cho ta? Lâm Thanh Hạm mắt đẹp trung lộ ra một tia trách cứ thần sắc. Nói cho ngươi cái gì? Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc. Về ngươi sẽ trung y vật lý trị liệu sự. Cái này a? Trương Huyền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cái này ngươi không hỏi a? Hơn nữa ta cho ngươi mát xa thời điểm, vẫn luôn đều chọn dùng phương pháp này. Ngươi, Lâm Thanh Hạm có chút nghẹn lời, nàng tưởng tượng, chính mình giống như đích đích xác xác không hỏi quá Trương Huyền phương diện này vấn đề, phía trước Trương Huyền cho chính mình nói, hắn cái gì đều trải qua một chút, chính mình tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến cái loại này mát xa viện, cũng không có hướng trung y phương diện này tưởng. Vậy được rồi, tính ta vấn đề. Người hôm nay liền cho ta nói hạ, người rốt cuộc còn sẽ chút cái gì? Lâm Thanh Hạm hỏi như vậy nói. Đang hỏi Trương Huyền thời điểm, Lâm Thanh Hạm trên mặt mang theo một ít chờ mong, nàng phát hiện, trước mặt người nam nhân này, Tổng hội làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình, ở Pháp Cơm giải thích khoản trên khoản mà nói, ở khăn cắt phu đại sư âm nhạc sẽ thượng đàn một khúc, hiện tại lại sẽ trung y vật lý trị liệu, cũng không giống như là như vậy không đúng tí nào. Ta ngẫm lại. Trương Huyền làm ra một bộ tự hỏi trạng, hắn sẽ đổ vật rất nhiều, đến loát một loát. Lâm Thanh Hạm lại đột nhiên nhìn đến Milan từ Trương Huyền sau lưng xông ra, liên tục cấp Trương Huyền sử ánh mắt, hắn sợ Trương Huyền nói ra một câu cái gì đều sẽ không tới, đem sự tình cấp lộ tẩy. Bất quá Trương Huyền cũng không có chú ý tới Lâm Thanh Hạm dùng sức cho chính mình chớp mắt, nghiêng đầu nói, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, mỹ thực, cổ võ, điều tra bạo phá, các quốc gia ngôn ngữ, tài chính, chờ các đại lĩnh vực, ta đều là thực tinh thông. Lâm Thanh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy, này Trương Huyền còn rất cơ linh. Được rồi ngươi, đừng thổi. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền trợn trắng mắt, cánh tay ngọc thuận tay lưu một chút tóc, thật sự phong tình vạn trùng. Trương Huyền duỗi tay gãi gãi đầu, cười hắc hắc, xách theo chính mình cái túi nhỏ, trở về phòng đi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền sớm bỏ dậy thu thập phòng ở. Chờ Lâm Thanh Hạm ra cửa sau, Trương Huyền cũng thay chính mình ngày hôm qua tân mua Âu phục, vô cùng cao hứng hướng Lâm thị tập đoàn đi. Lâm Chính Nam ngày hôm qua liền cho người ta sự bộ giám đốc chào hỏi, đối với cái này có thể làm Ngân Châu thương giới nhất ca cố ý gọi điện thoại đơn vị liên quan, trưởng phòng nhân sự đối Trương Huyền phi thường coi trọng, thậm chí liền chức vị đều làm Trương Huyền chính mình tuyển. Lâm Chính Nam nhưng không riêng ở Ngân Châu thương giới địa vị cao siêu, kia càng là Lâm thị tập đoàn chủ nhân. Trưởng phòng nhân sự tự nhiên là có bao nhiêu quyền to lực, liền sử bao lớn quyền lực, tận lực làm Trương Huyền thoải mái một chút, quay đầu lại cho chính mình nói tốt vài câu, kia chính mình nhân sinh rất có thể liền phải phát sinh trọng đại biến hóa a. Về chức vị vấn đề này, Trương Huyền tối hôm qua liền suy xét thật lâu, cuối cùng tuyển một cái đại lâu bảo an phó đội trưởng chức vị. Ở trong đại sảnh đương bảo an, kia tuyệt đối mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Thanh Hạp, phó đội trưởng chức vị. Làm hắn cơ hồ không cần làm cái gì vụn vặt sự tình,
cũng không cần giống chính đội trưởng như vậy thường xuyên đi công tác, rốt cuộc Trương Huyền tới này mục đích, thực đơn thuần. Trưởng phòng nhân sự cũng không nghĩ tới Trương Huyền thế nhưng sẽ tuyển như vậy một cái chức vị, rốt cuộc so bảo an phó đội trưởng đãi ngộ muốn tốt chức vị quá nhiều, bất quá Trương Huyền lựa chọn, hắn cũng không nói thêm cái gì, đương trường liền che lại con dấu, nói cho Trương Huyền, khi nào tới đi làm đều có thể. Trương Huyền vẻ mặt hưng phấn đi lĩnh bảo an trang bị, côn điện cảnh sát cùng chế phục. Hết thầy thu phục, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Trương Huyền vẻ mặt hưng phấn đứng ở Lâm thị cao ốc trong đại sảnh, ánh mắt qua lại nhìn quét quá vãng người, liền nghe cửa chính truyền miệng tới một trận chửi ầm lên thanh. Trợn to các người mắt chó, nhìn xem ta rốt cuộc là ai. Này Lâm thị cao ốc, có cái nào địa phương là ta không thể đi, các người này đó trông cửa cầu đều cút ngay cho ta. Chết bảo an, cả đời cũng cứ như vậy. Ân, Trương Huyền lông mày một trọn. Chết bảo an, trông cửa cầu. Trương Huyền chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Liền thấy 7-8 danh bảo an chính đổ ở cao ốc cửa, những lời này đó đúng là từ một người ăn mặc hoa lệ phụ nữ trong miệng nói ra. Vài tên bảo an đều là mặt lộ vẻ khó xử, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào cho phải. Nữ sĩ, chúng ta Lâm Tổng có quy định, ngươi nếu muốn thấy nàng, cần thiết muốn hẹn trước. Một người nhìn như là tiểu đội trưởng bộ dáng bảo an nói. Hẹn trước, ta thấy nàng còn muốn hẹn trước. Các ngươi này đó trông cửa cầu đều cút cho ta xa một chút. Phụ nữ trung niên hét lớn một tiếng, một phen đẩy ra trước người tên kia bảo an. Trương Huyền mày nhăn lại, này không phải Vương Vĩ mẹ nó sao, chạy tới nháo sự. Ngày hôm qua Lâm Thị phát sinh sự, có người đã hội báo cho Trương Huyền, Vương Vĩ bởi vì thương nghiệp lừa dối, tài chính trở vấn đề, đã bị hình sự câu lưu, Lâm Thị luật sư đoàn càng là đem Vương Vĩ cáo thượng tòa án, chờ đợi mở phiên tòa, nếu không có ngoài ý muốn nói. Vương Vĩ ít nhất sẽ bị phán cái 10 năm 8 năm, tương đương cả đời này, không sai biệt lắm phế đi. Cút ngay, ta không nghĩ cùng các ngươi này đó hạ nhân vô nghĩa. Vương Vĩ mẫu thân lại mắng một tiếng, chiều công ty đại sảnh vọt qua đi. Nữ sĩ, ngươi không thể đi vào, một người bảo an duỗi tay ngăn lại Vương Vĩ mẫu thân. Hạ nhân, ai làm ngươi chạm vào ta? Vương Vĩ mẫu thân huy khởi một tay, một cái tát thật mạnh chiều tại đây danh bảo an trên mặt. Bị đánh bảo an sắc mặt khó coi, nhưng không dám nói cái gì, trước mặt cái này phụ nữ trung niên thân phận, bọn họ nhiều ít biết một chút, là tổng tài cô. Thật là chướng lá gan các ngươi, mấy cái cẩu, khoác một thân ra người, còn dám cản ta. Các ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Ân, Vương Vĩ mẫu thân trong mắt tràn ngập lửa giận, ta hiện tại nói cho các ngươi, ta muốn vào đi, ai dám ngăn cản ta một chút, thử xem, nào điều chó săn đụng tới ta, có các ngươi hảo trái cây ăn ha ha. Vương Vĩ mẫu thân chính mắng đâu, thân thể chính là một trận loạn run, trong mắt cũng không khỏi bắt đầu thượng phiên, cả người như được động kinh giống nhau, nước miếng loạn tiệm, 10 giây sau, nàng đôi mắt một bế, một đầu liền tải đến trên mặt đất đi. Vương Vĩ mẫu thân ngã quỵ lúc sau, lộ ra đứng ở nàng phía sau Trương Huyền. Trương Huyền cầm vừa mới lãnh tới côn điện cảnh sát, thỉnh thoảng ấn thượng một chút, cảnh côn phần đầu phát ra đùng điện lưu thanh. Trương Huyền bĩu môi. Hơi mang tiếc nuối nói, không được, này điện lưu lượng quá nhỏ, điện hôn cái nữ nhân đều đến 10 giây, đến đổi cái kính lớn một chút. Chương 78 bị điện hôn. Một chúng bảo an chừng lớn đôi mắt nhìn Trương Huyền. Anh em, người đây là... Nga, ta là mới tới bảo an. Trương Huyền lấy ra chính mình công tác chứng minh, mặt trên viết phó đội trưởng chức vị, lần sau gặp được loại người này, đừng vô nghĩa, trực tiếp điện vựng xong rồi. Này, một người bảo an nhìn Trương Huyền. Lại nhìn té xỉu trên mặt đất, bọt mép đều nhổ ra Vương Vĩ mẫu thân, huynh đệ, người khả năng, quán thượng sự. Huynh đệ, chúng ta đương bảo an, như thế nào có thể sợ phiền phức đâu? Nếu chúng ta đều sợ nói, này cao ốc an toàn, nên giao cho ai? Trương Huyền duỗi tay vỗ vỗ tên này bảo an bả vai, dùng một bộ giáo dục miệng lưỡi nói. Chính là anh em, người điện người này, là Lâm Tổng cô A. Cô, Trương Huyền nhướng mày. Dám đến này nháo sự, mặc kệ là cái gì thân phận, đều điện côn hầu hạ. Đi, đem người mang phòng an ninh khảo lên, sau đó làm cảnh sát tới xử lý. Trương Huyền đem côn điện cảnh sát hướng dây lưng thượng từ biệt, đôi tay bối ở sau người, giống mô giống dạng đi đến một bên tuần tra đi. Lưu lại vài tên bảo an ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đi bái, này mới tới phó đội trưởng đều nói, làm bái. Nhưng đây là Lâm. Quản nàng là ai đâu. Có gì sự,
cũng không tới phiên trên đầu chúng ta, có người cấp đỉnh. Vài tên bảo an giá khởi Vương Vĩ mẫu thân, đem này nâng đến phòng an ninh đi. Lâm Thanh Hạm ngồi ở tầng cao nhất văn phòng chung, cúi đầu nhìn trên bàn văn kiện, xử lý trên tay công sự, tiếp nhận chức vụ chủ tịch lúc sau, nàng mỗi ngày phải làm sự tình, so với phía trước càng thêm nặng nề. Bí thư Lý Na gõ vang văn phòng đại môn. Tiến, Lâm Thanh Hạm cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Na mở cửa tiến vào, Lâm Tổng, có chuyện phải cho ngài hội báo một chút. Làm sao vậy, Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu, loát loát trên trán tóc mái, nàng thấy Lý Na trên tay không có lấy bất luận cái gì văn kiện, suy đoán hẳn là tư nhân vấn đề. Vừa mới, Lâm Huệ nữ sĩ tới tìm ngài, bị bảo an ngăn ở dưới lầu, Lâm Huệ nữ sĩ cùng bảo an bạo phát xung đột, kết quả bị mới tới bảo an phó đội trưởng điện hôn. Lý Na ở hội báo đồng thời, trong lòng cũng ở bội phục cái kia bảo an phó đội trưởng, Lâm Huệ chính là Lâm Tổng thân cô A, này nói điện liền cấp điện hôn. Lâm Thanh Hạ mày liễu vừa nhíu, buông trong tay văn kiện, đi phòng an ninh, thuận tiện làm cái kia mới tới bảo an cũng lại đây. Trương Huyền Mỹ từ từ ở đại sảnh đi bộ. Một người trước đài tiểu cô nương dùng ánh mắt trộm đánh giá Trương Huyền, đừng nhìn Trương Huyền ăn mặc một thân bảo an chế phục, nhưng hắn hoàn mỹ dáng người, làm này chế phục mặc ở trên người hắn, liền cùng người mẫu triển lãm giống nhau, hơn nữa Trương Huyền kia tuấn giật bề ngoài, thực dễ dàng hấp dẫn những cái đó mới ra vườn trường tiểu cô nương chú ý. Mỹ nữ, tuy rằng ta biết chính mình rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không cần dùng loại này mê luyến ánh mắt trộm xem ta sao. Trương Huyền bò đến trước đài, trên dưới đánh giá mắt cái này trước đài mỹ nữ. Tuyệt đối là vừa từ trường học ra tới sinh viên tốt nghiệp, thậm chí khả năng liền tốt nghiệp đều còn không có, chỉ là tới thực tập, toàn thân đều tràn ngập một loại thanh thuần khả nhân khí chất. Tên này trước đài mỹ nữ bị Trương Huyền nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, thấp hèn đầu, chát ở sau đầu đuôi ngựa linh động nhảy lên hai hạ. Trương Huyền ánh mắt từ đối phương ngực bài thượng đảo qua, mưa thu, tên thật là dễ nghe, người bạn trai đối với người ái xưng là cái gì? Ta còn không có bạn trai đâu. Mưa thu sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện đều có chút nói lắp. Không có khả năng, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, giống ngươi như vậy xinh đẹp, tên lại dễ nghe như vậy cô nương, sao có thể không có bạn trai đâu. Mưa thu đầu thấp lợi hại hơn, hận không thể chôn đến trong lòng ngực đi. Đứng ở mưa thu bên cạnh một khắc danh trước đài cô nương che miệng khẽ cười một tiếng, ta nói soái ca, ngươi cũng đừng đậu chúng ta mưa nhỏ. Mưa nhỏ cô nàng này dễ dàng thẹn thùng, không bằng hai ngươi thêm cái WeChat ngầm liêu, buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm gì. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, chỉ đùa một chút, WeChat gì liền không bỏ thêm đi, ta đã kết hôn, các ngươi không biết, nhà ta kia bà nương, yêu ta ái muốn chết, cũng biết ta mị lực đại, sợ ta xuất quỹ, mỗi ngày đều đến kiểm tra ta di động, ta muốn bỏ thêm như vậy một cái như hoa như ngọc cô nương. Lão bà của ta thế nào cũng phải cùng ta liều mạng không thể. Mưa thu vừa nghe, phụt một tiếng bật cười, tay nhỏ che miệng, bộ dáng rất là đáng yêu. Trương Huyền ghé vào trước đài, vừa mới chuẩn bị cấp hai cái tiểu mỹ nữ thổi phồng một chút chính mình ở nhà địa vị gì, liền nghe có người ở kêu chính mình. Trương đội, phiền toái người tới phòng an ninh một chút. Đây là một người bảo an chạy chậm lại đây. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Cấp hai cái trước đài tiểu mỹ nữ nói thanh lần sau lưu sau, liền chiều phòng an ninh đi đến. Trương đội, cái kia gì? Tiến đến kêu Trương Huyền bảo an kéo một phen Trương Huyền ống tay áo. Làm sao vậy? Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Cái kia, Lâm Tổng cũng tới, người điện hôn cái kia, là Lâm Tổng thân cô, từ từ nói chuyện nhưng phải cẩn thận a. Tên này bảo an trên mặt có chút lo lắng thần sắc. Không có việc gì, Trương Huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay. Phòng an ninh cửa, vây quanh rất nhiều người, đều ăn mặc bảo an chế phục. Vừa thấy Trương Huyền lại đây, những người này đều đem ánh mắt tập trung ở Trương Huyền trên người, phát ra khe khẽ nói nhỏ. Chính là hắn. Không sai, hôm nay mới đến phó đội trưởng. Như vậy tuổi trẻ, vừa thấy chính là cái lăng đầu thanh, liền Lâm Tổng thân thích liền dám đánh, ngươi nói này đó đại nhân vật, liền tính tư nhân quan hệ lại như thế nào không hợp, cũng không phải chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể tham dự a. Ai nói không phải đâu, này xính nhất thời xúc động, kết quả đâu, phỏng chừng mới vừa tìm công tác phải ngâm nước nóng. Phó đội trưởng A, một tháng 6.000 tiền lương, còn có 5 hiểm một kim, thật là đáng tiếc. Lời nói cũng không thể nói như vậy, lúc ấy chúng ta mấy cái đều bị kia nữ nhân nhục nhã, phó đội trưởng cũng là giúp chúng ta xuất đầu.
một người vừa mới ở công ty trước cửa ngăn trở Lâm Huệ bảo an nói. U, nhanh như vậy phó đội trưởng đều kêu lên, chó săn sao? Ngươi xem đi, liền tính hôm nay Lâm Tổng không phạt hắn, chờ tôn đội đi công tác trở về, cũng có hắn đẹp. Một khác danh bảo an khinh thường bĩu môi. Bọn họ tại đây khe khẽ nói nhỏ, lấy Trương Huyền nhĩ lực tự nhiên có thể nghe được rõ ràng, Trương Huyền không có làm để ý tới, đi vào phòng an ninh chung. Phòng an ninh nội, Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh nữ nhân, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên. Vừa mới phát sinh sự tình, Lâm Thanh Hạm cũng đều nghe nói, nữ nhân này một ngụm một cái trông cửa cầu, một cái hạ nhân, mặc cho ai nghe xong đều sinh khí, cũng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là chính mình cô, ở chính mình công ty bị người điện hôn, này thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Lâm Thanh Hạm thở dài, từ từ cái kia điện người bảo an liền tới rồi, chính mình nên xử lý như thế nào? Muốn nói sai đi, hôm nay sai chính là chính mình cô, kia bảo an chỉ là thực hiện chức trách mà thôi, cũng không có làm sai, tương phản, nếu hôm nay hắn điện hôn chính là người khác, chính mình còn nên khen thưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.